Đại Hạ Văn Thánh tập 51 và tập 52, Bắt Oán Tăng, Trình Phạt Phật Môn Thuyết Minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ, như này còn vẻn vẹn chỉ là hạng thứ 10, nếu như xếp hạng thứ nhất thì sao? Cố Cẩm Niên không cách nào tưởng tượng, khi đại thế đến sẽ là lúc mở ra thiên mệnh còn có thời gian đi tranh, ta còn chưa chân chính lập ngôn, còn không có đến đại nho cảnh, nếu như đến đại nho cảnh, chân chính lập ngôn, hoàn thành thánh nhân ba bất hủ, không phải đệ nhất cũng là thứ hai, Cố Cẩm Niên thầm nghĩ trong lòng. Trước đó, cố cẩm niên đối vật này không có cảm giác quá lớn dù sao một mực nói thiên mệnh chi tranh thiên mệnh chi tranh hiện tại đã biết rõ còn có thiên mệnh chúc phúc về sau cố cẩm niên không thể không treo lên 12 phần tinh thần đến rồi cũng không phải cầu lợi mà là cố cẩm niên muốn có được trường sinh dược vì gia gia của mình kéo dài tính mạng chỉ thế thôi đây là một cái tin tức tốt cha một chút tô văn cảnh tin tức lại lần nữa hiển hiện đứng đầu thanh lưu nho đạo bán thánh trưởng ấn ký thiên mệnh quan tâm dân chúng xếp hạng 25 trên thiên mệnh bảng khi đại thế đến có thể lấy được thiên mệnh chúc phúc đạt được 12 cuốn sách thánh xếp hạng 25, có thể lấy được 12 cuốn sách thánh, cái đồ chơi này cũng không kém, mặc dù không so được bảo vật đệ thất cảnh, nhưng đối với nhau đạo tu sĩ mà nói, thật không tính là kém. Nhìn xem phía dưới, thiên ma lão nhân xếp hạng 29, có thể lấy được một đạo chân ma cổ ấn, mặc dù không biết là đồ vật gì nhưng xem ra cũng rất mạnh. Từ trường ca xếp hạng 79, có thể lấy được một cuốn kiếm pháp đệ thất cảnh, vậy coi như không tệ, khổng hiên xếp hạng 84, có thể lấy được một bảo vật nho đạo đệ lục cảnh. Giao chỉ tiên tử 92, có thể lấy được một bảo vật tiên đạo đệ lục cảnh. Thanh thiền tiên tử 94, có thể lấy được một bảo vật tiên đạo đệ lục cảnh. Xếp hạng 94, đều có thể thu hoạch được một bảo vật tiên đạo đệ lục cảnh. Võ vương là cường giả đệ ngũ cảnh. Đệ lục cảnh là võ hoàng, cực cảnh cao thủ, cũng coi là tồn tại duy nhất có thể tự do động đậy. Thiên ma lão nhân là cường giả chuẩn đệ thất cảnh, đến gần vô hạn đệ thất cảnh, nhưng còn không có chân chính bước vào đệ thất cảnh, chỉ là có biện pháp có thể lâm thời đột phá, đến lục cảnh cấp, nói câu khó nghe thì ở giữa thiên quân vạn mã có thể đến lưu tự do lấy thủ cấp địch nhân như lấy đồ trong túi đơn giản bình thường vương triều đại chiến võ vương cảnh vô pháp xoay chuyển chiến cuộc nhưng võ hoàng là nhất định có thể ảnh hưởng chiến cuộc không dám nói trực tiếp phân ra thắng bại nhưng liền giống với rơi vào một trận chiến long nguyên một vị cường giả võ hoàng bất kể lựa chọn phương nào đều có thể cho đối phương gia tăng hai thành tỷ số thắng hai thành tỷ số thắng này cũng không nhỏ a à, dù sao hung nô ỉ vào thiết kỵ của bọn họ vậy vẻn vẹn chỉ là gia tăng rồi hai thành tỷ số thắng thiên mệnh đến chỉ sợ muốn lật trời phủ dày đất trong lòng cố cẩm niên không khỏi cảm khái hắn cuối cùng là hiểu vì sao nhiều người đều đang chờ cái thiên mệnh này như vậy phèn vẹn chỉ là một bảng xếp hạng đều cho ban thưởng kinh khủng như vậy nếu là người chân chính nắm giữ thiên mệnh thì sao về sau có bao nhiêu chỗ tốt thiên mệnh bảng sao về sau có thể hay không ra võ đạo bảng tiên đạo bảng phật tu bảng kiếm tu bảng cố cẩm niên hơi nghi hoặc một chút nhưng mà cái đồ chơi này hắn thật không xác định được xem ra vẫn là phải toàn diện tăng lên cố cẩm niên thầm nghĩ trong lòng chỉ nhưng mà có một điểm khiến hắn rất phiền đó chính là thời gian tu hành của bản thân hoàn toàn không đủ, hiện tại còn hoàn hảo, rút sạch, bất thời giờ còn có thể sửa luyện một hồi, nhưng mà qua ít ngày nữa bản thân hắn sẽ đường đường chính chính liền muốn vào trường làm quan, mỗi ngày một đống lớn công việc, luôn không khả năng một bên làm việc công một bên tu luyện chứ, võ đạo còn tốt, thông qua ăn đan dược có thể mạnh lên, nhưng cũng tiếc chính là, đan dược quá ít, hoàng cung đại hạ đều không bao nhiêu, dù sao người khác lại không thể dựa vào cắn thuốc thăng cấp, hoàng cung tồn chữ linh đan rượu dầu trên cơ bản đều bị bản thân Nguyễn xong, tiên đạo lại phiền phức cắn thuốc không dùng nhất định phải đạt tọa tu luyện trước mắt cũng không có những biện pháp khác chỉ có thể mỗi ngày rút mấy canh giờ những thứ khác liền hoàn toàn không biết phát triển toàn diện rất tốt nhưng ngữ tâm vô lực phanh phanh cũng liền tại cố cẩm niên tiếp tục suy tư lúc tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên cố huynh cố huynh theo tiếng đập cửa vang lên cố cẩm niên từ bên trong suy nghĩ tỉnh lại hắn đứng dậy đem cửa phòng mở ra là vương phú quý vương huynh thế nào có chút hiếu kỳ nhìn xem vương phú quý như thế vội vội vàng vàng thần tăng của phật môn đông độ đến vương triều đại hạ muốn tìm ngươi đòi hỏi một cái công đạo việc này người không biết không vương phú quý lên tiếng đem tin tức này thông báo cố cẩm niên thần tăng của phật môn sao bọn họ còn có mặt mũi đến tìm ta đòi hỏi công đạo sao nghe xong lời này cố cẩm niên cau mày thật là có mặt mũi cố huynh mấy ngày nay huynh đều đợi trong phòng rất nhiều chuyện không biết thượng sư la trạch trụ trì chùa a tháp đã bị giết trên dưới cả chùa đều bị giết khiến cho phật môn tức giận có người đồn là do người ra tay cho nên mật tông thượng hành phái ra một trong tứ đại thần tăng bắt oán thần tăng tự mình đông độ người này không đơn giản tứ đại thần tăng của phật môn có thanh danh cực lớn hơn nữa còn là cường giả đệ lục cảnh của phật môn vương phú quý lên tiếng nói ra thân phận lai lịch đối phương đệ lục cảnh thì như thế nào sợ hắn không thành hắn đến rồi sao cố cẩm niên lên tiếng trực tiếp hỏi thăm còn chưa đến nhưng mà đã vào cảnh nội đại hạ đi vài tòa chủ miếu cố huynh phật môn này cũng không đồng dạng không giống với khổng gia khổng gia mặc dù muốn nói xấu cố huynh cũng cần xuất ra chứng cứ cùng lý do phật môn muốn nói xấu một người quá đơn giản phu thân ta từng nói qua thà rằng đắc tội người đọc sách không thể đắc tội phật môn tăng tín đồ của bọn họ cũng sẽ không nghe ngài giải thích cái gì chuyện này cố huynh nhất định phải coi trọng tranh thủ thời gian làm sáng tỏ nếu không rất lấy phiền phức đối cố huynh ngài bất lợi mà bát oán thần tăng này nghe nói mánh khóe thông thiên nhận biết không ít người bên trong vương triều đại hạ cũng có một chút hầu ra đại thần cùng ông ta có quan hệ không kém vương phu quý thiện ý nhắc nhở hy vọng cố cẩm niên có thể rất nhanh chóng làm sáng tỏ chuyện này miễn cho hiểu lầm càng lúc càng lớn không cần làm sáng tỏ người mặc dù không phải ta giết, nhưng cùng ta có liên quan rất lớn. Cố Cẩm Niên nhàn nhạt, nhạt, lên tiếng, hắn không cần đi giải thích cái gì, cũng không cần giải thích cái gì, cũng không phải nói cây ngay không sợ chết đứng, mà là giải thích thì có thể thế nào? Giải thích nói mình là vì dân chúng bởi vậy mới giết tăng sao? Ngược lại có cảm giác có tật giật mình. A, à, cố huynh, la trạch thượng sư thật sự là người giết sao? Lúc này vương phú quý có chút không bình tĩnh rồi, không kém bao nhiêu đâu, nhưng mà chỉ là một cái la trạch thượng sư tính là gì? Chọc đến ta, trực tiếp diệt Phật. Cố Cẩm Niên ngữ khí bình tĩnh nói. Phật môn bây giờ là địch nhân lớn nhất của Cố Cẩm Niên, không phải xung đột lợi ích, mà là giáo nghĩa khác biệt, về tình về lý, đều nên diệt Phật, đương nhiên diệt không phải chân Phật, diệt chính là ngụy Phật, Cố huynh, cẩn thận lời nói, ngài bây giờ là hầu gia đại hạ cũng không thể nói lung tung, Vương phú quý biến sắc, vội vàng ngăn lại Cố Cẩm Niên nói như vậy, cái này nếu nói lung tung sẽ dẫn đến một chút không tốt tranh luận, nếu bọn họ chưa đến thì việc này trước hết mặc kệ, đúng rồi, còn bao lâu nữa là khoa cử, Cố Cẩm Niên lên tiếng, hỏi thăm Vương phú quý, sau 7 ngày chính là ngày khoa cử rồi, vương phú quý lên tiếng, nhắc đến chuyện khoa cử hắn ta lại có tinh thần, lần này tại thư viện đại hạ bồi dưỡng thời gian cũng không ngắn, học được rất nhiều thứ, không nói những cái khác bên trong cái năng vẫn là không có vấn đề. 7 ngày sau, vương huynh, người biết học sinh lần này tham gia khoa cử sao, cố cẩm niên lên tiếng hỏi, nhận biết, trước mấy ngày cố ý đi tìm bọn họ một chuyến, cố huynh, người cũng biết rõ ta, ta người này thích nhất liên hệ, những học sinh này đều biết, vương phú quý nhẹ gật đầu, hắn ta làm người hiếu khách, thích kết bạn hào hữu bây giờ các nơi tài tử tề tụ đại hạ kinh đô tham gia khoa cử hắn ta đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này bất kể là ai đều kết bạn một chút nhỡ may biết một quan trạng nguyên thì sao tốt vậy liền làm phiền vương huynh đi tìm bọn họ một chuyến hôm nay ban đêm bày tiệc ta muốn gặp mặt bọn họ sẽ không quấy rầy chứ cố cẩm niên lên tiếng nhìn qua vương phú quý nói như thế thấy bọn họ ư không có vấn đề cố huynh người chính là đệ nhất hầu gia đại hạ lại là hậu thế thánh nhân còn là lễ bộ lang trung nói thật thấy bọn họ hoàn toàn là cho bọn họ mặt mũi, bọn họ cao hứng cũng không kịp, sao có thể có thể sẽ đánh nhỡ. Vương Phú Quý vội vàng mở miệng, lời này của hắn ta không giả, thân phận bây giờ của cố cẩm Niên đi gặp một chút người đọc sách, còn không phải vinh hạnh của đám người này sao, không nên quá long trọng, tìm quán rượu an tính, khiêm tốn một chút, cố cẩm Niên lên tiếng nói, xin cố huynh yên tâm, chuyện này giao cho ta làm, Vương Phú Quý thể so sát nói, tốt, vậy làm phiền Vương Huynh rồi, đúng rồi, Giang Huynh đâu, cố cẩm Niên nói một tiếng cảm ơn, ngay sau đó có chức hiếu kỳ hỏi giang diệp chu đi nơi nào giang huynh về hầu phủ rồi phụ thân huynh ấy là già dạ y hầu đã hồi kinh huynh ấy trở về gặp phụ thân mình vương phú quý đáp lời bạn đang xem đại hạ văn thánh được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim được sẽ không quấy rầy huynh ấy rồi vương huynh làm phiền rồi cố cẩm nhiên nhẹ gật đầu cũng không để ở trong lòng mà sau khi cố cẩm niên nói xong lời này vương phú quý trực tiếp rời đi đi tìm những cái học sinh kia sau khi vương phú quý rời đi cố cẩm niên thừa dịp thời gian này rút sạch bớt thời giờ tu luyện tiên đạo một chút bây giờ cảnh giới tiên đạo đang ở khai mạch cảnh nên rút sạch bớt thời giờ tăng lên một chút như thế mãi cho đến giờ dậu gần ba canh giờ tu hành cố cẩm niên cảm thấy toàn thân thư sướng cảm giác lúc nào cũng có thể đột phá đến trúc nguyên cảnh dự định lại tĩnh tâm mấy ngày bỏ ra một ngày thời gian đột phá trúc nguyên võ đạo đã đến thần thông cảnh sớm một ngày bước vào trúc nguyên hay muộn một chút bước vào trúc nguyên cũng không đáng kể giờ dậu ba khác kinh đô tiểu viện cách vân đây là một nơi nhã địa vương phú quý bỏ ra số lượng lớn hoàng kim bao xuống trên lý luận là bao không nổi nhưng mà ai cũng biết vương phú quý cùng cố cẩm niên có quan hệ vô cùng tốt trưởng quỹ dường như đoán được là ai sẽ đến cho nên làm tất cả biện pháp đưa ra tiểu viện trong tiểu viện trong ngoài sắp đặt trên trăm bàn đây là việc trải qua sàng chọn của vương phú quý không phải thật sự muốn để cho toàn bộ người đọc sách đến thì bên ngoài viện cũng sẽ ngồi chật kín người tất cả người đọc sách tụ tập tại trước bàn đối mặt với những món ngon rượu ngon cả đám đều không dám hạ đũa chỉ có số ít người tương đối thoải mái đồ ăn đến là gấp một mình uống rượu cũng là lộ ra vẻ phóng đã không bị trói buộc đại bộ phận người đọc sách vẫn đang chờ cố cẩm niên đến nghe nói cố cẩm niên bày tiệc đám người này có thể nói là vô cùng kích động từng người chỉnh lý dung nhan thậm chí có vài người còn đem toàn bộ thi từ mà cố cẩm niên đã đọc đọc lại một lần chỉ vì muốn chút nữa nhìn thấy cố cẩm niên có thể lưu lại một ấn tượng tốt với cố cẩm niên trong tiểu viện lộ ra vẻ yên tĩnh khác ngày thường mà đúng giờ dậu bốn khác một thân ảnh xuất hiện khiến cho đám người mừng rỡ là thân ảnh cố cẩm niên theo cố cẩm niên đến chúng học sinh thi nhau đứng dậy từng người hướng phía cố cẩm niên gặp lễ chúng ta gặp qua thánh tử đám người mở miệng xưng hô cố cẩm niên là thánh tử xưng hô thế này có chú trọng dù sao rút ngắn quan hệ thánh tử bọn họ là người đọc sách xưng hầu ra cũng quá mức tại thượng hạ cấp rồi trừ vị khách khí cố cẩm niên mỉm cười ánh mắt nhìn lướt qua vận chuyển vọng khí thuật nháy mắt liền nhìn thấy khí vận của những người này thật đúng là đừng nói bên trong nhóm người này có mấy người khí vận cực kỳ cường thịnh cố cẩm niên nhìn lại là một nam tử ba mươi tuổi giờ này khắc này mặc dù hướng bản thân làm lễ nhưng trong tay còn cầm một cái đùi gà miệng đầy là dầu người này nhìn rất quen mắt cố cẩm niên nhìn sang hắn phát hiện người này nhìn rất quen mắt cố huynh có phải là cảm thấy người kia nhìn quen mắt không lúc này vương phú quý ở bên tai mở miệng nói như thế đúng vậy cố cẩm niên nhẹ gật đầu cố huynh còn nhớ rõ chúng ta đi thư viện đại hạ lúc có người đi lối dân đạo không vương phú quý lên tiếng nhắc nhở cố cẩm niên một tiếng lời vừa nói ra cố cẩm niên lập tức bừng tỉnh đại ngộ rồi hắn nhớ lại là ai lúc trước thư viện đại hạ có ba con đường để mọi người lựa chọn cố cẩm niên nhớ được có một nam tử đi dân đạo chỉ là sau này vẫn không có nhìn thấy hắn ta không ngờ có thể gặp được đối phương ở đây hắn ta làm sao ở chỗ này cố cẩm niên tò mò cố huynh người này tên là tại ích năm nay 25 tuổi già đến có chức cổ lỗ lúc trước thi đậu thư viện đại hạ nhưng do mẫu thân hắn ta chết bệnh cho nên giữ đạo hiếu nửa năm bây giờ đến đây tham gia khoa cử vương phú quý lên tiếng thông báo cho cố cẩm niên lai lịch của đối phương thì ra là thế mời hắn ta đến đây cố cẩm niên đã hiểu trách không được khí vận trên đỉnh đầu người này cao trọn vẹn sáu trượng mà lại thuần khiết vô cùng không có một tê tạp khí không có chức quan cũng không có bối cảnh hiển hách nhưng lại có khí vận mạnh như vậy liếc nhìn lại phần lớn học sinh khí vận cũng mới khoảng trên dưới nửa trượng hắn ta có sáu trượng đã rất giỏi rồi chỉ ít nếu là dứt bỏ cái thân vận thế tử đại hạ này khí vận của bản thân chỉ sợ cũng chỉ khoảng 7 trượng chờ người tên tại ích này vào chiều làm quan nghĩ đến khí vận có thể tăng đến bảy trượng thậm chí cao tám trượng được vương phú quý không dài dòng trực tiếp đem người này mời đến, không bao lâu, tại ích đi đến, hắn ta mặc đơn sơ, áo bào trên người thậm chí còn có miếng vá, dưới chân giày càng là dính đầy bùn đất, xem ra kham khổ vô cùng, nhất là da rẻ, có chút đen nhánh, dầu ria cũng rất rậm rạp, rõ ràng là một người 25 tuổi lại cho người ta một loại cảm giác đã qua tuổi 30, tại ích, gặp qua hầu Gia, đi đến trước mặt cố cẩm niên, tại ích không kiêu ngạo không tự ti, hướng phía cố cẩm niên làm lễ, nhưng hắn ta không giống như người khác xưng cố cẩm niên là thánh tử, mà là gọi là hầu gia các hạ khách khí nhưng mà tất cả mọi người xưng bản hầu là thánh tử vì sao các hạ xưng ta là hầu gia là bản hầu không xứng với danh xưng thánh tử sao sắc mặt cố cẩm niên bình tĩnh đồng thời hỏi thăm đối phương vấn đề này mà đám người vậy cực kỳ hiếu kỳ không khỏi ào ào nhìn về phía tại ích nhìn hắn ta trả lời như thế nào về hầu gia tại mỗ cho rằng bất kể là thánh tử hay là thánh nhân đều quá mức hư vô phiêu miểu tiếng khen là gông xiềng ngược lại sẽ khiến cho người ta lạc lối bản thân chúng ta là người đọc sách nên tuân theo bản tâm mà đi không cần mỹ danh như vậy mất bản tâm làm sao nói là người đọc sách tại ích cho trả lời hắn ta cũng không phải là không tôn trọng cố cẩm niên chẳng qua là cảm thấy cái này tiếng khen là công xiềng thôi được tại huynh nói cực phải nói đến ngươi và ta vẫn là đồng môn không biết có thể mời tại huynh nhập tọa cùng nhau uống rượu cố cẩm niên cười một tiếng đối với giải thích này rất là hài lòng nhân đây mời đối phương cùng nhau ngồi xuống đa tạ hầu ra tại ích lộ ra vẻ rất tự nhiên hắn ta không có ra vẻ thanh lưu cự tuyệt mà là đường đường chính chính ngồi xuống nên ăn thì ăn nên uống thì uống một màn này để không ít người đọc sách tràn đầy ao ước cố cẩm niên cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia hắn không có ngồi xuống mà là trực tiếp nâng chén cùng tất cả người đọc sách cùng nhau uống rượu cũng nói vài câu lớn tiếng khen hay nói đám người nghỉ ngơi thật tốt chuẩn bị kiểm tra tranh thủ khoa cử có được lời khen ngợi của cố cẩm niên tất cả người đọc sách cũng lần lượt nâng chén từng người hưng phấn không thôi cũng lớn tiếng tán dương cố cẩm niên sau đó thay nhau tiến lên mời rượu đại biểu người đọc sách các nơi đây là trang diện sống cố cẩm niên không cự tuyệt đến đây cũng đã chuẩn bị rồi sở dĩ một chén lại một chén vào cổ họng cũng coi là cho những học sinh này mặt mũi vương phú quý mời những học sinh này trên cơ bản đều là xuất thân hàn môn không phải loại dòng dõi thế yếu hàn môn kia mà là người bần hàn chân chính nhìn ra được có ít người ăn mặc dù vẫn được nhưng đều là thức áo vào đời cũ nguyên nhân rất đơn giản là do chỉ có một bộ không nỡ mặc mà lại từ mấy phương diện đó nhìn ra được những người hàn môn con cháu nói chuyện đều tương đối ấm áp ôn hòa nhìn về phía mình lúc nào cũng hơi có vẻ tự ti còn mắt vô thức né tránh bọn họ xuất thân hàn môn, bây giờ từng bước một đi đến nơi này, cũng coi là trải qua thiên tân vạn khổ, đương nhiên cũng không thiếu một vài người có gia thế. Những người thế gia này, người mặc tơ lụa cầm y, mặc dù cũng đối với mình cung kính vạn phần, nhưng cả hai xem ra chính là không giống, không trách những hàn môn này, đây là chuyện không có cách nào, dù sao bọn họ xuất thân không tốt, chỉ có thể dựa vào đọc sách đến cải biến vận mệnh, cố cầm niên tôn trọng những hàn môn này, cho nên qua ba tuần rượu về sau, cố ý giảng giải một vài thứ, hy vọng có thể mang đến cho bọn họ một chút trợ giúp nhưng ngay tại lúc tề rượu sắp kết thúc lại là một thân ảnh xuất hiện để cố cẩm niên tắc lợi không thôi có người khoan thai đến chậm người đến ăn mặc vẫn được là bộ đồ mới nhưng có chút không hợp thân tỷ lệ lớn là mượn đến nhưng mi thanh mục tú chưa nói đến cực kỳ anh tuấn nhưng xem ra rất hung tệ chỉ ít so với tại xem ra tốt hơn một chút sau khi hắn ta xuất hiện ngay lập tức bưng chén rượu vội vàng đi đến trước mặt cố cẩm niên mời rượu loại tình huống này cũng không tính là cái gì nhưng mà khí vận của người này lại càng mạnh không yếu hơn tại ích khác biệt duy nhất chính là khí vận của Tài ích thuần khiết vô cùng mà khí vận của hắn ta vần quanh kim sắc quang mang xem ra càng rung động một chút học sinh hà trai bởi vì trong đêm đọc sách bỏ lỡ canh giờ yến hội cho nên đến chậm còn xin hầu ra thứ tội học sinh tự phạt ba chén xin hầu ra thứ lỗi hà trai mở miệng cũng vào lúc này cầm niên phát giác được bên trên thiên mệnh bằng thình lình xuất hiện hai cái tên Tài ích xếp hạng tám mươi năm hà trai xếp hạng tám mươi sáu khá lắm một hơi xuất hiện hai người bên trên bảng sao mà lại cũng không có bất kỳ chức quan hay thân phận, cũng không có gia cảnh hiền hách, thuộc về loại tự mang thiên mệnh. Sau khi khoa cử, xếp hạng của hai người tất nhiên vượt qua khổng hiên. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng vô ý thức, cố cẩm niên đem khổng hiên xem như đơn vị cân nhắc. Trên yến hội, cố cẩm niên cũng coi là tận hứng, nhưng mà cả chàng yến hội, cố cẩm niên cũng không có đàm luận bất kỳ cái gì liên quan đến văn chương hoặc là chính trị. Thuần túy chính là cùng đám người gặp mặt ăn một bữa cơm, cho dù là đối mặt với tại ích cùng hà trai, cố cẩm niên cũng không trò chuyện nhiều cái gì. Khoa cử lập tức sẽ diễn ra, thân là lễ bộ lang trung, cố cẩm niên cũng không muốn nói cái gì, miễn cho ảnh hưởng người ta phát huy khoa cử. Cho dù khí vận của bọn họ như hồng, tuy nhiên cố cẩm niên vẫn lo liệu công chính nội tâm. Sau phần dạ tiệc, cố cẩm niên cũng cáo từ, đám người lần lượt đưa tiễn. Chờ sau khi cố cẩm niên đi, Hà Trai không khỏi mở miệng, không ngờ rằng hầu gia càng chiêu hiền đại sĩ như thế, không hổ là hậu thế thánh nhân. Hà Trai mở miệng tán thưởng phẩm chất của cố cẩm niên, người có thể được hồng thánh khâm điểm tất nhiên không kém dù cho ta có lớn tuổi hầu ra mấy tuổi nhưng tại mỗ cảm giác hầu gia so tại mỗ phải hiểu thêm hai chữ triều chính tại ích lên tiếng nói cũng không khỏi tự chủ tán dương cố cẩm nhiên tại huynh nếu như không có việc gì hai người chúng ta tiếp tục thiện ẩm một chút chứ hà trai lên tiếng chủ động mời tại ích tiếp tục uống rượu được bạn đang xem đại hạ văn thánh được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim tại ích nhẹ gật đầu đồng ý như thế đến hôm sau lễ bộ chủ sự chu hoa cùng lý an đến rồi chỉ còn mấy ngày chính là ngày khoa cử bọn họ chạy đến là có hai chuyện thông báo hầu ra dương thượng thư bên kia để ngài chuẩn bị kỹ càng đề thi khoa cử chỉ có mấy ngày nữa chính là ngày khoa cử không thể chậm trễ chu hoa cười nĩnh mở miệng thông báo cố cẩm niên chuyện này ta đã rõ hôm nay ta sẽ đi lễ bộ một chuyến đem đề thi thông báo cho dương đại nhân cố cẩm niên nhẹ gật đầu làm phiền hầu ra rồi còn có chút chuyện có phải hôm qua hầu ra là bài tiệc mời một chút thí sinh tụ hội chu hoa mở miệng đây là chuyện thứ hai Nhắc đến chuyện này giọng nói của chu hoa có chút bình tĩnh sơ sơ cúi đầu thế nào có người vạch tội bản hầu sao cố cẩm niên hơi có vẻ hiếu kỳ nói về hầu gia ngự sử đài có người vạch tội hầu gia nói hầu gia thân là lễ bộ lang trung lén lút cùng học sinh gặp mặt có chút vi phạm quy chế nhưng mà dương đại nhân đã ra mặt nói rõ đó là hầu gia chính là người đọc sách là hậu thế thánh nhân mà không thánh khâm điểm gặp mặt người đọc sách một lần cũng là hợp lý chu hoa lên tiếng thông báo cố cẩm niên chuyện này nghe nói như thế cố cẩm niên nhẹ gật đầu nhưng mà hắn vậy ý thức được một việc sau này khi bước vào quan trường mọi cử động của bản thân đều bị phát giác hành vi của ngự sử đài không làm cố cẩm niên tức giận đây là chức trách của người ta có vấn đề liền vạch ra đến người có thể giải thích là tốt nhất giải thích không rõ chính là có vấn đề mà ngự sử đài cũng không phải nhắm vào mình chỉ cần vào chiều làm quan ai cũng nhằm vào có người giám sát là chuyện tốt ta đã hiểu rồi về sau bản hầu sẽ chú ý nhiều hơn cố cẩm niên nhẹ gật đầu chuyện này thật là do bản thân có vấn đề biết sai biết sửa không gì tốt hơn vâng chu hoa nhẹ gật đầu không ngờ đến cố cẩm niên không hề tức giận để cho nội tâm của chu hoa an tâm một chút cũng không phải ông ta đem cố cẩm niên nghĩ quá như thế nào dù sao một người là hầu gia vừa mới vào triều chính liền bị người vạch tội cố cẩm niên hiện tại mới chỉ 17 tuổi không phục rất bình thường chỉ là không ngờ cố cẩm niên vậy mà bình tĩnh như thế thật đúng là có chức khí phách đây chính là cách cục đi hầu gia hầu phủ của ngài sớm đến hức động công nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà nói tháng 8 ngày tốt liền có thể làm xong chu hoa lại nhắc đến một chuyện khác đó chính là chuyện hầu phủ của cố cẩm tốt đây là việc nhỏ cố cẩm niên lộ ra vẻ rất tùy ý hồ phủ hay không không quan trọng dù sao đều ở thư viện thực tế không được về nhà ở cũng không còn vấn đề lớn gì một lát sau cố cẩm niên và chu hoa cùng nhau đi đến lễ bộ liên quan đến chuyện tuyển đề thi vẫn phải cùng dương khai thương nghị thật kỹ lưỡng một chút sau nửa canh giờ lễ bộ đại hạ hoa cứ sắp đến chuyện lễ bộ quan tâm nhất hiện tại chính là đề thi đề thi từ cố cẩm niên khâm điểm không sai nhưng lễ bộ vẫn muốn tuyển ra mấy đề thi từ cố cẩm niên chọn lựa đương nhiên nếu cố cẩm niên có thể nói ra đề tốt hơn cũng không sao giờ khắc này Lễ bộ thượng thư, tả hữu thị lang, cộng thêm bên trên ba vị đại nho tụ tập ở trong đó, bọn họ chính đang thương nghị chuyện đề thi, sau khi tuyển ra đề thi sẽ tiến về trường thi nghỉ ngơi, mà bên ngoài lễ bộ cũng có tướng sĩ binh bộ nghiêm ngặt trấn giữ, chỉ cần những người này ra ngoài, nhất định phải hộ tống đến trường thi, ăn uống xuyên dùng đều có người hộ tống, sợ nhất chính là tiết lộ đề, các đại vương triều đối với khoa cử, cha cực kỳ nghiêm ngặt, gian lận là tội lớn, nhẹ thì cả đời phế kiểm tra, nặng thì đày đi biên cương, các quan viên có liên quan đến chuyện này cả nhà bị lưu vong thủ phạm chính chém đầu cũng chính bởi vì vậy khoa cử đại hạ có thể được người trong thiên hạ công nhận gặp qua dương thượng thư rất nhanh cửa phòng mở ra là giọng nói của cố cẩm niên vang lên hắn đi vào trong phòng hướng phía dương khai một bái cẩm niên đến rồi sao cẩm niên đúng lúc đang đàm luận đề thi khoa cử ngươi có đề thi không nhìn thấy cố cẩm niên dương khai đứng dậy trên mặt mang theo tươi cười lần này đề thi khoa cử hạ quan có chút suy nghĩ cũng không biết chư vị cảm thấy thế nào cố cẩm niên đi vào trong phòng trực tiếp tại bàn đọc sách trước mặt viết xuống hai chữ thịnh thế lúc này đám người không khỏi thi nhau đứng dậy nhìn về phía cố cẩm niên viết đề thi lấy thịnh thế làm đề cũng là xem như phù hợp tình huống bây giờ nhưng mà có giọng nói của đại nho không khỏi vang lên hầu ra cái đề thi này vấn đề cũng không quá lớn nhưng mà đề này quá mức rộng khắp sợ đám học sinh không viết tốt được đại nho lên tiếng cũng không phải cảm thấy đề thi có vấn đề đơn thuần cảm thấy quá mức rộng khắp độ khó có chức lớn đề thi trước đây trên căn bản là từ bên trong kinh nghĩa trích ra một đoạn nào đó sau đó để mọi người đến viết cố cẩm niên viết hai chữ thật đơn giản nhưng có chút không quá thỏa đáng cũng không phải lấy thịnh thế làm đề vừa vặn có thể nhìn xem các tài tử đại hạ ta đối với triều chính có ý kiến gì đối với quốc gia lại có ý tưởng gì cứ như vậy chúng ta cũng có thể càng hiểu rõ thêm tệ đạn thiên hạ cố cẩm niên lên tiếng hắn cũng không phải tùy tiện nghĩ ra đề thi trước đó lúc hoàng đế để hắn ra đề mục cố cẩm niên đã nghĩ sâu tính kỹ hồi lâu thịnh thế làm đề tuyệt đối không có vấn đề quá lớn hợp tình hợp lý nước hung nô bây giờ đã bị chèn ép xuống ngoại hoạn tạm thời không có đối với vương triều đại hạ mà nói có hai chuyện trọng yếu nhất một là phiên vương nội loạn đây trung quy là một tai họa ngầm nhưng chuyện này không thể thả ra ngoài sáng bàn luận một cái khác chính là dân sinh đại kế đối ngoại đối nội đều là chuyện bên trên triều chính hạch tâm nhất vẫn là dân chúng duy chỉ có để dân chúng ăn ngon uống ngon mới là căn bản dân chúng nếu giàu có thì tất cả đều sẽ nói chuyện đại hạ cũng có đầy đủ lực lượng căn bản không sợ nội loạn dù sao người người ăn uống no đủ ai nguyện ý cùng ngươi tạo phản chứ thịnh thế làm đề không có bất cứ vấn đề gì lão phu đồng ý trước đây đều là lấy kinh nghĩa của thánh nhân làm đề có thể nói đến nói đi trung quy là một chút đạo lý lớn như chi hồ giả giã lời nói của cẩm niên thật là không tệ lão phu đồng ý dương khai dẫn đầu tỏ thái độ dường như là ủng hộ cố cẩm niên vô điều kiện đạt được trả lời như vậy những người còn lại suy nghĩ cuối cùng cũng lần lượt đồng ý thứ nhất là lễ bộ thượng thư đều như vậy nói thứ hai là lựa chọn này của cố cẩm niên cũng không sai còn nữa bọn họ cũng biết chuyện này vĩnh thịnh đại đế đã giao toàn bộ quyền cho cố cẩm niên tích cực cũng không có bất kỳ ý tứ gì được đã như vậy vậy cứ như thế định ra Chư vị đi trước trường thi nghỉ ngơi thật tốt đi dương khai lên tiếng để bọn họ nên rời đi trước không bao lâu đợi sau khi bọn họ rời đi dương khai đóng cửa phòng lại cẩm nghiên có chuyện này ngươi vẫn nên cảnh giác một chút phật môn gần nhất đối ngươi có ý kiến rất lớn một vài tin tức xấu chuyển đến cảnh đội đại hạ nói ngươi giết sạch tất cả mọi người ở chùa a tháp chuyện này hiện tại toàn bộ phật môn đều biết mật tông thượng hành liên hợp tiểu duyên tự còn có đại âm tự tạo áp lực cho đại hạ ta hy vọng ngươi có thể đưa ra một câu trả lời chắc chắn trước mắt lễ bộ đã để lại tin tức nhưng theo lão phu biết một vài thành viên cảnh đối với người có tranh luận to lớn dương khai lên tiếng nhắc đến chuyện này chuyện chùa a tháp toàn chùa tất cả mọi người trên dưới chùa a tháp bị giết chuyện này không thể không có một chút động tĩnh mà đối với thủ đoạn như vậy của phật môn cố cẩm niên đã sớm đoán được một chút chủ trì chùa a tháp cũng không phải là ta giết là thiên ma lão nhân giết chết bao gồm cả những tăng nhân ở chùa kia nhưng mà nếu ta có thực lực mà nói cũng sẽ giết hết bọn họ cố cẩm niên cho trả lời hắn ăn ngay nói thật để biểu đạt ý tứ chính mình thiên ma lão nhân sao dương khai hơi kinh ngạc nhưng mà ngẫm lại cũng cảm thấy hợp lý dù sao thực lực của cố cẩm niên không thể giết được được trụ trì la trạch đã không phải ngươi vậy là tốt rồi việc này lão phu sẽ xử lý tốt cẩm niên người trước không nên dính vào lấy khoa cử làm trọng dương khai nhẹ gật đầu nói như thế được vậy ta cũng đi trường thi đi dương khai nếu có thể xử lý cố cẩm niên cũng không rông dài dự định trực tiếp tiến về trường thi người đi không đi trường thi cũng không đáng kể nếu như người có chuyện quan trọng cần xử lý thì trước xử lý chuyện của chính mình đi dương khai lắc đầu người khác là phải đi trường thi nhưng cố cẩm niên không cần thiết đi thân phận vẫn còn đây hay là đi một chuyến đi tuân thủ trước quy củ miễn cho ngự sử đài lại đến vạch tội ta một bàn cố cẩm niên không định phá hư quy củ đã ra đề thi vậy phải đi trường thi vậy miễn cho rơi vào tranh luận miệng lưỡi được nhưng mà ngự sử đài vạch tội ngươi cũng không phải là chuyện lớn gì lão phu cũng bị vạch tội qua đó là chức trách của bọn họ dương khai nhẹ gật đầu cố cẩm niên có ý nghĩ như vậy ông ấy rất hài lòng nhưng mà vẫn nhắc nhở cố cẩm niên một câu miễn cho cố cẩm niên đối ngựa sử đài sinh ra hiểu lầm xin dương đại nhân yên tâm hạ quan hiểu rõ cố cẩm niên chắp tay sau đó liền rời đi lễ bộ hướng phía trường thi đi đến sau khi đi đến trường thi khoa cử cố cẩm niên nghe theo an bài nên như thế nào thì như thế đó không có nửa điểm vượt qua mà lúc này giờ phút này bên ngoài kinh đô đại hạ bên trên một con sông một chiếc thuyền nhỏ chạy chậm rãi trên thuyền nhỏ đang có hai thân ảnh đứng thẳng là hai tăng nhân một người hơi lớn tuổi đây là bát oán thần tăng ông ta đã đi đến cảnh nội đại hạ không quá mấy ngày là có thể đến kinh đô đại hạ một người khác chính là trụ trì chùa nam sơn chính là mật tông thượng hành trụ trì thần tăng lần này ngài đến vương triều đại hạ tìm thiên mệnh hầu gây chuyện có chút không ổn trụ trì chùa nam sơn mở miệng ông ta nghe nói bát oán thần tăng đến đây tất nhiên là ngay lập tức chạy đến sau khi hai người đồng hành ông ta hỏi thăm ý đồ đến của đối phương nhịn không được lên tiếng như thế bên trong vương triều đại hạ tuy có phật tự nhưng càng tiến vào dải đất trung tâm phật tự lại càng ít giống như chùa Nam Sơn này, vẫn chịu quản chế của lễ bộ, lại thêm một chút đánh cờ phía dưới, mới xây được chùa miếu, cho nên Phật môn tại bên trong cảnh nội đại hạ, thật sự phải chịu chút chèn ép, ngược lại là tiên môn coi như không tệ, ít nhất được triều đình ủng hộ, nơi nào không ổn. Bạn đang xem Đại Hạ Văn Thánh được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim, chỉ là đến đòi công đạo, thiên mệnh hầu chính là đệ nhất hầu gia đại hạ, lại là hậu thế thánh nhân mà khổng thánh khâm điểm, chẳng lẽ không thể nói đạo lý? Bát Oán thần tăng mặt không biểu tình, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói, cũng không phải lão nạp cũng từng nghe nói liên quan đến chuyện chùa a à tháp thật sự là do la trạch thượng sư chấp niệm cực sâu nghe nói ông ta là bị nghiệp hòa gia trì mà chết cũng không phải là bị cố cẩm niên giết chết cố cẩm niên người này lão nạp có chỗ hiểu rõ đối với phật môn ta có chút thành kiến hơn nữa tính cách hắn cực đoan thần tăng lần này đông độ đến đây sợ là không chiếm được cái gì tốt trụ trì chùa nam sơn cũng không dám nói quá trực tiếp chỉ có thể mịt mờ nói ra một câu chỉ thấy bát oán thần tăng lắc đầu nhìn qua lục thủy thanh sơn đạo này nói ngươi nói không sai là Trạch thượng sư đích thật là bởi vì nghiệp hòa mà chết, nhưng cuối cùng có dính dấp đến cố cẩm niên. Còn nếu chuyện này có cái bóng của ma đạo thiên ma lão nhân, tăng nhân trên dưới toàn chùa đều bởi vì thiên ma lão nhân mà chết. Đường đường là thiên mệnh hầu lại có dính dấp cùng ma đạo cự phách. Chỉ riêng chuyện này, cố cẩm niên hán đã khó thoát tội lỗi. Bát oán thần tăng lên tiếng nói ra chuyện của thiên ma lão nhân, cùng thiên ma lão nhân có quan hệ sao? Chuyện này không thể nào. Người kia hơi kinh ngạc, lập tức lại cao mày nói, nhưng mà đúng thật có nghe nói, thiên ma lão nhân đối với bên ngoài tuyên bố cố cẩm niên là đồ nhi của ông ta chỉ là chúng ta đều coi như là do cố cẩm niên có tên linh căn cho nên ông ta mới nổi lên ý niệm thu đồ cố cẩm niên cũng không có đồng ý nếu như chuyện này thật sự có quan hệ cùng cố cẩm niên thì đúng là có thể làm một lần văn chương chỉ là nếu như cố cẩm niên thật có liên quan đến thiên ma lão nhân chúng ta làm như vậy có thể rước lấy chuyện thiên ma lão nhân trả thù hay không người này nên sinh tính cổ quái sát phạt quyết đoán trụ trì chùa nam sơn nói như thế trong lời nói đối thiên ma lão nhân vẫn là tràn đầy cố kỵ không cần lo lắng chúng ta đã tra rõ ràng thiên ma lão nhân vì sao muốn giúp cố cẩm niên rồi cũng không phải là sư phụ của cố cẩm niên mà là ông ta thiếu cố cẩm niên một nhân tình vì trả nợ mới có thể lựa chọn xuất thủ bắt oán thần tăng lại có vẻ xem thường thần tăng lời này không quá đáng tin trụ trì chùa nam sơn cảm thấy có chút quái dị nhìn không được lên tiếng không có gì không đáng tin người cẩn thận ngẫm lại xem thiên ma lão nhân là người thế nào tu sĩ chuẩn đệ thất cảnh mà ông ta lại tu luyện ma công không thể coi thường thời khắc mấu chốt có thể bước vào để thất cảnh nhân vật lớn như vậy cho dù là cố cẩm niên có tiên linh can lại có thể thế nào ông ta ít nhìn thấy qua thiên tài sao sao có thể chú ý cố cẩm niên nhưng mà ông ta là cần cố cẩm niên hỗ trợ thiếu một phần nhân tình thiên ma lão nhân dù trời sinh tính hung tàn thế nhưng xem như là người có ân tất báo giúp cố cẩm niên xuất thủ một lần cũng không tính là chuyện lớn gì nếu như quả thật là sư phụ của cố cẩm niên thì cần gì phải đi nói dối vì cái gì cố ý khiến cho người tìm cố cẩm niên gây phiền phức ư điều này có gì ý nếu ông ta muốn giết một người rất khó sao điều này không phù hợp đạo lý sở dĩ thiên ma lão nhân sẽ chỉ giúp cố cẩm niên một lần khả năng là nhớ đến tình cũ nếu như bức cố cẩm niên quá gấp mà nói vẫn sẽ chọn ra mặt làm người giải quyết chuyện thôi không cần quá lo lắng người trong ma đạo mặc dù thích lật lọng nhưng đến cảnh giới như thiên ma lão nhân nên nói là làm nói chỉ giúp một lần vậy chỉ giúp một lần còn nữa coi là thật trở mặt phật môn chẳng lẽ sợ một tên ma tu sao bắt oán thần tăng nói vô cùng tự tin thứ nhất ông ta cảm thấy thiên ma lão nhân không có lý do giúp cố cẩm niên hai lần thứ hai phật môn cũng không sợ thiên ma lão nhân vốn dĩ nắm chắc thắng lợi trong tay xác thực vẫn là thần tăng nghĩ chu đáo nhưng mà dám hỏi thần tăng mục đích lần này ngài đến là cái gì chẳng lẽ chỉ là để cố cẩm niên thừa nhận sai lầm sao hoặc là độ hóa cố cẩm niên trụ trì chùa nam sơn dò hỏi cũng rất tò mò bát oán thần tăng lần này đến là vì cái gì hai chuyện một là đem chuyện này công bố khắp thiên hạ muốn độ hóa cố cẩm niên là không thể nào nhưng chuyện này không thể cứ để yên như thế nhất định phải để người trong thiên hạ biết rõ hành vi của cố cẩm niên kể từ đó chúng ta liền có thể nhân cơ hội này xây nhiều chủ miếu tại cảnh nội đại hạ thứ hai mật tông thượng hành thiếu nước hung nô một cái thiên đại nhân quả hung nô vương tìm mật tông thượng hành ta hỗ trợ hy vọng đem thi cốt của thủ phạm chính đã từng xâm lấn đại hạ ở thành thập nhị mang về lập trường sinh bài vì bọn họ thắp hương cầu phúc bắt oán thần tăng nói ra ý đồ đến lập trường sinh bài sao thần tăng chuyện này vạn vạn không được lúc đại hạ cùng nước hung nô nghị hòa nước hung nô chỉ đưa ra mong muốn để vương triều đại hạ sửa chữa sách sử cố cẩm niên đã không đồng ý dù sao hắn cũng là trưởng tôn của trấn quốc công thống hận người hung nô tất cả thủ phạm chính đã bị lăng trì xử tử nếu như thần tăng ngài tự mình ra mặt yêu cầu thi cốt mà nói cố cẩm niên tuyệt đối sẽ không đồng ý trụ trì chùa nam sơn nghiêm túc nói ông ta biết được tính tình cố cẩm niên dù sao tại cảnh nội đại hạ rất nhiều tin tức ông ta ngay lập tức có thể biết cố cẩm niên ngay cả sách sử sửa chữa đều không đồng ý đối phương mở ra nhiều như vậy điều kiện cố cẩm niên cũng không để ý hiện tại muốn lấy đi những thi cốt của thủ phạm chính kia còn muốn lập trường sinh bài cho bọn họ đây không phải từ tìm phiền phức sao nghe nói như thế ánh mắt của bát oán thần tăng càng thêm bình tĩnh nói không có chuyện có đồng ý hay không lần này lão nạp dám đến chính là đã chuẩn bị xong tất cả lão nạp vào kinh thành trước đó đã liên lạc với vị bạn cũ bọn họ sẽ giúp ta xử lý việc này bất kể cố cẩm niên đồng ý hay là không đồng ý bát oán thần tăng cũng không thèm để ý cho người ta một loại cảm giác ông ta không phải đến cùng cố cẩm niên thương nghị mà là đến thông chi cố cẩm niên biết thần tăng có ý nói đã âm thầm để cho người khác xử lý tốt sao Chủ trì chùa Nam Sơn hiếu kỳ hỏi, nếu là như vậy thì còn tốt, cho dù là bị phát hiện, cũng không có cái gì quá không được, không sai biệt lắm. Nhưng việc này lão nạp sẽ đích thân thông báo cố cẩm niên, thông chi cho hắn một tiếng, lời kế tiếp của bát oán thần tăng, lại để cho trụ trì chùa Nam Sơn trầm mặc, lại để làm gì vậy, thần tăng, ngài đây là cố ý muốn chọc giận hắn sao, lúc này trụ trì chùa Nam Sơn hoàn toàn không rõ, biết rõ cố cẩm niên sẽ không đồng ý, còn muốn chủ động đi nói, ông ta không rõ đây là ý gì, không sai, chính là cố ý khích giận hắn bát oán thần tăng nhẹ gật đầu trả lời như vậy đây là vì sao thần tăng cố cẩm niên bây giờ là đệ nhất hầu gia đại hạ rất được hoàng đế âm sùng nếu như trực tiếp chọc giận hắn thì chúng ta ở đại hạ càng không có ngày tốt đẹp lùi một bước nói thần tăng coi như thật sự chọc đến cố cẩm niên hắn vô cùng có khả năng dám làm ra loại chuyện diệt phật này trụ trì chùa nam sơn rất rõ ràng cố cẩm niên là người như thế nào ông ta có nghe thấy người ta dám mạo hiểm lấy áp lực thế gia vọng tộc thình tội con buôn lại dám điều khiển mấy chục vạn đại quân san bằng phủ bạch lộ thân là người đọc sách, dám công kích khổng gia, thậm chí đến khổng phủ đem thánh nhân triệu hoán ra, tức người đọc sách trình thiên hạ một đao, đủ loại chuyện bày ở nơi này, ai dám trêu chọc cố cẩm niên nói dễ nghe một chút, đây gọi là quân từ chi khí, nói khó nghe chút, đây chính là cái thùng thuốc nổ, ai đụng vào người đó chết, ninh vương có mạnh hay không, vương gia đệ nhất tây bắc cảnh, kết quả là hai nhi tử đều chết ở trong tay cố cẩm nghiên ông ta có thể nói cái gì hiện tại toàn bộ cảnh nội đại hạ tất cả mọi người đều có một cái nhận thức chung làm chuyện gì đều không nên chiêu chọc cố cẩm nhiên thật không ngờ rằng bát oán thần tăng còn cố ý đi tìm cố cẩm niên gây phiền phức nơi này dù sao cũng là cảnh nội đại hạ nếu là tại tây mạc tùy bát oán thần tăng đi trêu chọc cố cẩm niên ở địa bàn mình thì sợ cái gì diệt phật sao nếu hắn thật sự dám diệt phật thì phật môn sẽ đại hưng rồi bát oán thần tăng nhàn nhạt, nhạt mở miệng phật môn đại hưng sao thần tăng cái này chủ trì chùa nam sơn hoàn toàn không rõ đây là ý gì diệt phật ngược lại sẽ để phật môn đại hưng là ý gì chúng ta phỏng đoán đại hạ qua ít ngày nữa sẽ có thiên tai đáng sợ giáng lâm cụ thể ở nơi nào, hoặc là thiên tai như thế nào, chúng ta đều suy tính không ra. Hôm nay tiến đến Kinh Đô Đại Hạ, tìm Cố Cẩm Niên, chính là vì để cho ta Phật môn hương thịnh, chỉ cần Cố Cẩm Niên dám diệt Phật, hy sinh một bộ phận người trong Phật môn, chờ đợi thiên tai giáng lâm. Vậy thì chàng tai nạn này hoàn toàn chính là do Cố Cẩm Niên trêu chọc ra. Lúc đó, Phật môn lại viện trợ Vương Triều Đại Hạ, siêu độ vong hồn, một đến hai đi, hy vọng Phật môn tại bên trong Vương Triều Đại Hạ nhất định đạt đến cường thịnh. Lúc đó mượn cơ hội này, từ Vương Triều Đại Kim, vương triều phù la liên thủ tạo áp lực với đại hạ để cố cẩm niên vì chuyện này gánh chịu hậu quả dựa theo tính cách vương triều đại hạ tất nhiên sẽ bảo hộ cố cẩm niên như vậy thì có thể mượn cơ hội này để phật môn vào ở đây chính là cơ hội số lượng không nhiều mà phật môn có thể vào ở vương triều đại hạ chỉ cần vào ở vương triều đại hạ lại mượn nhờ lần thiên tai này phật môn sẽ cấp tốc phát triển không quá 3 đến 5 năm lực tín ngưỡng của dân chúng đại hạ đủ có thể khiến phật môn ta sinh ra một vị tôn giả phật môn đệ thất cảnh đợi đến thiên bệnh chi tranh bắt đầu phật môn ta sẽ độc chiếm vị trí đầu thu hoạch thiên mệnh, đàn sinh ra một vị chân Phật, bắt oán thần tăng nói ra kế hoạch Phật môn. Nghe vậy trụ trì chùa Nam Sơn trầm mặc không nói, ông ta không ngờ tất cả đều là kế hoạch của Phật môn, quá mức kín đáo, mà lại vòng vòng đan xen, lấy cái chết của La Trạch thượng sư chùa A Tháp làm lý do, tìm Cố Cẩm niên đòi hỏi một cái công đạo, thuận tiện muốn về thi cốt thủ phạm chính, tế trường sinh bài, cố ý khích giận Cố Cẩm niên. nếu như Cố Cẩm niên lựa chọn cứng đối cứng, liền đem chuyện thiên tai chụp tại trên đầu Cố Cẩm niên, lại để cho Phật môn siêu độ vong hồn, cứu khổ cứu nạn, đến lúc đó phật môn tiến thối có thừa quyền chủ động toàn bộ tại trong tay phật môn duy nhất hy sinh chính là một vài đệ tử phật môn ở cảnh nội đại hạ thôi nhưng nếu là dựa theo tính tình cố cẩm niên hắn muốn tiêu diệt đệ tử phật môn ở cảnh nội đại hạ vậy phải làm thế nào để nhiều người hy sinh như vậy vẫn có chút trụ trì chùa nam sơn có chút không đành lòng mặc dù là vì phật môn hương thịnh có thể tăng không ít đệ tử phật môn ở cảnh nội đại hạ toàn bộ hy sinh mà nói vẫn còn có chút không tốt lắm a à, hắn không dám người thật cảm thấy hắn dám diệt phật sao giết một nhóm người hắn dám lão nạp tin nhưng trong cảnh nội đại hạ chùa miếu cũng có vạn tòa hắn thật sự dám toàn diệt sao thật sự không sợ rước lấy thiên phạt ư cho dù hắn dám vương triều đại hạ dám sao những người này sẽ không sợ sao bát oán thần tăng nhìn hướng về người kia nói như chém đinh chặt sắt ông ta căn bản cũng không tin tưởng cố cẩm niên dám diệt phật cho dù là cố cẩm niên dám lại như thế nào đại hạ triều đường bách quan chẳng lẽ đều là người chết cố cẩm niên xúc động còn chưa tính văn võ bá quan đại hạ cũng đều là người xúc động sao quả nhiên nói đến nước này trụ trì chùa nam sơn đã hiểu rồi nếu như cố cẩm niên không có ý tứ diệt phật thì sao ông ta tiếp tục hỏi vậy càng tốt nếu hắn cúi đầu đối với người trong thiên hạ mà nói đều là một chuyện tốt còn đối với phật môn ta mà nói lại càng đề cao hy vọng lúc này nhắc lại chuyện phật môn vào ở há không đẹp ư hơn nữa còn giảm bớt một chút phiền phức nói tóm lại một khắc khi cố cẩm niên giết la trạch thượng sư cố cẩm niên nhất định bị liên lụy nhân quả bắt oán thần tăng chậm rãi lên tiếng tiến cũng tốt lui cũng tốt phật môn đã suy nghĩ rõ ràng nếu không thì cũng sẽ không trực tiếp đến đây. A Di Đà Phật, cuối cùng, trụ trì chùa Nam Sơn chắp tay trước ngực, nói như thế, mà như thế, trong nháy mắt, ba ngày đã trôi qua, bạn đang xem Đại Hạ Văn Thánh được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim, ba ngày nay, một việc truyền khắp toàn bộ Đông Hoang cảnh, đó chính là chuyện liên quan đến tăng nhân toàn chùa a Tháp bị giết chuyện, chuyện này liên lụy đến Cố Cẩm Niên, có vô số tin tức truyền ra, nhi tử của Ninh Vương làm loạn đã quy y La Trạch Thượng sư, Cố Cẩm Niên vì dân chúng chết oan ra mặt, yêu cầu La Trạch Thượng sư giao ra thế tử Ninh Vương nhưng mà la trạch thượng sư không muốn giao ra cuối cùng toàn chùa bị cố cẩm niên đổ rác sạch sẽ tin tức đại khái chính là như thế nhưng một chút tin tức ngầm mới là điều dân chúng chú ý có tin đồn là do thiên ma lão nhân ra tay cố cẩm niên cùng người của ma đạo có quan hệ thiên ti vạn lũ cũng có tin tức ngầm nói là ma đạo cường giả này thiếu cố cẩm niên một cái ân tình thấy cố cẩm niên gặp nạn vì vậy ra tay giúp đỡ chỉ là người ma đạo làm việc tàn nhẫn trực tiếp diệt chùa đây là chuyện cố cẩm niên không có nghĩ đến cái tin tức ngầm này được dân chúng nhất trí công nhận bọn họ không tin cố cẩm niên là loại người lạm sát kẻ vô tội kia vì vậy đem đầu môi chỉ hướng thiên ma lão nhân mắng to người ma đạo tàn nhẫn vì cố cẩm niên giải thích nhưng mà bất kể là tin tức gì một trong tứ đại thần tăng phật môn bát oán thần tăng đã vào kinh chuyện này trở thành chủ đề lớn nhất kinh đô bát oán thần tăng hôm nay đến đây rõ ràng chính là muốn tìm cố cẩm niên gây phiền phức vốn dĩ dân chúng rất hiếu kỳ cố cẩm niên sẽ lấy phương thức gì giải quyết chỉ là sau khi bát oán thần tăng đi đến vương triều đại hạ cũng không có ngay lập tức tìm cố cẩm niên mà đi lễ bộ một chuyến buổi tối ngày hôm đó lại đi tìm giả dạ, y hầu còn có một số đại thần bao gồm cả hình bộ thượng thư ai cũng không biết bắt oán thần tăng tìm bọn họ làm cái gì duy nhất biết được là bắt oán thần tăng không đi tìm cố cẩm niên gây chuyện vĩnh thịnh năm thứ 13 năm ngày 29 tháng 2, khoảng cách đến ngày khoa cử còn lại hai ngày cuối cùng trong kinh đô đại hạ lộ ra mười phần yên tĩnh bởi vì phía trước khoa cử cho nên trong cung có ý chỉ nghiêm cấm thị trường lộn xộn cùng với bày quầy bán hàng trên đường phố nhất là phụ cận trường thi còn có một số quán rượu chung quanh càng cấm ngôn lo lắng ẩm ý đến những học sinh này sợ ảnh hưởng học sinh dân chúng cũng tích cực phối hợp dù sao những học sinh này đều là tương lai lương đống chi tài của đại hạ nhưng mà ngay tại buổi trưa hôm nay bên ngoài trường thi đại hạ một thân ảnh chậm rãi xuất hiện là bát oán thần tăng ông ta hất lên cả xa sắc mặt bình tĩnh chắp tay trước ngực hành tẩu trên đường phố cuối cùng tại dừng lại bên ngoài trường thi a di đà phật lão nạp phật hiệu bát oán mật tông thượng hành hôm nay vì chuyện chùa a tháp đến đây cầu kiến thiên mệnh hầu đại hạ cố cẩm nhiên, mời hầu ra có thể ra mặt gặp nhau cho một lời giải thích sau khi giọng nói của bát oán thần tăng vang lên cả con đường đều bị đạp quấy dày giọng ông ta không lớn nhưng lại tràn đầy một loại ma lực vang vọng ở bên tai mọi người nhất thời khu phố chung quanh xuất hiện lần lượt từng thân ảnh toàn bộ dân chúng tụ tập đến mấy ngày nay bát oán thần tăng đến đã sớm xôn xao dư luận ở trong kinh đô đều biết bát oán thần tăng nhất định phải đến tìm cố cẩm niên gây phiền phức chỉ là tất cả mọi người cho rằng nên vào lúc khoa cử kết thúc mới tìm cố cẩm niên phiền phức nhưng chưa từng nghĩ đến đêm trước khi diễn ra khoa cử, bắt oán thần tăng lại ra tiếng. Việc này thật sự là có chút không thể nào nói nổi, rõ ràng là cố ý gây chuyện. Bên trong trường thi, ngay lúc cố cẩm niên tĩnh tâm đọc sách lại bị đạo thanh âm này quấy nhiễu, hắn để quyển sách trên tay xuống, ánh mắt bình tĩnh, nhìn qua bên ngoài. Đây là trường thi đại hạ, chỉ còn hai ngày, chính là ngày khoa cử của đại hạ, người không có phận sự, nhanh chóng tránh lui, không được nhiễu loạn trật tự trường thi, nhưng mà, không đợi cố cẩm niên mở miệng, giọng nói của một vị đại nho vang lên, trực tiếp nói lại, nơi đây chính là trường thi, hai ngày sau chính là ngày khoa cử, thời điểm mấu chốt xuất hiện, quản ông ta là ai, vì chuyện gì, những đại nhau này cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. A Di Đà Phật, lão đạp mang theo mấy ngàn oan hồn chùa A Tháp đến đây, hướng hầu ra đòi hỏi công đạo, chuyện khoa cử thật sự quan trọng nhất, nhưng tăng nhân oán hận của Phật môn ta cũng quan trọng nhất, mong rằng chư vị thí chủ thứ lỗi. Giọng nói của bát oán thần tăng tiếp tục vang lên, không buông tha, ông ta lựa chọn đúng vào thời khắc mấu chốt ở nơi này, chính là muốn đem chuyện làm lớn chuyện, tất nhiên sẽ không bởi vì một câu nói của người khác mà rời đi bên trong trường thi mấy đại nho đi đến trong phòng cố cẩm niên thần sắc bọn họ bình tĩnh nhìn xem cố cẩm niên hầu ra chuyện này người không cần tham dự vào có ta ở đây chỉ là phật môn còn dám lớn lối như thế ừ chuyện này giao cho chúng ta đến đi mấy vị đại nho ra mặt bọn họ mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra nhưng có thể vào lúc này bắt oán thần tăng tìm đến cửa nhất định là muốn quấy rối khoa cử đang ở trước mắt bọn họ không hy vọng cố cẩm niên nháo ra chuyện gì cho nên dự định ra mặt làm cho đối phương rời đi mấy vị tiên sinh học sinh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chuyện này để học sinh đến xử lý đi nếu như học sinh không ra mặt chỉ sợ huyên náo càng lớn hơn lúc này cố cẩm niên đứng dậy trước đó dương khai đã nói qua chuyện này với mình cũng nghe đến một chút tin tức ngầm tất nhiên cố cẩm niên đã đoán được phật môn sẽ tìm đến gây chuyện thậm chí hắn đều đã chuẩn bị xong việc phật môn đến đúng vào ngày khoa cử sớm hai ngày còn tính là phật môn có chút lương tâm nếu đúng vào ngày khoa cử đó dám nháo sự bất kể đối phương đến cùng muốn làm gì cố cẩm niên cũng sẽ không dễ dàng tha thứ chuyện này cẩm niên ông ta dám đến tất nhiên là có sách lược vẹn toàn nếu người ra ngoài có chút không tốt đúng vậy cẩm niên chúng ta dù chỉ là đại nho nhưng vẫn là có chức năng lực giải quyết một tăng nhân của phật môn không phải là chuyện gì quá khó mấy người thi nhau mở miệng chủ yếu vẫn là bởi vì khoa cử đang ở trước mắt không hy vọng cố cẩm niên ra ngoài đáp lại lo chuyện càng náo càng lớn đến lúc đó ảnh hưởng khoa cử đương nhiên cũng sợ cố cẩm niên ăn thiệt thòi mấy vị tiên sinh yên tâm cố cẩm niên lạnh nhạt lên tiếng sau đó hướng phía bên ngoài đi đến mà những đại nho này cũng không có nhiều nghĩ liếc nhìn nhau liền đi theo cố cẩm niên rồi đi trước trường thi các tướng sĩ cao mày nhìn về phía bát oán thần tăng nếu như không phải bát oán thần tăng xem ra thâm bất khả chắc chỉ sợ bọn họ đã sớm động thủ mà bên ngoài trường thi rất nhiều dân chúng tụ tập bọn họ trầm mặc không nói gì chờ đợi kết quả thậm chí một số người đọc sách cũng nhịn không được sang đây xem náo nhiệt không bao lâu thân ảnh cố cẩm niên xuất hiện nhưng mà hắn không hề rời khỏi trường thi đây là quy củ hai người cách xa nhau không đến trăm mét nhìn về phía nhau nơi đây chính là trường thi đại hạ người có chuyện gì ầm ĩ ở đây cố cẩm niên xuất hiện nhìn qua đối phương trực tiếp hỏi bát oán thần tăng bần tăng gặp qua thiên mệnh hầu một mực nghe nói thiên mệnh hầu vì dân thỉnh nguyện đem dân chúng để ở trong lòng bần tăng muốn hỏi hầu ra một câu tăng nhân phật môn có tính là dân chúng hay không nhìn thấy cố cẩm niên ra mặt bắt oán thần tăng mặt không biểu tình mà là trực tiếp mở miệng hỏi thăm cố cẩm niên một vấn đề nghe nói như thế những người dân đứng xem này đều đoán được bát oán thần tăng là muốn nói cái gì rồi cố cẩm niên trả lời đúng vậy bát oán thần tăng nhất định sẽ để cho cố cẩm niên theo lẽ công bằng xử lý chuyện liên quan đến tăng nhân chùa á tháp bị giết mà chuyện này lại cùng cố cẩm niên có quan hệ nếu như cố cẩm niên không xử lý không coi là đem dân chúng đặt ở vị thứ nhất nếu như cố cẩm niên xử lý mà nói vậy chuyện này cũng rất khó giải quyết cao tăng phật môn không hổ là cao tăng phật môn tùy tiện một câu đều ẩn giấu đi cạm bẫy chỉ là bên trong trường thi cố cẩm niên lắc đầu nếu như ngươi chỉ đến hỏi bản hầu loại vấn đề này vậy thì trở về đi tăng nhân phật môn ở trong mắt bản hầu không tính là dân chúng cố cẩm niên nhàn nhạt, nhạt lên tiếng hắn biết rõ ý đồ đến của đối phương là cái gì đương nhiên sẽ không quá khách khí vừa nói ra mà bát oán thần tăng vẫn không biểu tình như cũ tăng nhân không tính dân chúng dám hỏi hầu ra vì sao ông ta tiếp tục hỏi thăm cũng không để ý thái độ cố cẩm niên vì sao tăng nhân tuổi còn trẻ trốn ở bên trong chùa núi phật môn niệm kinh tụng phật nói lời hay là vì phổ độ chúng sinh nhưng trên thực tế thì sao thuế không nộp thuế tiền không giao tiền không vì vương triều làm qua một chuyện hiện thực gì chép kinh nghiệm phật có ý nghĩa gì nếu như chép kinh nghiệm phật có thể để dân chúng ăn uống no đủ có thể để thiên hạ thái bình người trong thiên hạ kia đều vây lại chép kinh nghiệm phật người nói tăng nhân phật môn có tính không dân chúng không cố cẩm niên lên tiếng đây là hắn giải thích đúng thật vấn đề lớn nhất của phật môn cũng không phải là giáo nghĩa mà là tăng nhân phật môn không nộp thuế tuổi còn trẻ khả năng mười mấy tuổi đã bái nhập phật môn sau đó mỗi ngày sao chép kinh văn tụng chút phật kinh liền an hưởng cả đời thậm chí kiến thiết phật môn để cho người đến cúng bái tượng Phật, đem ngân lượng quyên tặng. những ngày ngân lượng đi nơi nào, nói khó nghe chút, không nộp thuế còn chưa tính, còn kiếm ngân lượng của dân chúng, đây chính là phật môn sao? cố cẩm niên vừa nói ra, dẫn đến không ít dân chúng hô hay, mà bát oán thần tăng rõ ràng có chút trầm mặc. ông ta hỏi thăm cố cẩm niên tăng nhân có phải là dân chúng không, kỳ thật chính là một cái bẫy trong lời lẽ, nhưng chưa từng nghĩ đến, cố cẩm niên đứng trên góc độ vương triều, bác bỏ lời ấy, nhưng bát oán thần tăng cũng không có vì vậy mà tiếp tục trầm mặc hầu ra không biết phật môn đây là vô tội chi tội tăng nhân phật môn tụng niệm kinh văn tư trừ nhân quả nghiệp lực thiên địa chính vì để dân chúng trôi qua càng tốt hơn nếu như không có tăng nhân phật môn ta thì thiên địa này không biết có bao nhiêu tai họa giáng lâm bát oán thần tăng mở miệng lên tiếng giải thích nhưng không đợi cố cẩm niên phản bác giọng nói của bát oán thần tăng tiếp tục vang lên hầu ra toàn bộ người trên dưới chùa a tháp đều bị giết chết phật môn ta đã dùng vô thượng thần thông phát hiện hầu ra ở đây dám hỏi hầu ra việc này phải chăng cùng ngài có quan hệ bát oán thần tăng tiếp tục mở miệng cũng coi là đi thẳng vào vấn đề không muốn rông dài đúng cùng bản hầu có quan hệ nhưng mà người cũng không phải là bản hầu giết chết là trạch chủ trì là bị nghiệp hòa của bản thân giết chết còn về tăng nhân của chùa miếu là bị thiên ma lão nhân giết chết cố cẩm niên nhàn nhạt, nhạt lên tiếng ta đã hiểu nói cách khác chuyện này cùng hầu ra không có một chút liên quan nào bát oán thần tăng lên tiếng tiếp tục hỏi đúng cũng không đúng là bản hầu để thiên ma lão nhân động thủ cố cẩm niên không chút kiên kỵ nói căn bản sẽ không sợ bạn đang xem Đại Hạ Văn Thánh được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Quả nhiên, lời này vừa ra, dẫn đến một chút kinh hô. Theo lý thuyết, chuyện này, cho dù quả nhiên là cố cẩm niên động thủ, cũng hẳn là chối từ trách nhiệm. Dù sao giết người chính là không tốt, huống chi vẫn là giết tăng diệt chùa. Giờ khắc này, bát oán thần tăng cũng không còn nghĩ đến cố cẩm niên sẽ như thế trả lời. Điều này cùng ông ta dự đoán không giống. Rất nhanh, ông ta hiểu được một việc, cố cẩm niên đối Phật môn đã không phải là thành kiến, mà là thành kiến cực lớn. Dám hỏi hầu ra, vì sao như thế? Phật môn lại như thế nào, cũng không làm qua chuyện gì thương thiên hại lý, hành động này của hầu gia là trái thiên lý, phải chăng đối với Phật môn ta có chỗ căm hận, bắt oán thần tăng thở dài, nói như thế, bản hầu kính trọng Phật môn, nhưng đối với ngụy Phật cũng không vậy, được rồi, bớt ở chỗ này rung dài cái gì, chuyện này, ông muốn nói thế nào thì nói thế đấy, nói rõ ý đồ đến của ông, không cần chậm trễ thời gian, cố cầm niên cũng lười rông dài, đánh pháo miệng thú vị sao, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến là tốt rồi, ở đây biện luận có ý nghĩa gì, đơn giản là lãng phí thời gian lẫn nhau hắn chỉ muốn biết bắt oán thần tăng đến cùng là muốn làm cái gì hương sư vấn tội sao hay là làm cái gì nghe cố cẩm niên lên tiếng như thế mấy vị đại nho là cực kỳ hài lòng mà bắt oán thần tăng dường như đã sớm chuẩn bị kỹ càng ông ta không tức giận cũng không có sinh khí a di đà phật nếu việc này cùng hầu gia có quan hệ bần tăng vậy biết rõ oan oan tương báo đến khi nào rồi hầu gia có thể tại kinh đô đại hạ xây dựng một tòa chuồng miếu cung phụng đám người la trạch thượng sư cũng coi là trả nợ nhân quả cột sửa bản thân tội nghiệt phật môn không muốn làm khó hầu gia cũng không hy vọng cùng hầu gia là địch cái chết của la trạch thượng sư cũng là bởi vì quả luân hồi cảnh giới của ông ta không đủ không độ được thế tử của ninh vương đây là nhân của ông ta có thể những tăng nhân chùa a tháp kia chết oan nghĩ đến hầu gia cũng nên có áy náy còn nữa bần tăng đến đây còn có một chuyện thủ phạm chính nước hung nô trước đó vài ngày mang đến kinh đô vị lăng chỉ xử tử đây là nhân quả cuối cùng của có báo chỉ là người đã chết bần tăng hy vọng vương triều đại hạ trả lại thi cốt của bọn họ mang đến thượng hành công đức trì vì bọn họ lập trường sinh bài tiêu trừ oán khí của bọn họ, vì bọn họ cầu phúc kiếp sau. bát oán thần tăng nhàn nhạt, nhạt mở miệng, phía trước cố cẩm niên chỉ là cười lạnh không thôi. thủ đoạn kinh điển của phật môn, bản thân vĩnh viễn là người tốt, người khác có vấn đề nhưng không so đo với người, còn trả nợ nhân quả, cột sửa tội nghiệp bản thân sao, cũng chính là người khác buồn nôn thôi. tuy nhiên nửa câu nói sao, lại làm cho sắc mặt cố cẩm niên trực tiếp thay đổi. sao ra thi cốt thủ phạm chính sao? lập trường sinh bài, cầu phúc. hắn hơi trầm mặc, qua một lúc lâu, lúc này mới lên tiếng, ý của ngươi là nói vì thủ phạm chính đồ sát con dân đại hạ ta lập trường sinh bài tung kinh cầu phúc ư cố cẩm niên lên tiếng lúc trước thần sắc hắn là bình tĩnh nhưng bây giờ thần sắc lại trở nên hơi lạnh lẽo bên trong trường thi ánh mắt cố cẩm niên băng lãnh hắn thật sự là không ngờ tên bát oán thần tăng cũng dám nói ra lời như vậy đây cũng không phải là khiêu khích cùng buồn nôn rồi lời nói này dường như là đem vương triều đại hạ những oan hồn của dân chúng vô tội kia đạp ở dưới chân lập trường sinh bài cho thủ phạm chính đây là người nào mới có thể nói ra không đây là lời mà con người có thể nói ra sao a di đà phật hầu ra ở trong mắt phật môn ta không có tội ác có thể nói mỗi người đều có lập trường của mình các ngươi đều sinh sống ở bên trong bể khổ đối với người hung nô mà nói bọn họ là vì sinh tồn mà đối với người đại hạ mà nói bọn họ có lẽ là người xâm phạm nhưng đối với phật môn chúng ta mà nói đều là chúng sinh dãy rủa ở trong bể khổ chúng sinh phật môn ta hy vọng hóa giải ân oán giữa vương triều đại hạ cùng nước hung nô cung phụng những người này lập trường sinh bài cho bọn họ cứ như vậy nước hung nô cũng sẽ buông xuống ân oán dù sao đối với đại hạ mà nói đã báo nợ máu cũng nên buông xuống chấp niệm rồi bát oán thần tăng nhàn nhạt lên tiếng một phen nói hiên ngang lẫm liệt cũng nói lòng dạ từ bi nhưng mà ở trong tai cố cẩm niên lời lẽ như vậy lại có vẻ vô cùng trói tai cũng vô cùng làm người buồn nôn đã báo nợ máu xong sao quả nhiên là buồn cười thành thập nhị đại hạ có trăm vạn phong hồn đến bây giờ còn trợn tròn mắt ở trên trời nhìn đấy ngươi cùng bản hầu nói đã báo nợ máu phật môn các ngươi chính là buồn cười như thế sao cố cẩm niên lên tiếng ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên đối phương a di đà phật hầu ra chuyện đã qua đã qua chuyện này nước hung nô cũng đã buông xuống vì sao hầu ra còn chấp mê bất ngộ có một số việc nên lãng quên thì nên quên người sống vì hiện ở hành tàu ở tương lai chuyện đã qua là chấp niệm cầm lên chính là nghiệp lực bát oán thần tăng chắp tay trước ngực nhìn qua cố cẩm niên nói như thế giọng nói của ông ta khiến không ít dân chúng cùng người đọc sách phẫn nộ một số các tướng sĩ càng là gắt gao nắm chặt binh khí trong tay trong ánh mắt lộ ra lãnh ý lời này của bát oán thần tăng quả thực cũng không phải là lời mà con người có thể nói ra lãng quên tương đương lần thứ hai đổ sát bản hầu không biết ông đến nơi này cuối cùng là vì cái gì nhưng mà thi cốt này bản hầu tuyệt đối không thể để người mang đi trở về nói cho nước hung nô lòng tiêu diệt hung nô của đại hạ chưa hề biến mất đừng tưởng rằng nghị hòa là sẽ không sao hết giọng cố cẩm niên băng lãnh đây là đáp lại mạnh nhất của hắn bớt ở chỗ này kéo đông kéo tây một ngày nào đó thiết kỵ của vương triều đại hạ sẽ bước vào vương đình hung nô đây là thù truyền kiếp nghe nói như thế bát oán thần tăng chỉ là lắc đầu nói a di đà phật lão nạp đã đem thi cốt mang đi nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hôm nay liền sẽ đưa đến bên trong thủ ngũ liên, đến lúc đó sẽ có cao tăng Phật môn, vì đó lập trường sinh bài, cầu phúc tạo hóa, hầu ra, lệ khí người quá nặng, trong lòng người giết chóc quá sâu, sớm muộn cũng có một ngày, hầu ra sẽ bởi vì giết chóc này mà lọt vào thiên địa khiển phạt, nếu như hầu ra nguyện ý, đã nạp giúp đỡ hầu ra gột rửa nội tâm tội nghiệt, cứ như vậy, tương lai hầu ra cũng không cần chịu nỗi khổ luân hồi nhân quả, bắt oán thần tăng mở miệng, xem thường nói, đã mang đi sao, tốt, 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 tay của phật môn thế mà có thể cắm vào phía trên triều chính đại hạ ta lợi hại lợi hại quả nhiên là lợi hại a à. cố cẩm niên không để ý đến bát oán thần tăng phía sau hắn chỉ kinh ngạc cánh tay của phật môn vậy mà đã cắm vào bên trong triều chính đại hạ những thủ phạm chính này sớm trước đó liền bị lăng chỉ xử tử thì cốt bọn chúng cố cẩm niên có dự định thành lập một tòa miếu chấn áp những hải cốt này để dân chúng đi thoá mạ cũng làm cho người đọc sách ghi nhớ một đoạn cửu hận thật không ngờ chính là đối phương đã cầm đi mà nếu như bát oán thần tăng không có nói thật vẫn có một loại cảm giác thần không biết quỷ không hay đây mới là chỗ khiến cố cẩm niên phẫn nộ hắn biết rõ thế lực phật môn rất lớn nhưng không nghĩ đến thế lực phật môn vậy mà có thể quấy giày triều chính đại hạ có thể để cho hình bộ trực tiếp giao ra thi cốt đây mới là điểm cố cẩm niên phẫn nộ a di đà phật hầu ra cảnh nội đại hạ cũng không phải là điều là người vui vì giết chóc thật ra rất nhiều người đều hy vọng dĩ hòa vi quý hầu ra chính là trưởng tôn của trấn quốc công là võ tướng về sau muốn đánh trận kỳ thật là vì cái gì người trong thiên hạ đều hiểu nhưng hầu ra bất kể như thế nào không thể bởi vì tư dục bản thân từ đó làm hại dân bách tính thiên hạ chịu khổ gặp nạn oan oan tương báo đến khi nào hầu ra chính ngài cũng đã nói phải vì thiên địa lập tâm vì sinh dân lập mệnh vì hướng thánh kế tuyệt học vì vạn thế mở thái bình lão nạp sau khi nghe nói này bốn câu ngôn luận này cũng cảm giác bội phục sâu sắc với hầu gia lão nạp không cho rằng hầu gia nhất định là người vui vì giết chóc nên sau khi hầu gia đổ sát 30 vạn thiết kỵ hung nô nhiễm phải nhân quả 30 vạn oan hồn quấn quanh hầu gia đến mức hầu gia từng bước nhập ma hầu gia trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường bát oán thần tăng khẩu tài vô cùng tốt ông ta cũng không hề nhục mạ cố cẩm niên một chữ nào nhưng trong lời nói không có một câu nào không rèm phá cố cẩm niên tuy nhiên cố cẩm niên không để ý đến lời lẽ của bát oán thần tăng như vậy mà là nhìn chăm chú đối phương giọng nói vô cùng lạnh như băng bản hầu cho ngươi ba ngày thời gian đem thi cốt giao ra nếu không bản hầu đem thân viết tấu trương khởi bẩm diệt phật cố cẩm niên nhìn qua đối phương hắn chuyển tối hậu thư trong vòng ba ngày đem thi cốt trở về chuyện này hắn không theo đối phương so đo hiện ở vương triều đại hạ cũng xác thực không thể gây thù hằn an tâm phát triển mới là vương đạo nếu như không phải là bởi vì điểm này cố cẩm niên hiện ở đã mang binh diệt phật rồi nói ra hai chữ diệt phật trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người thần sắc nhíu một cái cho dù là đại nho bên cạnh cố cẩm niên cũng không nhịn được lên tiếng âm thầm nhắc nhở cố cẩm niên hy vọng cố cẩm niên không muốn bị đối phương kích thích đến nói ra một số lời không nên nói bọn họ cũng thống hận phật môn cũng chán ghét hành động của phật môn như vậy nhưng mà hai chữ diệt phật thật không thể nói lung tung phật môn nhận được bảo hộ của thiên địa ngay như người đọc sách bình thường diệt phật nhất định sẽ mang đến hậu quả không rõ mà lại thế lực phật môn cực lớn nước hung nô vương triều phù la vương triều đại kim vương triều trung châu trên cơ bản không có một nơi nào không bị phật môn xâm nhập đơn giản là xâm nhập sâu hay cạn thôi chỉ là cố cẩm niên không có trả lời những người này khuyên can hắn chỉ là nhìn về phía bát oán thần tăng đối phương là cao thủ tuyệt thế phật môn dựa vào vũ lực chấn áp đoán chừng không được chỉ có thể dùng triều đình đến áp chế đối phương a di đà phật hầu gia, sát ý của ngài quá sâu Phật môn chỉ là làm chuyện Phật môn nên làm, Hầu gia động một chút lại muốn tiêu diệt Phật, sát ý như thế sớm muộn cũng có một ngày sẽ hại Hầu gia. Bắt oán thần tăng dường như rõ ràng chính là muốn đến buồn nôn Cố Cẩm Niên, chính là muốn để Cố Cẩm Niên bị kích thích bình thường. Câm miệng, bản hầu đến cùng như thế nào, không phải người như ngươi có thể đánh giá. Bớt ở chỗ này giả thần giả quỷ, ta chỉ cho ngươi ba ngày thời gian, sau ba ngày, khoa cử kết thúc, nếu như thi cốt chưa trả thì đại hạ sẽ diệt Phật. Bạn đang xem đại hạ văn thánh được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim, Cố Cẩm Niên lời nhắc rông dài đây là câu nói cuối cùng của hắn nói xong lời ấy cố cẩm niên quay người rời đi trở lại bên trong trường thi hắn không muốn cùng tên bát oán thần tăng dông dài cái gì hoàn toàn là lãng phí thời gian hầu ra chuyện ở chùa a tháp hầu ra còn chưa cho lão nạp một cái công đạo nhưng mà bát oán thần tăng dường như hoàn toàn không muốn để cho cố cẩm niên rời đi như vậy ông ta tiếp tục truy vấn chuyện chùa a tháp sau khi bát oán thần tăng mở miệng một giọng nói không khỏi vang lên chuyện chùa a tháp thiên mệnh hầu chẳng lẽ chưa nói rõ ràng sao chuyện này cùng hầu ra không có liên quan quá nhiều là thiên ma lão nhân làm, Phật môn các ngươi đòi hỏi thuyết pháp, đi tìm thiên ma lão nhân mà đòi hỏi đi, không cần ở cảnh nội đại hạ ta đòi hỏi, còn có, nơi này là trường thi, là trường thi đại hạ, ngày mai chính là ngày khoa cử, ngươi ở nơi này quấy nhiễu người đọc sách xung quanh, ngươi có gì ý, bắt oán thần tăng, ngươi chẳng lẽ cho rằng, đại hạ sẽ không có người có thể chấn áp ngươi sao, giọng nói vang lên, là giọng của lễ bộ thượng thư dương khai, ông ấy mang theo một đám lễ bộ quan viên, xuất hiện ở bên ngoài trường thi, ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía người kia nhìn thấy dương khai xuất hiện nhất thời các đại nho bên trong trường thi thi nhau mở miệng hướng phía dương khai hành lễ mà bát oán thần tăng lại chắp tay trước ngực đối với dương khai ông ta không nhiều lời gì chỉ niệm một câu a di đà phật việc này dù cùng hầu gia không có liên quan quá nhiều nhưng nguyên nhân gây ra cùng hầu gia cũng không phải là không hề có một chút quan hệ còn xin dương thượng thư ra mặt thuyết phục hầu gia một phen hy vọng hầu gia có thể ra mặt hướng tăng nhân vô tội của phật môn ta cầu phúc hóa giải ân oán vậy miễn cho phật môn ta đối hầu gia có thành kiến Tăng nhân Phật môn lão nạp có thể đi giải thích nhưng có một số tín đồ lại khó mà giải thích. Dương thượng thư chính là lễ bộ thượng thư đại hạ, đứng đầu người đọc sách, rõ lý lẽ, hiểu đạo lý, làm phiền Dương thượng thư rồi. Bát oán thần tăng dường như là đem chuyện không muốn mặt phát huy đến cực hạn, cố cẩm niên đều đã đi rồi, ông ta còn muốn cố cẩm niên giải quyết chuyện này. Nghe nói như thế, dân chúng đều nổi giận. Bát oán thần tăng này, nhìn như là chạy đến Hương sư vấn tội, giống như có oan khuất vậy. Nói gần nói xa, chính là coi cố cẩm niên là hung phạm, điều này cũng làm cho được rồi dù sao thật sự cùng cố cẩm niên có chức quan hệ cầm thi cốt trở về lập trường sinh bài điều này quá mức buồn nôn người khác cố cẩm niên đều chẳng muốn phản ứng đến ông ta còn ở nơi này không buông tha trong lúc nhất thời dân chúng từng người cao mày chỉ là bọn họ thân phận hèn mọn vốn dĩ không tiện nói gì cút đối mặt bát oán thần tăng trong mắt dương khai tràn đầy ghét bỏ cùng chán ghét trực tiếp mở miệng làm cho đối phương cút gia hỏa này há miệng ngậm miệng đều để người buồn nôn đẹp viết hắn tên cái này cái kia ngôn ngữ sau lưng tất cả đều là ám phúng dương khai vậy ngại chết theo thốt ra lời này dân chúng lập tức cười ha ha thậm chí có chút người đọc sách càng là vỗ tay kêu tốt mà bát oán thần tăng vẫn không khỏi hơi sững sờ ông ta là thật không nghĩ đến đường đường lễ bộ thượng thư lại nói lời như vậy cố cẩm nhiên nói ra lời như vậy ông ta có thể tiếp nhận dương khai chính là lễ bộ thượng thư hơn 60 tuổi theo lý thuyết không nên như thế a à. nhất thời bát oán thần tăng không biết nên nói cái gì rồi bớt ở chỗ này làm người buồn nôn thủ đoạn của phật môn thật cho là lão phu không biết sao chuyện trả lại thi cốt lão phu vậy nhất định sẽ dâng tố vạch tội hình bộ một bàn lão phu nói cho ngươi đây là trấn quốc công chưa trở về nếu như trấn quốc công trở về ngươi còn dám ở đây phát ngôn bừa bãi chạy trở về tây Mạc đi chỉ bằng các ngươi còn muốn để phật môn nhập vương triều đại hạ ta hôm nay lão phu nói ở ngay chỗ này chỉ cần lão phu một ngày còn ở phía trên triều đình phật môn cũng đừng nghĩ nhập vương triều đại hạ dương khai lên tiếng lần nữa nói nghiêm túc sau khi nói xong ông ấy trực tiếp rời đi một chút mặt mũi cũng không cho bát oán thần tăng tiến vào bên trong trường thi tìm cố cầm niên rồi mà bát oán thần tăng mặt ngoài thần sắc không thay đổi nhưng trong lòng ngại nhíu chặt lông mày người khác ông ta đều không sợ nhưng dương khai ông ta vẫn không muốn trực tiếp đắc tội dù sao dương khai là lễ bộ thượng thư phật môn vào đại hạ đều do dương khai trưởng khống nếu như thật đắc tội dương khai rồi rất nhiều chuyện thật sự không khai triển tốt a di đà phật dương thượng thư là chấp niệm của lão nạp có chút sâu mong rằng thượng thư đại nhân chờ có bực tức sau khi bát oán thần tăng niệm một tiếng a di đà phật liền quay người rời đi một đường dân chúng đầu lặng lẽ đối đãi nhưng mà ông ta không có ý kiến gì bởi vì mục đích đã đạt thành tiếp theo chính là chờ đợi cố cẩm niên xuất thủ giờ này khác này bên trong trường thi dương khai bước nhanh đi đến phòng cố cẩm niên trong phòng cố cẩm niên đang múa bút thành văn dương khai không nói gì mà là đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi qua ước chừng gần nửa canh giờ cố cẩm niên cuối cùng đem bút trong tay chậm rãi buông xuống viết cái gì giọng nói của dương khai vang lên trực tiếp hỏi cố cẩm niên nghe thấy giọng dương khai cố cẩm niên ngẩng đầu liếc mắt nhìn sau đó chậm rãi lên tiếng kế sách diệt phật giọng nói của cố cẩm niên rất bình tĩnh nhưng ở trong tai của dương khai lại như sấm sét ngang tai cẩm niên bắt oán thần tăng hiển nhiên là mang theo mục đích dường như là ông ta cố ý muốn chọc giận ngươi để ngươi chủ động đi diệt phật nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà nói phật môn đã thiết hạ cạm bẫy nếu như ngươi diệt phật thì phật môn tất nhiên muốn coi như đạt được mục đích đến lúc đó tìm ngươi hưng sư vấn tội thế lực của phật môn tuyệt đối không đơn giản như trong tưởng tượng của chúng ta vậy bây giờ ngươi là lễ bộ lang trung lão phu là lễ bộ thượng thư coi như thật muốn đánh ép phật môn có quá nhiều biện pháp không cần thiết khai thác loại thủ đoạn diệt phật kịch liệt này dương khai lên tiếng ông ấy không ngốc liếc mắt đã xem thấu ý đồ của bát oán thần tăng muốn cố ý khích giận cố cẩm niên sau đó coi như từ đây tìm cố cẩm niên gây phiền phức đó là một cái cạm bẫy cạm bẫy bày ở trước mặt tất nhiên ông ấy không hy vọng cố cẩm niên lấy thân thử hiểm ta đã hiểu từ lúc ông ta nói ra muốn lập trường sinh bài cho thủ phạm chính hung nô ta đã hiểu rõ suy nghĩ của ông ta chỉ là bản kế sách diệt phật này sớm muộn gì ta cũng sẽ dâng cho bệ hạ nhìn hôm nay ông ta đến đây đơn giản là để cho ta để sớm thời gian cố cẩm niên nhẹ gật đầu hắn cũng không ngốc biết rõ bát oán thần tăng muốn chọc giận chính mình còn lý do vì sao chọc giận bản thân cố cẩm niên tạm thời đoán không được cũng không muốn đi đoán đã biết được vì sao còn muốn như thế lúc này dương khai không khỏi cau mày nhưng mà cố cẩm niên không có trả lời mà là đem bản kế sách diệt phật này giao cho đối phương thượng thư đại nhân ngài xem trước một chút đi cố cẩm niên thật cũng không rông dài đem kế sách diệt phật đưa cho đối phương lúc này Dương Khai cầm lấy kế sách diệt Phật, tỉ mỉ quan sát, ước chừng sau nửa canh giờ, Dương Khai càng xem càng kinh hãi, càng xem thần sắc càng ngưng trọng. Đến cuối cùng, Dương Khai càng gắt gao nắm chặt kế sách diệt Phật này, nhìn qua Cố Cẩm Niên nói: Cẩm Niên, cái kế sách diệt Phật này viết không hề hư giả. Dương Khai kinh ngạc, ông ấy vốn cho rằng Cố Cẩm Niên diệt Phật là bởi vì cam vận Phật môn, lại không ngờ rằng chính là Cố Cẩm Niên diệt Phật là có càng thâm trầm ý nghĩa. Dương Thượng Thư không thêm vào quản khống Phật môn đối với vương triều mà nói là u ác tính to lớn hạ quan đã viết rõ ràng kế sách vậy không có nửa điểm nói ngoa tăng nhân phật môn không nộp thuế không nghề thủ công liễm đại hạ vàng bạc đây là một trong những nguyên nhân phải diệt phật nhưng chân chính kinh khủng chính là khống chế tư tưởng người đọc sách làm rõ sai trái chỉ ít mục đích là vì vào triều làm quan ra sức vì nước ăn quân lộc chung quân sự nhưng mà trong mắt phật môn không có vương triều không có đúng sai chấp trưởng thanh kiếm thiện ác tất cả đều từ bọn họ mà nói nếu như phật môn chân chính lớn mạnh vương quyền không bằng phật quyền vệ hạ một đạo thánh chỉ không bằng phật môn cao tăng một lời ngữ điệu lúc đó là chuyện vô bổ diệt phật sẽ đối với vương triều đại hạ tạo thành ảnh hưởng to lớn nhưng lần này diệt phật thành công mặc dù bất lợi ngắn kỳ cho vương triều đại hạ có thể lợi ở thiên thu chí ít vương triều đại hạ vĩnh viễn sẽ không bị phật môn khống chế cố cầm niên lên tiếng ở sao hắn phải diệt phật không phải là bởi vì phật môn không tốt cũng không phải bởi vì phật môn đắc tội hắn mà là ngụy phật khống chế chân chính cao tăng phật môn bọn họ độ hóa người trong thiên hạ là để người trong thiên hạ hướng thiện mà đi nếu như bát oán thần tăng hôm nay xuất hiện là khẩn cầu bản thân bỏ qua những tên thủ phạm chính kia thì cố cẩm niên sẽ không tức giận bởi vì đối phương lòng dạ từ bi làm như vậy hợp tình hợp lý nhưng mình sẽ không đồng ý thôi tuy nhiên bát oán thần tăng hôm nay xuất hiện là vì gì ông ta đã nhúng vào triều chính đây là phật sao cao tăng chân chính là hy vọng người người hướng thiện mà không phải lẫn vào chính trị vương triều đây đều là dùng cờ hiệu phật môn vì chính mình cầu lợi thôi bởi vậy cố cẩm niên có tâm diệt phật không có nửa điểm dao động lúc này dương khai trầm mà không nói ông ấy một mực nhìn lấy bản kế sách diệt phật này qua gần nửa canh giờ Dương Khai không khỏi hít sâu một hơi, cầm niên, bản kế sách diệt Phật này, ta lập tức sẽ giao cho bệ hạ, để bệ hạ đến nhìn, nếu như bệ hạ nguyện ý diệt Phật, lão phu, nhất định ủng hộ ngươi. Dương Khai cuối cùng đem chuyện này giao cho Vĩnh Thịnh Đại Đế, để Vĩnh Thịnh Đại Đế đến lựa chọn. Được, cố cầm niên nhẹ gật đầu, hắn cho bát oán thần tăng một cơ hội cuối, trong vòng ba ngày đem thi cốt trả lại, chuyện này hắn còn có thể nhịn một chút, nếu như trong ba ngày không đem thi cốt trả lại, khoa cử vừa kết thúc, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Được, Chuyện khoa cử đều do ngươi đến phụ trách đi, kế sách diệt Phật này nếu là giao cho bệ hạ, chỉ sợ hai ngày này lão phu đều không thể quay về." Dương Khai cười khổ một tiếng, sau đó rời đi nơi đây, sau khi đưa mắt nhìn Dương Khai rời đi, Cố Cẩm Niên an tĩnh lại. Như thế, một canh giờ sau, trong hoàng cung, sau khi Vĩnh Thịnh đại đế xem hết kế sách diệt Phật của Cố Cẩm Niên, cả người vậy trầm mặc hồi lâu. Dương Khai ở bên trong điện dưỡng tâm giữ yên lặng, chưa hề nói một câu. Trở qua hồi lâu, Vĩnh Thịnh đại đế lúc này mới chậm rãi lên tiếng, "Dương ái khanh cho rằng, cái sách luận này cẩm nhiên viết như thế nào vĩnh thịnh đại đế nhìn về phía dương khai thần sắc bình tĩnh hỏi bệ hạ bạn đang xem đại hạ văn thánh được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim lão phu ban đầu chỉ coi là thiên mệnh hầu chỉ là đối vật môn có chút không thích thôi nhưng sau khi xem hết bản này sách luận lão phu cho rằng thiên mệnh hầu chữ chữ như châu ngọc không có một cái câu nói sai phật môn là tai họa ngầm tuyệt không đơn giản như thế gia vọng tộc môn việt tiên môn chi lưu còn có phiên vương tri loạn vậy thế gia vọng tộc môn việt chiếm cứ các nơi bọn họ quan tâm là lợi ích cho bọn họ lợi ích bọn họ không thành tai họa ngầm tiên môn chi lưu bởi vì thế tục nhân quả cũng không dám tùy ý xuống núi còn nữa người tu tiên cũng cần linh căn số lượng cuối cùng có hạn tạm không đáng lo lắng ngay như việc phiên vương nổi loạn mà quốc gia cường thịnh từ trên căn bản liền có thể giải quyết việc này nhưng phật môn khác biệt không cần linh căn vẫn có thể trở thành tăng nhân cạo đầu là có thể miễn trừ lao dịch cũng không nộp thuế ngân như là u áp tính bám vào phía trên vương triều nhưng đấy không phải chân chính đáng sợ đáng sợ nhất chính là những tín đồ kia dám hỏi bệ hạ một tiếng Phật môn tín đồ là cho rằng Phật tổ lớn hay là cho rằng bệ hạ ngài lớn? Dương Khai cuối cùng vẫn là rất khoát nói ra rồi, đến lúc này, không cần thiết che che đậy đậy nữa. Quả nhiên, nói đến chỗ này, Vĩnh Thịnh Đại Đế sắc mặt không khỏi biến đổi, là Phật tổ lớn hay là hoàng đế lớn? Vấn đề này chiều sâu quá lớn, đối với hoàng đế mà nói, ông ấy không hận tham quan, cũng không hận gian thương, không sợ vương gia thịt cá dân chúng, cũng không sợ quý tộc hưởng lạc, ông ấy sợ là người có dã tâm, sợ người muốn mưu phản, mà tất cả những cái này đều là sợ có người chưa bất quyền lực của ông ấy hoặc là làm nhà đi quyền lực của mình lời nói của dương khai chạm đến vảy ngược của bất kỳ một đế vương nào hoàng quyền cùng thần quyền đến cùng ai lớn vĩnh thịnh đại đế đương nhiên sẽ không đi so sánh cùng thần phật dù sao thần phật lại không thể coi là thật hiền thế có thể có ít người không chịu nổi lấy danh nghĩa thần quyền đi làm một chút việc làm mình tự nghĩ truyền lục bộ thượng thư tể tướng lý thiện vào cung cuối cùng vĩnh thịnh đại đế trầm mặc mở miệng ông ấy ý thức được vấn đề lớn nhất rất nhanh có người tiến đến thông chi mà Vĩnh Thịnh đại đế nhìn qua Dương Khai nói, nếu như thật sự muốn diệt phật, lấy tình huống trước mắt đại hạ, có thể làm đến sao? Vĩnh Thịnh đại đế nhìn Dương Khai, dò hỏi như thế, vậy phải xem bệ hạ là diệt một bộ phận hay là toàn diệt? Dương Khai qua loa suy tư một phen, sau đó hỏi như thế, toàn diệt? Vĩnh Thịnh đại đế sắc mặt lạnh như băng nói, nghe nói như thế, thần sắc Dương Khai cũng có chút ngưng trọng, qua một lúc lâu, ông ấy chậm rãi lên tiếng, bệ hạ, thần cho rằng có thể toàn diệt, nhưng làm tốt chuẩn bị Ninh Vương tạo phản, đây là câu trả lời của Dương Khai, trong lúc nhất thời vĩnh thịnh đại đế trầm mặc như thế sau khi lục bộ thượng thư cùng với tể tướng lý thiện đến bên trong điện dưỡng tâm dần dần nổi lên tranh cãi người vừa đến dương khai liền trực tiếp vạch tội hình bộ thượng thư từ bình một phen liên quan đến chuyện thi cốt nhưng mà từ bình lại dựa vào lý lẽ biện luận cho rằng thi cốt trả lại là hy vọng hai nước hữu hảo những hải cốt này lấy về cũng không thể làm cái gì ông ta cũng không biết bát oán thần tăng là muốn lấy về lập trường sinh bài mà lại chuyện này ông ta đã hỏi tham qua lý thiện lấy được cho phép chỉ là liên quan đến chuyện này vĩnh thịnh đại đế cũng không có truy cứu cái gì mà là trực tiếp đem kế sách diệt phật cho bọn họ nhìn đợi sau khi xem xong bên trong điện dưỡng tâm tiếp tục bắt đầu tranh luận lại bộ cùng hộ bộ cùng với lễ bộ là hoàn toàn đồng ý quan điểm của cố cẩm nhiên nhất là hộ bộ chuyện tăng nhân phật môn không nộp thuế là chuyện ông ấy rất thống hận lại bộ đối với lao dịch chuyện này cũng rất coi trọng binh bộ đối với chuyện này bảo trì trung lập diệt cùng không diệt ông ta đều không quan tâm nhưng suy tính đến hậu quả diệt phật là cái gì đến lúc đó có phải là lại muốn đánh trận mà lại rất có thể là nội loạn bởi vậy binh bộ thượng thư triệu ích dương đang tự hỏi đến như hình bộ cũng rất vui lòng diệt phật dù sao phật môn tăng phạm nhân sự nơi đó bắt người thường xuyên sẽ gặp phải một chút phiền toái nhưng mà ba bộ phía trước đều đã chủ trương diệt phật tư bình không có chủ trương mà là lựa chọn từ bỏ miễn cho ở bệ hạ xem ra bọn họ như là kết đảng bình thường công bộ cũng là ủng hộ nhưng như là hình bộ bình thường ở công bộ xem ra mấy người tuổi trẻ tráng đinh này từng người đi làm lính vương triều sẽ kiến thiết như thế nào tuy nhiên lý thiện lại đưa ra câu trả lời khác ông ta cũng không ủng hộ phật môn mà là nghiêm túc phân tích nếu như diệt phật sẽ mang đến bao nhiêu phiền phức bệ hạ nếu như diệt phật vương triều phù la vương triều đại kim tất nhiên sẽ mượn cơ hội này công kích vương triều đại hạ ta mà thế lực phật môn ảnh hưởng cực lớn nếu thật sự diệt phật sẽ ủ ra đại nạn đến lúc đó phiên vương ra mặt rất có thể sẽ kích thích một chút phiền toái không cần thiết thần cho rằng chuyện diệt phật có thể tạm thời buông xuống trước ngăn lại phật môn khoách trương lại để cho lễ bộ nghiêm ngặt quản khống đây là thượng sách lý thiện lên tiếng đây là suy nghĩ của ông ta Ông ta khiến nhóm thượng thư lục bộ đều trầm mặc, chính là bởi vì như thế, bọn họ mặc dù chủ trương diệt Phật, nhưng không có hoàn toàn đồng ý, sợ chính là điều này, nghe xong lời của đám người, Vĩnh Thịnh đại đế hơi có vẻ trầm mặc, ông ấy cũng không phải là lo lắng cái này, điều ông ấy lo lắng nhất chính là, vương triều đại hạ sẽ phải xảy ra một trận thiên tai xưa nay chưa từng có, lúc mấu chốt này, nếu thật diệt Phật, mới thật sự là phiền phức, qua thật lâu, Vĩnh Thịnh đại đế lên tiếng, "Được rồi, chậm đã hiểu, các ngươi lui ra đi, Vĩnh Thịnh đại đế để bọn họ chạy đến, cũng không phải là để bọn họ đến lựa chọn." chỉ là để bọn họ cung cấp một chút ý kiến thôi. Nghe nói như thế, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó không có nhiều lời, ao ào rời đi, đợi sau khi đám người rời đi, bên trong điện dưỡng tâm, vĩnh thịnh đại đế trầm mặc như trước, qua một lúc lâu, giọng nói của ông ấy vang lên, người đâu, truyền mật lệnh, để trấn quốc công cấp tốc về kinh, ông ấy mở miệng, lạnh giọng nói, phía dưới ánh nến, sắc mặt của ông ấy ngưng trọng, mà trong ánh mắt lại tràn đầy một vệt hận ý, như thế, trong nháy mắt, hai ngày trôi qua, sáng sớm, giờ sử chưa đến bên ngoài trường thi đã tụ tập lượng lớn học sinh bọn họ không dám đến trễ từ sáng sớm đã đến nơi này thậm chí một vài người đọc sách còn chưa tới giờ tí đã đến bên ngoài trường thi đây là khoa cử ba năm một lần không người nào dám bỏ lỡ từ đồng thí bắt đầu lại đến khoa cử bọn họ trải qua 10 năm 10 năm học hành gian khổ chính là vì giờ khác này hôm nay mà bên trong trường thi các tướng sĩ cũng ở đây nghiêm ngặt khống chế chờ đợi người đọc sách tiến vào viện keng giờ dần theo một đạo tiếng chuông vang lên giờ khác này bên ngoài trường thi vô số học sinh tràn vào trường thi cổng có tầng tầng thẩm tra y phục giày đều phải tỉ mỉ kiểm tra chính là lo lắng chuyện gian lận cũng không phải là không tin những người đọc sách này mà là sợ luôn có mấy người muốn đến gian lận nếu xảy ra chuyện gian lận rất có thể sẽ toàn diện cha rõ nếu là rước lấy phiền phức lớn sẽ hủy bỏ thành tích hoa cử một lần nữa xây dựng mà có vài người đọc sách nếu không thể giải thích rõ ràng sẽ bị lên đới bởi vậy nghiêm ngặt một chút là để bản thân tốt cũng là để người khác tốt trọn vẹn một canh giờ 12 cửa vào cuối cùng toàn bộ thí sinh tụ tập ở trong trường thi lúc khoa cử còn có hai canh giờ các thí sinh đi vào trường thi vượt qua huyền quan nơi liền đến bên ngoài đại điện hướng phía thánh nhân cùng tiên hiền hai bên một bái đây là lễ chế đợi bái qua thánh nhân tiên hiền lúc này mới có thể tiến vào nội bộ mà lúc này cố cẩm niên đã ở bên trong nội viện chờ đợi những người đọc sách này không chỉ cố cẩm niên toàn bộ quan viên lễ bộ to to nhỏ nhỏ bao gồm một vài đại nho đều đang ở nội viện chờ đợi khoa cử trước đó thật là quan chủ khảo muốn cùng học sinh nói lên vài câu cần của tri ngôn giảm bớt các thí sinh gánh vác ước chừng sau một nén hương bên trong nội viện tràn đầy thí sinh liếc nhìn lại lít nha liếc nhít nhưng mà cố cẩm niên vẫn như cũ thấy được không ít người quen đồng môn thư viện đại hạ vương phú quý giang diệp chu còn có tại ích cùng với hà trai keng lại là một đạo tiếng chuông nương theo đạo tiếng chuông này vang lên chúng người đọc sách cùng nhau hướng phía đám người cố cẩm niên bái một cái thật sâu học sinh bái kiến chư vị tiên sinh tiếng của chúng học sinh to tràn đầy tinh thần phấn chấn chư vị miễn lễ lúc này giọng của dương khai vang lên sau đó nhìn về phía chúng thí sinh chậm rãi nói hôm nay chính là khoa cử đại hạ năm giáp ất quan chủ khảo là thiên mệnh hầu cố cẩm nhiên trong lúc khoa cử không thể lớn tiếng ồn ào không thể làm việc thiên tư không thể được quái dịch chuyện nếu như phát hiện trước mặt mọi người trục xuất trường thi lấy việc nhiễu loạn trường thi định tội trong vòng 6 năm không thể tham dự khoa cử các ngươi hiểu hay không dương khai lên tiếng như vậy ông ấy đã nói qua rất nhiều lần học sinh đã hiểu đa tạ tiên sinh chúng học sinh lên tiếng lần nữa thấy cảnh này dương khai nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía cố cẩm niên nói hầu ra ngài muốn nói vài câu không ông ấy mở miệng hỏi như thế được cố cẩm niên chắp tay thật sự hắn có mấy lời muốn nói bây giờ cố cẩm niên hướng phía trước đi một bước nhìn qua đám người chúng học sinh vậy ào ào nhìn về phía cố cẩm niên đối với cố cẩm niên trong lòng bọn họ là tràn đầy hiếu kỳ một năm trước tên tuổi cố cẩm niên bọn họ hoặc nhiều hoặc ít nghe qua nhưng đều là chút chuyện không tốt một năm sau ba chữ cố cẩm niên này bất kể là ở đại hạ hay là ở đông hoang cảnh đều như sống bên tai nhất là nho đạo một mạch danh vọng của cố cẩm niên đạt đến đỉnh điểm thiếu sót duy nhất đơn giản chính là tuổi tác thôi giờ này khắc này bọn họ cũng rất tò mò cố cẩm niên sẽ ở lúc này nói cái gì đám người vương phú quý nhìn qua cố cẩm niên trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ dưới ánh mặt trời bên trong trường thi cố cẩm niên nhìn qua đám người sau đó chậm rãi lên tiếng thiên địa mênh mang càn khôn mênh mông người đọc sách đại hạ đỉnh thiên lập địa phải tự cường bạn đang xem đại hạ văn thánh được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim thanh âm vang lên đình tài nhức óc ánh mắt của cố cẩm niên vô cùng kiên định hắn không nói cái gì cần cù mà là trình bày một ít lý lẽ mặt trời mọc như tương lai người đọc sách đại hạ vậy người đọc sách đại hạ đảm nhiệm trách nhiệm như vậy nguyên nhân hôm nay đảm nhiệm trách nhiệm không ở người khác mà tất cả người đọc sách chúng ta cố cẩm niên mở miệng ánh mắt của hắn vô cùng kiên định nhìn qua trước mắt toàn bộ thí sinh bọn họ mỗi một người đều đọc đủ thứ thi thư ngày hôm nay cố cẩm niên dùng thiên văn chương này khích lệ bọn họ cổ vũ bọn họ hồng nhật sơ thăng kỳ đạo đại quang hà xuất phục lưu nhất tả uông dương tiềm long đằng uyên lân trào phi dương nhũ hổ khiếu cốc bách thú trấn hoàng ưng chuẩn thí dực phong trần hấp trương giọng cố cẩm niên dần dần sụp sôi lên đây là bài thiếu niên nói tuy bị cố cẩm niên sửa chữa một chút nhưng không ảnh hưởng sức cuốn hút của nguyên bản đại hạ hưng hay suy đều ở những người đọc sách này ở những người đọc sách tuổi trẻ này bọn họ như là húc nhật bình thường vừa mới dâng lên ánh sáng vạn trượng như là nước sông chảy vào biển lớn bình thường hình thành uông dương như tiềm long bình thường nhất phi trùng thiên lại là hổ con nhìn như nhỏ yếu nhưng phía dưới hổ khiếu bách thú hoảng sợ câu nói này cái câu từng chữ thành ngữ nói cho những người đọc sách này nhiệt huyết sôi trào hận không thể lập tức nâng bút viết vạn chữ văn chương đến cuối cùng cho dù là những đại nhau cùng quan viên lễ bộ khi nghe xong ngôn từ sục sôi như thế cũng không khỏi hô hấp dồn dập cảm thấy nhiệt huyết chư vị hôm nay khoa cử bất kể thành hay không bản hầu tặng chư vị hai câu nói đem văn chương nói xong cố cẩm niên hít sâu một hơi nổi lên tình cảm bây giờ tất cả mọi người dựng thẳng lên tai đến chờ đợi cố cẩm niên kinh thế ngữ điệu chúng ta đọc sách, 10 năm gian khổ học tập, sau khi khoa cử, người đỗ đạt tất nhiên vui đến phát khóc, người thi rớt thì bi khóc tăng thương, nhưng mà, người đọc sách chúng ta không thể vì nhất thời thành bại mà luận anh hùng, chúng ta như húc nhật bình thường, ô vân khả che mặt trời nhất thời cũng không có thể che hết một thế, cần biết, nói đến đây, tài hoa cố cẩm niên phun trào xung quanh, sau đó hóa thành hành văn chi, trên hư không, rơi xuống chữ to màu vàng. Thư Sơn có đường cần vì kính học hải vô nhai khổ làm thuyền cố cẩm niên chậm rãi đặt bút, đây chính là lời hán muốn nói cũng là biểu đạt suy nghĩ của hắn con đường đọc sách không có đường tắt để đi cũng không có thuận gió thuyền có thể chạy muốn đi đường tắt chỉ có thể từ thư sơn tìm kiếm muốn trở thành chân chính người đọc sách chỉ có thể ở biển học này lấy khổ làm thuyền chỉ có chăm chỉ chỉ có khắc khổ mới có thể thành công lời ấy đại thiện đặc sắc thiên nhân ngữ điệu đây là thiên nhân ngữ điệu thư sơn có đường cần vì kính học hải vô nhai khổ làm thuyền bằng vào 14 chữ này nhưng là nho đạo khuyến học thiên cổ ngôn luận giờ khác này đám học sinh còn xa vào trong lời nói này mà những đại nho này lại từ người lộ ra kinh hãi, luôn mồm khen hay, lộ ra phấn chấn không thôi, 14 chữ vô cùng đơn giản, nói lên tất cả hạch tâm của người đọc sách, cho dù là bọn họ cũng theo đó rung động, đây là văn khuyến học, từ xưa đến nay có bao nhiêu đại nho đều viết qua văn khuyến học nhưng nói đến nói lui, cũng không có câu nào tốt bằng một phần vạn, phần lớn văn khuyến học, lưu loát mấy ngàn chữ, mà lại không truyền sớm tốt, dù chữ chữ châu ngọc, một lòng khuyên người học, thật là không bằng 14 chữ này của cố cẩm niên, thư sơn có đường cần vì kính, học hải vô nhai khổ làm thuyền đa tạ tiên sinh chỉ điểm đây là lời vàng ngọc học sinh cả đời hưởng thụ lúc này tại ích mở miệng hắn ta cảm giác kính nể sâu sắc hướng phía cố cẩm niên bái thật sâu trước đó cảm giác của hắn ta đối cố cẩm niên là kính nể kính nể cố cẩm niên vì bách tính lập mệnh nhưng hôm nay hắn ta thật sâu tin phục vào cố cẩm niên hoàn toàn tin phục tài hoa của cố cẩm niên theo tại ích mở miệng những người còn lại vậy thi nhau nói theo hướng phía cố cẩm niên bái thật sâu cũng liền vào lúc này trên không trường thi từng đoàn từng đoàn kim sắc tường vân xuất hiện chiếu giỏi ở trên thân mỗi cái học sinh thiên cổ danh ngôn đây là thiên cổ danh ngôn a thiên cổ danh ngôn xuất thế tài hoa hóa vân chúc phúc thí sinh hôm nay có thể danh truyền thiên cổ hậu thế thánh nhân hoàn toàn xứng đáng chúng ta tạ ân hầu ra nói ra 14 kim ngôn chúng đại nhau cùng nhau mở miệng hướng phía cố cẩm niên bái thật sâu 14 bốn chiếc này của cố cẩm niên tất nhiên sẽ cho vương triều đại hạ thậm chí toàn bộ thiên hạ mang đến ảnh hưởng to lớn kinh khủng tài hoa tràn ngập vào thể nội cố cẩm niên trên chúng sinh thụ kết thành một quả trái cây màu vàng óng keng lúc này lại là một tiếng chuông vang lên mang ý nghĩa thí sinh phải nhập trường thi rồi khoa cử bắt đầu nghe đến tiếng chuông cố cẩm niên lộ ra vô cùng bình tĩnh hắn lên tiếng các thí sinh ào ào hành động được hướng phía trong nội viện đi đến đi đến trường thi của mình bắt đầu chuẩn bị khoa cử một khắc đồng hồ sau chúng giám khảo vậy lần lượt xuất ra đề thi thịnh thế lấy thịnh thế làm đề bây giờ các thí sinh bắt đầu mái mực cũng đang chăm chú suy tư mà cố cẩm niên cũng đến đến đằng sau chờ đợi lấy các thí sinh bài thi đại hạ khoa cử là tám huyễn văn thể cắt nhưng bởi vì năm nay đề thi không giống vốn dĩ chỉ cần bốn huyễn văn là đủ hai ngày một đêm liền có thể kết thúc cố cẩm niên ngồi ở hậu viện chờ đợi lấy bài thi đồng thời hắn cũng chờ đợi bát oán thần tăng lựa chọn như thế mãi cho đến đêm khuya phần bài thi thứ nhất ra lò có người cực kỳ tự tin sao ra bài thi dẫn đến mấy vị đại nho cùng nhau quan sát phía trên bài thi không có danh tự đây là vì phòng ngừa thông đồng nhưng mà kiểu chữ phía trên giống như tinh mỹ đầu bút lông cực kỳ lăng lệ cố cẩm niên tiếp nhận bài thi tỉ mỉ quan sát dám là người thứ nhất nộp bài thi tất nhiên có chỗ khác biệt chỉ là sau khi cố cẩm niên xem hết bài thi không khỏi kinh ngạc vạn phần lấy thịnh thế làm đề bài thi phần thứ nhất thế mà nhằm vào chính là thổ địa kim thu chi sự đại khai ý tứ văn chương chính là căn cứ tình huống đất cày của dân chúng từ đó cho rằng nghèo giàu tranh lệch sẽ càng kéo càng lớn nhất là bây giờ rất nhiều dân chúng vì để tránh cho thu thuế đem thổ địa giao cho người đọc sách hoặc là quý tộc đại hạ thu thuế là dựa theo đầu người tính toán mặc kệ người có bao nhiêu thổ địa nhà ngươi có bao nhiêu người liền muốn giao bao nhiêu thu thuế đây là các đại vương triều đều thi hành chính sách nhưng bên trong bài thi này thế mà đưa ra nên dựa theo thổ địa tính toán cái này không phải liền là bài đinh nhập mẫu đại tài đại tài cố cầm niên trong lòng lộ ra vẻ đại hỷ bản thân minh bạch bài, bài đinh nhập mẫu nhưng hắn càng hy vọng có người khác nói ra bài đinh nhập mẫu như vậy đối phương cũng có thể đi thi hành bản thân chỉ cần chỉnh lý phương pháp là tốt rồi vương triều đại hạ không có khả năng dựa vào chính mình một người mà cường thịnh là cần một nhóm người mới có thể để vương triều cường thịnh lên mà người này chính là một người bên trong nhóm tốt tốt vô cùng cố cẩm niên hít sâu một hơi hắn trực tiếp ở phía trên lưu lại đỏ áp giáp thượng đẳng đây là cho điểm tối cao chờ toàn bộ văn chương cho điểm kết thúc nếu có cùng là giáp thượng đẳng thì từ lễ bộ sẽ căn cứ những nhân tố khác tiến hành xếp hạng sau cùng tướng mạo tỷ lệ tối cao giờ khác này cố cẩm niên tràn đầy vui sướng mà mấy đại nho cũng là nhịn không được tán thưởng như thế qua sau hai canh giờ từng trang từng trang sách bài thi đưa đến cố cẩm niên đều nghiêm túc quan sát có lẽ là bởi vì bài thứ nhất quá mức kinh diễm cho nên đằng sau cố cẩm niên cảm giác đều bình thường những cảm giác này bình thường cố cẩm niên không có cho điểm từ các đại nho đi cho điểm thẳng đến giờ mão bài văn chương thứ hai để hai mắt cố cẩm niên tỏa sáng ban đầu văn chương đưa ra thượng sách bài đinh nhập mẫu mà bài thứ hai văn chương lại sắc bén vạch ra chuyện ngoại thương biên cảnh đại hạ dùng kinh tế đến cường quốc đưa ra giải trừ cấm biển chấn hương biên cảnh mậu dịch đại quốc thương nghiệp nặng lấy thương thuế giảm bớt thuế má trình ngôn cùng mình ý nghĩ không hẹn mà cùng cũng là nhân tài cố cẩm niên vẫn như cũ cho điểm giáp thượng đẳng hắn tràn đầy vui sướng nhưng lại ở lúc này một thân ảnh nhanh chóng đi đến ở cố cẩm niên bên tai mở miệng hầu ra bên ngoài một người tên là tô hoài ngọc nói có chuyện quan trọng tìm ngài rất gấp đối phương lên tiếng để cố cẩm niên tràn đầy vui sướng đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc lên rồi thanh thiền tiên tử xảy ra vấn đề rồi chỉ nháy mắt cố cẩm niên đã đoán được chuyện gì xảy ra bạn đang xem đại hạ văn thánh được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim bên trong trường thi thân ảnh của tô hoài ngọc nhanh chóng đi đến ở nơi này trong lúc mấu chốt tô hoài ngọc biết rõ bên trong trường thi thẩm bản thảo là chuyện cực kỳ trọng yếu nếu như không có chuyện quá lớn hắn ta sẽ không gấp gáp như thế quả nhiên theo tô hoài ngọc đi đến sắc mặt của hắn ta ngưng trọng vô cùng hầu ra xảy ra vấn đề rồi tô hoài ngọc đi vào trong phòng nhìn về phía cố cẩm nhiên ghé vào lỗ tai hắn mở miệng sắc mặt nghiêm túc chuyện gì xảy ra cố cẩm nhiên buông bài thi trong tay xuống cho một điểm ất chung sau đó hỏi thăm đối phương thanh thiển cùng giao chỉ tiên tử bị tăng nhân chùa phổ hàn nhốt lại rồi tô hoài ngọc lên tiếng nói như thế vì sao sắc mặt cố cẩm niên bình tĩnh nhìn về phía tô hoài ngọc chủ yếu là thanh thiền tiên tử phật môn có ý tứ nói thanh thiền tiên tử đêm khuya xâm nhập chùa phổ hàn bị cao tăng tại chỗ bắt được còn nữa thanh thiền tiên tử chính là yêu tộc vì vậy đem thanh thiền tiên tử cầm tù muốn mạnh mẽ độ hóa năng, tô hoài ngọc cho trả lời cưỡng ép độ hóa sao cố cẩm niên cao mày vậy do chỉ tiên tử đâu cố cẩm niên nhìn qua tô hoài ngọc giao chỉ tiên tử dính líu trộm cấp pháp bảo phật môn hiệp trợ yêu ma cũng bị cầm tù nhưng không hề làm gì đối với giao chỉ tiên tử dù sao nàng là người của linh lung tiên cung không phải yêu tộc sắc mặt tô hoài ngọc nghiêm túc bọn họ hẳn là nhằm vào ta cố cầm niên trầm mọc một hồi ngay sau đó nói ra suy nghĩ bản thân phật môn không thể nhằm vào giao chỉ tiên tử dù sao cũng là người của linh lung tiên cung còn thanh thiển tiên tử mặc dù là yêu tộc nhưng mà thanh khâu nhất mạch cũng không phải đùa giỡn hai người chỉ cần không đụng vào danh giới cuối cùng của phật môn bọn họ cũng không dám tùy tệ đắc tội hiển nhiên đây chính là nhám vào mình. hầu ra, tiếp theo nên làm cái gì? tô hoài ngọc lên tiếng, hỏi thăm cố cẩm niên tiếp theo nên làm cái gì. mang theo hầu lệnh của ta, đi đòi người. cố cẩm niên nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, chỉ là lời này nói ra, tô hoài ngọc không khỏi nhíu mày. hầu ra, cũng không phải ta nói lời trâm trọc, hầu lệnh của ngài chỉ sợ đối với bọn họ không có bất kỳ cái gì tác dụng gì. tô hoài ngọc mở miệng, không phải hắn ta kêu than cố cẩm niên, mà là phật môn nhất định sẽ không phản ứng cố cẩm niên. ta hiểu rõ. cố cẩm niên nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt vô cùng bình tĩnh nói thủ mới hận cũ cùng tính một lượt đây là một cơ hội cuối cùng bàn hầu cho bọn họ cố cẩm niên lên tiếng hắn hà có thể không biết phật môn sẽ không để ý chính mình nhưng tất cả đều muốn xuất sư nổi danh trong lòng của hắn có ý diệt phật càng thêm mãnh liệt ta hiểu tô hoài ngọc nháy mắt hiểu rõ suy nghĩ cố cẩm niên rất nhanh cố cẩm niên đem hầu lệnh của hắn cho tô hoài ngọc người kia rời đi cố cẩm niên tiếp tục bắt đầu thẩm cuốn ước chừng qua hai canh giờ lại có người đến tìm cố cẩm niên là cố ninh nhai lục thúc của cố cẩm niên bên trong trường thi cố cẩm niên đem bài thi để ở một bên sau khi cố ninh nhai đến cố cẩm niên không khỏi đứng dậy lục thúc hô một tiếng cố ninh nhai tràn đầy vui sướng đi đến bên cạnh cố cẩm niên nói cẩm niên lão gia tử sắp trở về rồi cố ninh nhai lên tiếng thông báo cho cố cẩm niên cái tin tức tốt này lão gia tử sắp trở về rồi lúc nào nháy mắt cố cẩm niên hơi kinh ngạc vẫn thật không ngờ rằng vào lúc mấu chốt này lão gia tử thế mà trở lại rồi không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai sẽ đến nhưng mà lão gia tử là một người trở về mật lệnh của bệ hạ cố ninh nhai lộ ra tùy ý mật lệnh sao cố cẩm niên tò mò chắc là có quan hệ đến phật môn lão gia từ lần này trở về chính là cho ngươi chỗ dựa ngươi không phải muốn tiêu diệt phật sao có lão gia từ ở đây cảnh nội đại hạ ai dám rông dài cố ninh nhai nhìn rất thoáng ngay lập tức sẽ biết rõ lão gia từ lần này bị mật triệu là làm cái gì đã hiểu rõ cố ninh nhai nhắc nhở như vậy cố cẩm niên lập tức hiểu rõ còn có chút chuyện muốn nói cùng ngươi chuyện đông hoang ma quật ngươi biết không cố ninh Nha hỏi biết rõ tiên môn không phải liên hợp lại sao cố cẩm niên nhẹ gật đầu đúng vậy bệ hạ muốn tham dự vào dù sao công đức lớn đầy trời người biết đã xảy ra chuyện gì sao ông ấy mở miệng có vẻ hơi nghiêm túc tiên môn không đồng ý sao cố cẩm niên cho trả lời lời này nói ra sắc mặt người kia lập tức biến đổi làm sao ngươi biết theo cố ninh nhai mở miệng như thế cố cẩm niên hơi có vẻ trầm mặc nói đều đã nói đến mức này ai không đoán được chứ tiên môn đúng thật không đồng ý thà rằng liên hợp phật môn cũng không có kêu lên vương triều đại hạ chúng ta thậm chí vương triều phù la cùng vương triều đại kim đều có người tham gia tiến vào cố linh nhai nói như thế trên mặt có chút phẫn nộ đây là vì sao đại hạ những năm này đối với tiên môn cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ đi cố cẩm niên hơi kinh ngạc mặc dù nói cái đông hoang ma quật đúng thật cùng đại hạ không có liên hệ quá lớn nhưng ngay cả vương triều phù la cùng vương triều đại kim đều đồng ý rồi không đồng ý vương triều đại hạ liền có chút không cho mặt mũi không rõ ràng lắm nhưng mà ta hỏi qua tứ thúc ngươi suy nghĩ của tứ thúc dường như là nói các thế lực lớn ở đông hoang cảnh đều xa lánh đại hạ chúng ta cùng ngươi có liên quan cố linh nhai nói như thế cùng ta có quan hệ gì lúc này cố cẩm niên có chút không tiếp thụ nổi làm sao chuyện gì đều cùng bản thân có quan hệ vương triều ở giữa xa lánh đều cùng bản thân có quan hệ có bệnh đúng không cẩm niên ngươi đừng cảm thấy vô tội chuyện này thật vẫn cùng ngươi có quan hệ rất lớn hiện ở tình thế đông hoàng cảnh lớn nhất chính là vương triều đại hạ chúng ta vương triều đại hạ chúng ta một hai năm nay vì sao cường thịnh như vậy trong lòng ngươi không rõ ràng sao cố linh nhai lên tiếng để cố cẩm niên đừng cảm thấy vô tội vừa dứt lời cố cẩm niên không khỏi trầm mặc nhưng mà đây cũng không phải là chuyện lớn gì đắc tội rồi mà đắc tội với có cái gì quá mức vương triều đại hạ còn sợ bọn họ không thành cố linh nhai cảm thấy không quan trọng chẳng qua là nói cho cố cẩm niên chuyện này bệ hạ có ý gì trong mắt cố cẩm niên có chút hiếu kỳ không rõ bệ hạ suy nghĩ cái gì bệ hạ ư bệ hạ nổi trận lôi đình ngươi biết bệ hạ nói như thế nào không nhắc đến bệ hạ cố Linh nhai lập tức đến kỉnh rồi mặt mày hớn hở nói bệ hạ đương thời giận tím mặt sau đó một mực nói lẽ nào lại như vậy lẽ nào lại như vậy sau đó vỗ bờ vai của ta nói ninh nhai à đám người này quả thực chính là khinh người quá đáng chậm nhất định sẽ không bỏ qua cho đám người này chỉ tiếc hiện ở đại hạ ta suy thoái thiếu khuyết giường cột nước nhà cầm niên quá nhỏ chỉ có người là rừng cột nước nhà còn xa xa không đủ người biết lục thúc lúc ấy nói như thế nào sao lục thúc nói tiên môn đã không cho ta đại hạ mặt mũi như thế đây là khinh người quá đáng có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục xin bệ hạ hàng chỉ đi cùng tiên môn đàm phán chỉ cần mang ba ngàn tinh nhuệ ngựa đạp sang hồ để người tiên môn nhìn xem khí khái của cố gia khí khái của đại hạ đáng tiếc bệ hạ không nỡ để ta đi nếu không thúc thúc sẽ để ngươi xem một chút cái gì gọi là cố gia đời thứ hai cẩm niên ngươi xem ta ngưu bức không cố linh nhai bắt đầu bịa chuyện lên rồi ông ấy căn bản không có đi hoàng cung đơn giản là huyền đang tìm nắm giữ tình báo biết rõ tiên môn cự tuyệt vương triều đại hạ tham dự thôi không thể không nói lục thúc này của hắn quả nhiên là một chút cũng không thay đổi đã một năm qua tính cách của mình đều có chuyển biến nhất định lục thúc vẫn là lục thúc ngưu bước cố cẩm niên nhẹ gật đầu đối mặt chính lý giải của lục thúc chỉ có thể gật đầu nhưng mà trong lòng cố cẩm niên nảy sinh rất nhiều suy nghĩ thái độ của phật môn tiên môn cự tuyệt đông hoang cảnh bài xích vương triều đại hạ xem ra lại sắp xảy ra rất nhiều chuyện rồi một lát sau cố ninh nha đứng dậy cẩm niên thúc đi trước trong tay còn có chút việc vặt lão gia tử nếu như ngày mai trở lại rồi ngươi cũng nên về nhà ngươi cả nhà chúng ta ăn một bữa cơm đoàn viên thật tốt cố ninh nha lên tiếng nói được nhẹ gật đầu nhưng cố cẩm niên nghĩ đến điều gì đó nhìn về phía cố linh nhai nói thúc có chuyện này ta đã nói với người từ trước kinh đô cửa thành không phải xây dựng rầm rộ đó là sản nghiệp của ta người giúp ta nhìn chăm chăm một chút qua ít ngày ta có thể phải rời đi không rảnh đi quản người không có việc gì đi xem một chút bao quát vật liệu cùng giám sát tuyệt đối không được xuất hiện chút vấn đề nào cố cầm niên mở miệng hắn để cố linh nhai giúp mình xử lý chuyện này bất giả thành đại hạ đã bắt đầu động công trước mắt còn đang ở giai đoạn cơ sở kiến thiết nhưng mà vẫn là cần người đi xem một chút bản thân khả năng lập tức sẽ ra ngoài nhất định phải lưu lại người tin cần đi giám sát không phải là không tin tưởng công bộ mà là không tin người tốt việc này ngươi yên tâm nhưng mà cẩm niên, lần trước ta nghe ngươi nói ngươi muốn kéo người nhập chủ thúc nơi này có một ít bạc quay đầu lấy cho ngươi đi coi như ta hai chủ bạn đang xem đại hạ văn thánh được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim cố linh nghe lên tiếng nói thốt ra lời này để cố cẩm niên hơi kinh ngạc rồi lục thúc người vừa lên làm chỉ huy sứ liền tham ô sao người đây không phải muốn chết ư ừ. cố cẩm niên thật là có chút kinh ngạc bản thân lục thúc là chỉ huy sứ bùng lộc hàng tháng chỉ 230 lượng bạc tăng thêm một chút phúc lợi đặc thù còn có một số nơi liêm ngân bên trong bổng lộc hàng tháng cũng chính là 400 lượng bạc xem như có màu xám thu nhập một ngàn lượng là cao nhất rồi nhập hai chủ là hai vạn lượng hoàng kim lục thúc làm sao cầm ra được lời này của ngươi là sao lục thúc là loại người này ư nghe xong lời này cố ninh nhai lập tức tức giận khá lắm hóa ra ta trong mắt người chính là người như vậy nhìn xem ánh mắt cố cẩm niên cổ quái cố ninh nhai cũng không ẩn giấu là bà trong phủ ra già ngươi không phải đi ra ngoài sao ta thuận tiện đi khố phòng thu chi chi một số lớn bạc ra đến ngươi đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta bà của cố gia không phải là bà của ta chờ sau này phân ra hai vạn lượng hoàng kim tính là gì chỉ là ta sớm lấy bạc của chính ta hơn nữa ta cũng là ủng hộ người trong nhà dù sao quay đầu bị phát hiện ngươi phải đứng ra giúp lục thúc nói chuyện cố linh nhai xem thường nói mà cố cẩm niên hoàn toàn hết ý kiến đây con mẹ nó chi hai vạn lượng hoàng kim cố gia tuy nói vốn lớn giàu có nhưng kỳ thật hộ lớn người nhiều những chỗ cần xài bạc như biển đi nhiều nha hoàn thị nữ như vậy cộng thêm bên trên trong phủ cơ bản giữ gìn còn có các loại tặng lễ bao quát chi tiêu bình thường và một số đồ vật tính cùng một chỗ lục thúc hắn trên căn bản là đem cố ra nhổ dũng hơn phần nửa cố cẩm niên trong lòng tinh tường cố ra cũng thật là thanh liêm mặc dù lão gia tử là quốc công nhưng ông ấy xuất thân nghèo khổ trên cơ bản không thu bạc gì toàn bộ đều nhờ các loại ban thưởng địa doanh thu người dưới hiếu kính bạc không lấy một xu biết là mồ hôi nước mắt nhân dân không qua được tay của người khác nhưng lão gia tử có thể làm đến mức giữ mình trong sạch đây chính là lý do vì sao lão gia tử trong quân đội có hy vọng như thế được thôi cố cẩm niên chỉ có thể gật gật đầu không có gì đáng nói dù sao quay đầu chịu đánh cũng không phải chính mình giống như vậy cố đinh nhai rời đi đợi sau khi cố đinh nhai đi cố cẩm niên trầm mọc một hồi tiêu hóa những tin tức này qua nửa canh giờ cố cẩm niên thu hồi tâm thần phật môn cũng tốt tiên môn cũng được chuyện trước mắt chính là an tâm thẩm cuốn không thể bởi vì một số chuyện mà quấy nhiễu bản chức công tác bản thân cố cẩm niên thẩm cuốn lộ ra vẻ mười phần nghiêm túc mà bên trong hoàng cung đại hạ trong điện dưỡng tâm giọng nói như lôi đình vang lên là vĩnh thịnh đại đế gầm thét lẽ nào lại như vậy quả nhiên là vô lý vương triều đại hạ những năm gần đây chưa từng bạc đãi qua tiên môn các ngươi đông hoang ma quật để trời công lao các ngươi liền muốn độc chiếm vương triều phù la vương triều đại kim đều phái đại nho tiến đến trấn áp lại cô lập vương triều đại hạ của trẫm đáng hận đáng hận trong điện vĩnh thịnh đại đế là thật nổi trận lôi đình cũng không phải là bởi vì bị cự tuyệt mà phẫn nộ mà là thái độ của tiên môn để vĩnh thịnh đại đế cực kỳ phẫn nộ đông hoang ma quật trải qua vài vạn năm yêu ma bên trong chỉ sợ sớm đã chết sạch trước mắt chính là giai đoạn kết thúc mọi người chia đều khí vận công đức lúc trước đích thật là tiên môn phong ấn ma quật vốn dĩ lần này từ tiên môn đến phong ấn ma quật cũng không có bất kỳ điều gì không ổn có thể các vương triều khác các thế lực lớn qua loa kiếm một chén canh cũng là có thể nói quá khứ dù sao giúp đỡ cho nhau thật không nghĩ đến chính là tiên môn đồng ý phật môn đồng ý vương triều phù la đồng ý vương triều đại kim chính là không đồng ý vương triều đại hạ điều này như thế nào không làm cho người không buồn giận bên trong điện dưỡng tâm giám thiên ti từ thái nhất trầm mặc không nói điểm này cũng là ông ta không nghĩ đến theo lý thuyết vĩnh thịnh đại đế yêu cầu cũng không tính là đặc biệt quá phận chính là phái cố cẩm niên như cũ cọ sát một chút công đức sau đó trở về tất cả đều vui vẻ về sau tiên môn ở cảnh nội đại hạ nếu có cái gì cần đại hạ giúp một tay đại hạ cũng sẽ hỗ trợ người tốt ta tốt mọi người tốt bệ hạ thần cho rằng tiên môn e ngại hầu ra bọn họ biết rõ hầu gia khí vận hùng hậu lo lắng nếu để cho hầu gia tham dự mà nói sẽ đoạt đi khí vận công đức của bọn họ còn xin bệ hạ bớt giận hành vi của tiên môn như thế thì thật cũng không phải là chuyện xấu thứ nhất có thể thấy rõ ràng như vậy tiên môn đệ tử là bực nào tâm thái thứ hai cũng có thể nhìn ra bọn họ là e ngại hầu gia cũng là e ngại vương triều đại hạ ta từ thái nhất cũng là xuất thân tiên môn nhưng ông ấy có bối cảnh chính thức không giống những tông môn bình thường kia trong mắt ông ấy xem ra đều là một vài tán tu tất nhiên muốn hướng lấy vĩnh thịnh đại đế nói chuyện như thế giọng nói của từ thái nhất cũng không khiến cho vĩnh thịnh đại đế bắt đầu vui vẻ đồ đần cũng nhìn ra được người ta là sợ sao cố cẩm Niên là hậu thế thánh nhân nho đạo không sai nhưng loại chuyện hàng yêu trừ ma này lại không đến phiên cố cẩm Niên đi làm nói đến nói lui chính là không muốn để cho cố cẩm Niên tiếp tục mạnh lên không muốn để cho vương triều đại hạ tiếp tục mạnh lên nhưng mà từ thái nhất có một câu nói rất đúng đó chính là các thế lực lớn ở đông hoang cảnh đã sợ vương triều đại hạ rồi chuẩn xác mà nói không phải sợ vương triều đại hạ mà là bắt đầu liên thủ chèn ép vương triều đại hạ rồi thiên mệnh chi tranh sắp bắt đầu tất cả mọi người biết rõ ai có thể ở lúc bắt đầu độc chiếm vị trí đầu người đó lại càng dễ trở thành người mang thiên mệnh mà từ sau khi thiên mệnh xuất hiện danh tiếng thịnh nhất chính là vương triều đại hạ nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là cố cẩm niên có thể nói cố cẩm niên đã trở thành kẻ địch trong mắt rất nhiều người rồi không phải đối thủ cạnh tranh chính là địch nhân bởi vì thiên mệnh chỉ có một người có thể nắm giữ con đường này chú định tràn đầy hung hiểm cùng giết chóc giống như là tranh đoạt hoàng quyền bình thường không thắng thì thua bình bại hẳn phải chết nước hung nô vương triều phù la vương triều đại kim tiên môn phật môn yêu tộc ma đạo vương triều trung châu còn có một số thế lực ẩn thế những người này đều nhìn chăm chăm cố cẩm niên cũng không phải nói cố cẩm niên chính là người mạnh nhất kia mà là danh tiếng cố cẩm niên thịnh nhất cũng là tồn tại mạnh nhất bên ngoài nghĩ đến đây vĩnh thịnh đại đế cảm giác sâu sắc áp lực không phải vì vương triều đại hạ cảm thấy áp lực mà là cố cẩm niên ông ấy thật sự lo lắng cố cẩm niên sẽ gặp phải một chút thủ đoạn chèn ép nói cho tiên môn đông hoang ma quật vương triều đại hạ tất nhiên phải tham dự có thể chỉ chia sẻ một bộ phận khí vận công đức nhưng nhất định phải có cái bóng vương triều đại hạ cẩm niên tất nhiên phải đi đông hoang ma quật nếu không đừng trách trẫm vô tình vĩnh thịnh đại đế mặt không chút thay đổi nói chuyện này ông ấy nhất định phải tranh tranh là tỏ một thái độ cho người trong thiên hạ nhìn thấy nghe nói như thế từ thái nhất gật đầu nói thần tuân chỉ ông ấy đồng ý nhưng sâu trong lòng thật ra là biết tiên môn bây giờ căn bản cũng không để ý vương triều đại hạ bây giờ thiên mệnh chi tranh xuất hiện địch nhân lớn nhất của bọn họ là nho đạo đã bị chém đến một đao tiên môn thu hoạch được thiên mệnh xác suất rất lớn chí ít lớn hơn quá nhiều so trước đó điều này rất giống với đạo lý thái tử bị phế thái tử không bị phế thì những hoàng tử khác cho dù là có huyết mạch hoàng thất cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nếu như thái tử bị phế hoàng tử khác có mấy ai không ngon ngoe muốn động tiên môn cùng phật môn ý đồ lớn nhất bọn họ tất nhiên không hy vọng cố cẩm niên tiếp tục mạnh lên như vậy đối bọn họ mà nói mới thật sự là nguy hiểm nhưng mà lời của vĩnh Thịnh đại đế ông ấy đã hiểu rõ vốn dĩ dự định chỉ đi trao đổi một chút, hy vọng có thể làm dịu quan hệ của song phương, miễn cho náo ra cái chuyện lớn gì, cũng đúng liền vào lúc này, Ngụy Nhàn từ ngoài điện đi đến, nhưng mà ông ấy không nói lời nào, đứng ở một bên cúi đầu, không có bất kỳ dị dạng gì, nhìn thấy Ngụy Nhàn xuất hiện, Vĩnh Thịnh đại đế phất phất tay, để Từ Thái Nhất rời đi, đợi sau khi Từ Thái Nhất rời đi, giọng nói của Ngụy Nhàn lúc này mới vang lên, "Bệ hạ, Trấn Quốc Công đã hồi kinh, đang ở trong cung, phải chăng tuyên triệu?" Ngụy Nhàn lên tiếng, hỏi thăm Vĩnh Thịnh đại đế, "Tốt, để Quốc Công tiến vào." vĩnh thịnh đại đế nhẹ gật đầu lập tức ngụy nhàn rời đi đại điện không lâu sau một thân ảnh đi vào bên trong đại điện chính là trấn quốc công lão thần cố nguyên bái kiến thánh thượng giọng của cố nguyên vang lên trung khí mười phần hướng phía vĩnh thịnh đại đế qua loa một bái quốc công miễn lễ lần này biên cảnh chiến đấu quốc công vì vương triều đại hạ đi theo làm tùy tùng chết thì mới dừng chính là cánh tay đắc lực nhất đại hạ vĩnh thịnh đại đế lên tiếng nhìn qua trấn quốc công nói như thế nhưng mà trấn quốc công lại lắc đầu nói bệ hạ lão thần cũng coi là nhìn bệ hạ lớn lên chút văn chương ấy của ngài lão thần vẫn còn hiểu rõ cũng không cần ra vẻ nho nhã như thế chớ học cầm niên học không được thần sắc Trấn quốc công bình tĩnh nói rất chân thành vĩnh thịnh đại đế a à, kiểu này nếu như đổi bất cứ người nào vĩnh thịnh đại đế đã sớm một cước đạp đến nhưng người trước mắt dù sao cũng là quốc công đại hạ trước đây khi ông ấy còn không phải hoàng đế đã từng đi lính làm thủ hạ của trấn quốc công ăn ngay nói thật cùng trấn quốc công giả vờ thật đúng là không có ý tứ gì trấn quốc công lời này của người thật vô nghĩa trẫm thân là quân vương muốn chăm sông đổ về một biển những ngày này trẫm cũng đang chăm chú đọc sách hơn nữa cái gì gọi là học cầm niên không phải cầm niên học ta sao vĩnh thịnh đại đế có chút không cao hứng rồi nhưng mà không đợi chấn quốc công mở miệng vĩnh thịnh đại đế trực tiếp đổi chủ đề thần sắc lộ ra vô cùng ngưng trọng nói chuyện đông hoang ma quật nhóm thế lực của tiên môn đều kháng cự vương triều đại hạ ra trận ý của trẫm là muốn cho cầm niên đi một chuyến lấy được chút công đức khí vận chờ đợi lúc thiền mệnh chi tranh cũng coi là để cầm niên cố gắng phần đầu tốt hơn vĩnh thịnh đại đế lên tiếng nói ra chuyện này nghe nói như thế lông mày trấn quốc công không khỏi nhíu một cái tiên môn kháng cự sao ông ấy trầm tư một phen sau đó lắc đầu nói bây giờ đối với tiên môn hạ thủ mười phần không ổn phật môn nhìn chằm chằm nếu là nhằm vào tiên môn hạ thủ phật môn tất nhiên sẽ cùng tiên môn liên thủ vương triều phủ la cùng vương triều đại kim vậy tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ còn nữa lần này sau khi biên cảnh đại thắng thần phát giác được đại hạ còn có rất nhiều chỗ không đủ nên nghỉ ngơi dưỡng sức phát triển quốc gia đúng thật là phải rời xa chiến tranh trấn quốc công lên tiếng mới đầu cũng đã suy nghĩ có nên ra tay với tiên môn hay không sau một phen cân nhắc đưa cho câu trả lời này nghe lời này của trấn quốc công vĩnh thịnh đại đế cũng không khỏi nhẹ gật đầu điểm này ông cũng tin tưởng tuy tiên môn không tốt hạ thủ phật môn vừa vặn có thể sao sơn trấn hổ vĩnh thịnh đại đế lên tiếng ngự khí bình tĩnh trong chốc lát trấn quốc công đã hiểu rõ ý định của đối phương rồi bệ hạ là thật lòng muốn tiêu diệt phật trấn quốc công lên tiếng dò hỏi đúng bạn đang xem đại hạ văn thánh được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim vĩnh thịnh đại đế thần sắc bình tĩnh vô cùng cầm niên hiến kế sách diệt phật trẫm đã nhìn viết cực kỳ tốt bất kể là từ lâu dài đến nói hay là hiện tại đến nói phật môn nhất định phải diệt không chỉ như vậy những ngày gần đây đại hạ chỉ sợ sẽ xảy ra một trận đại nạn kinh thiên chuyện này trẫm hoài nghi có quan hệ cùng phật môn chuyện của phù bạch lộ chỉ sợ cũng có quan hệ lớn với phật môn phật môn bố cục đã lâu nếu như trẫm còn âm thầm điều tra tìm hiểu nguồn gốc chờ sau khi biết rõ âm mưu của đối phương thì đã không kịp trước mắt thừa dịp phật môn khiêu khích vương triều đại hạ như thế chấm nên nắm lấy cơ hội mạnh mẽ cho phật môn ăn giáo huấn thê thảm đau đớn trận chiến này chỉ có thể thắng không thể bại đây cũng là mục đích vì sao chấm khẩn cấp để quốc công về đây vĩnh thịnh đại đế nói ra mình suy nghĩ diệt phật không chỉ là bởi vì sách luận cố cẩm niên chủ yếu hơn chính là sao sơn chấn hổ đổi bị động thành chủ động bên trong triều đình bất kỳ một chuyện gì đều không phải vô duyên vô cớ nhất định là có thật nhiều nhân tố nhưng bởi vì một hai chuyện cũng không thể làm loạn vậy ý của bệ hạ là để lão phu phối hợp cầm niên cùng nhau đi đến phật môn sao Trấn Quốc Công tiếp tục hỏi, không sai biệt lắm, nhưng mà không hoàn toàn như vậy. Quốc Công, chấm cho người binh quyền, người dẫn theo 50 vạn đại quân, nhằm vào Phật Môn, chờ đợi cầm niên hiệu lệnh, từ cầm niên đến lựa chọn. Nếu như cầm niên truyền đạt mệnh lệnh diệt Phật, chậm muốn Quốc Công trong vòng 3 ngày, giết sạch Phật Môn ở Đại Hạ, hoàn toàn diệt Phật. Giọng của Vĩnh Thịnh Đại Đế có chút lạnh lẽo, ý đồ của ông ấy càng lớn, muốn giết sạch toàn bộ Phật môn đại hạ, mà chuyện này nhất định phải để Trấn Quốc Công đến làm. Thần, đã rõ, Trấn Quốc Công dường như không có chút gì do dự, ông ấy nghe ra vĩnh thịnh đại đấy là có ý gì diệt phật tất nhiên phải bị thiên địa trừng phạt mà chuyện này nhìn như là cố cẩm niên chủ đạo nhưng thật ra là vương triều đại hạ cùng trấn quốc công ông đến chủ đạo cố cẩm niên hiệu lệnh đơn giản là lập uy thôi nhưng tất cả hậu quả từ vương triều đại hạ cùng trấn quốc công đến gánh chịu hai người dùng phương pháp bản thân đến giúp cố cẩm niên chia sẻ áp lực sau trận chiến này người trong thiên hạ đều sẽ mắng to cố gia mắng to cố lão gia tử công kích vương triều đại hạ mặc dù cố cẩm niên cũng sẽ nhận liên lụy nhất định cũng mặc kệ như thế nào phiền toái lớn nhất là rơi vào trên thân hai người bọn họ bọn họ không hy vọng cố cẩm niên xảy ra chuyện cố cẩm niên là tương lai đại hạ thân là trưởng bối bọn họ sao có thể để vãn bối đến gánh chịu hậu quả bệ hạ chuyện diệt phật vẫn có chút quá lớn để lão thần đi một mình thôi phật môn có cao thủ tuyệt thế nếu để cẩm niên đơn độc đi làm lão thần lo lắng nhưng mà trấn quốc công vẫn còn có chút lo lắng sở dĩ ông ấy đề nghị để cho mình ông một người đi gánh chịu tất cả hậu quả chỉ là vĩnh thịnh đại đế lắc đầu nói trẫm đã thông báo cho đông phương tiên sinh ngày ấy sẽ đi tìm cẩm niên âm thầm bảo hộ hắn trấn quốc công chớ có lo lắng mà lại cẩm niên nhất định phải ra mặt thiên mệnh chi tranh đang ở trước mắt cẩm niên nhất định phải làm chuyện này đợi sau khi diệt phật chậm sẽ đem quốc vận gia chỉ ở trên thân cẩm niên đến lúc đó một đạo thiên mệnh cuối cùng của đại hạ cũng sẽ quy về cẩm niên chỉ cần ở tác hạ học cung thu hoạch được càng nhiều ấn ký thiên mệnh việc này tất thành chậm cùng quốc công có thể an tâm xử lý chuyện vương triều còn lại tất cả mọi chuyện đều xem ở chính cẩm niên vĩnh thịnh đại đế khoát tay áo sắc mặt ông ấy nghiêm túc nhất định phải để cho cố cẩm niên ra mặt đây cũng là mưu kế liên hoàn của ông ấy muốn để cố cẩm niên đạt được một đạo ấn khí thiên mệnh cuối cùng của đại hạ dùng diệt phật đến phối hợp với cố cẩm niên nghe nói như thế lúc này trấn quốc công đều có chút kinh ngạc thứ nhất là đông phương tiên sinh cũng đều mời đến đây chính là cao thủ tuyệt thế nhân gian tồn tại vũ lực mạnh nhất ở đại hạ thứ hai là dù sao cố cẩm niên cũng chỉ là ngoại thích mà không phải nhi tử của vĩnh thịnh đại đế không ngờ rằng vĩnh thịnh đại đế lại muốn đem tương lai đại hạ toàn bộ gia trì trên người cố cẩm niên ngay cả quốc vận đều muốn cho cố cẩm niên, đây quả thực là vô thượng ân sùng cũng là vô thượng tín nhiệm, bệ hạ, lão thần trấn quốc công mở miệng nhất thời ông ấy không biết nên nói cái gì rồi. lão gia tử, người đừng thời theo trẫm phát động kiến đức nạn, ở cảnh nội đại hạ không có bất kỳ một tướng sĩ nào ủng hộ trẫm, duy chỉ có lão gia tử ngài ủng hộ trẫm. sau khi lập tân triều, người trực tiếp tên thành công lui, trẫm biết rõ, người là đang giúp trẫm, trẫm hiểu rõ nhưng miệng lưỡi người trong thiên hạ là một thanh đao vô hình, trẫm không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên làm như thế nào bây giờ cầm niên triển lộ thiên phú hắn là điệt nhi của trẫm trẫm sẽ đem tất cả ân tình toàn bộ trả cho cầm niên trong cơ thể cầm niên cuối cùng chảy xuôi huyết mạch hoàng gia trẫm tin tưởng lão gia tử vậy cũng tin tưởng cầm niên vĩnh thịnh đại đế mở miệng nói ra suy nghĩ trong lòng mình ông ấy không sợ người nào nói cũng không lo lắng cố gia tạo phản đây là một loại tín nhiệm cũng là một loại khí phách nói đến như vậy cố lão gia tử không khỏi hít sâu một hơi sau đó hướng phía vĩnh thịnh đại đế bái thật sâu bệ hạ anh minh nghe nói như thế vĩnh thịnh đại đế xem thường nói cũng không phải là chậm anh minh mà là cầm niên quá ưu tú nhưng mà có một chuyện quốc công nhất định phải thừa nhận vĩnh thịnh đại đế nói đến đây hết sức nghiêm túc cùng nghiêm túc bệ hạ chuyện gì trấn quốc công có chút hiếu kỳ trước đây người đã đồng ý chậm chậm lại nói lại ánh mắt vĩnh thịnh đại đế tràn đầy nghiêm túc nếu như là nói cầm niên là học bệ hạ vậy thì lão thần không đồng ý trấn quốc công suy nghĩ đại khái đoán được là cái gì cho nên lắc đầu vĩnh thịnh đại đế vĩnh thịnh đại đế có chút bất đắc dĩ ông ấy đều làm ra nhượng bộ như vậy mà lại nói nhiều lời từ đáy lòng như vậy mụ nội nó ngay cả cái này ngươi cũng không đồng ý còn có thừa nhận người khác ưu tú khó như vậy sao cùng lúc đó quận quý dương chùa phổ hàn trong đại điện thân ảnh tô hoài ngọc xuất hiện bên trong đại điện phật tự mấy trăm vị tăng nhân ngồi ở hai bên mặt không biểu tình bọn họ tụng niệm kinh văn ánh mắt vô thần mà bên trong đại điện một vị lão tăng xếp bằng ngồi dưới đất chắp tay trước ngực nhìn qua tô hoài ngọc a di đà phật xin thí chủ trở về thông báo hầu gia, thanh thiền chính là hồ yêu tiến vào cửa phật đã là chuyện đại nghịch bất đạo hơn nữa còn đánh cắp ta vật của phật môn lại càng thêm tội lớn lão nạp nhất định phải thay trời hành đạo mật tông thượng hành vậy đã đồng ý việc này không có người có thể ngăn cản hầu ra có đức hiếu sinh lão nạp kính nể nhưng phật môn cũng có phật môn quy củ con xin thí chủ thông cảm lão tăng mở miệng nhìn qua đối phương nói như thế đối mặt với lời lẽ như vậy của đối phương tô hoài ngọc lộ ra bình tĩnh vậy giao chỉ tiên tử đâu tô hoài ngọc hỏi giao chỉ tiên tử cũng như thế đối phương lên tiếng giao chỉ tiên tử không phải yêu tộc vì sao cũng muốn độ hóa Tô Hoài Ngọc mở miệng, hỏi thăm đối phương. A Di Đà Phật, giao chỉ chính là đệ tử của Linh Lung Tiên Cung, tuy là tiên môn nhưng nàng đã nhiễm phải vận đục lên độ hóa, đây là chuyện của Phật môn. Lão tăng tiếp tục mở miệng, trước đó còn nói sẽ bỏ qua cho giao chỉ tiên tử, bây giờ nhìn bộ dáng là lại lấy được chỉ thị của ai? Được, quả nhiên là vô cùng tốt, dám hỏi Phật môn, thật sự muốn đi đến một bước này sao? Thanh thiển tiên tử cùng giao chỉ tiên tử, chính là người mà hầu gia phái đến, các ngươi ở cảnh nội đại hạ thật sự không sợ, dưới cơn nóng giận hầu gia sẽ diệt sát Phật môn sao? Nhân quả lớn như thế, các người thật không sợ sao tô hoài ngọc lên tiếng hắn ta nhìn đối phương nói như thế nhưng mà người kia thần sắc bình tĩnh nói hành động của phật môn chúng ta hoàn toàn là thuận theo thiên đạo không có bất kỳ chuyện thương thiên hại lý nào thanh thiền cùng giao trì hai người nghiệp chướng nặng nề trợ trụ vi ngược phật môn không có lòng giết các nàng chỉ là muốn độ hóa các nàng để các nàng hiểu rõ đúng sai thôi ngược lại là thí chủ có chất cưỡng từ đoạt lý rồi đối phương nhàn nhạt, nhạt lên tiếng căn bản sẽ không sợ điều này cũng hợp tình hợp lý dù sao cũng dám làm như vậy còn sợ vài câu uy hiếp độ hóa, hay trong một câu độ hóa, các người thật sự cho rằng tô mỗ không biết, các người đang có chủ ý gì hay sao? Đơn giản chính là muốn chọc giận hầu ra, để vương triều đại hạ diệt Phật, đối với toàn bộ Phật môn đến nói, hy sinh một phần nhỏ người, lại có thể đổi lấy vô số ủng hộ, đồng thời tái dẫn thiên tai xuống đến vương triều đại hạ, đến lúc đó liền có thể đem tất cả trách nhiệm, toàn bộ giao cho hầu ra, giao cho vương triều đại hạ, mượn cơ hội này, đánh ép vương triều đại hạ, khiến cho Phật môn vào ở đại hạ, đây chính là mưu kế của các người đúng không? Tô Hoài Ngọc lên tiếng, sắc mặt hắn ta bình tĩnh nhìn qua bọn họ nói như thế lời vừa nói ra lão tăng mặt không biểu tình nhưng nội tâm lại tràn đầy kinh ngạc bởi vì chuyện tô hoài ngọc nói chính là điều phật môn bọn họ phải làm đây là điều không có khả năng tô hoài ngọc vì sao biết rõ việc này thì chủ quả nhiên là sẽ liên tưởng quả nhiên người ở trung cùng thiên mệnh hầu chính là không giống nhanh mồm nhanh miệng mà lại am hiểu biên cố sự lão tăng mở miệng ông ta không có phủ nhận mà là dùng một loại khác phương thức đến trả lời liên tưởng a à, ta lại muốn nhìn kế hoạch này của Phật môn các ngươi có thể thành công hay không? Tô Hoài Ngọc không nhiều lời, nếu Phật môn nhất định phải lựa chọn con đường này, hắn ta cũng không còn cái gì tốt ngăn cản, chỉ là giọng nói của trụ trì chùa Phổ Hàn không khỏi vang lên, "Thí chủ, lão nạp gặp ngươi trong lòng có lệ khí, thuộc về người tội nhiệt, còn xin thí chủ trước không nên rời đi." Lão nạp đến độ hỏa thí chủ, trụ trì chùa Phổ Hàn mở miệng, ngữ khí ông ta bình tĩnh nói, chỉ là lời vừa nói ra, Tô Hoài Ngọc không có nửa điểm e ngại, ngược lại là đứng ở nguyên chỗ bất động, nhìn đối phương lạnh nhạt nói, mời cao tăng xuất thủ tô mỗ ngược lại muốn nhìn xem trong thiên hạ này ai có thể độ hóa tô mỗ giọng của tô hoài ngọc bình tĩnh căn bản không sợ đối phương theo lời vừa nói ra trụ trì chùa phổ hàn khẽ nhíu mày nói thật ông ta thật sự nhìn không thấu tô hoài ngọc mà tô hoài ngọc lại mở miệng như thế để trong lòng ông ta có chút không chắc qua một lúc lâu ông ta vẫn không có xuất thủ mà là thở dài nói mong rằng thí chủ có thể kịp thời quay đầu bỏ xuống đồ đao ông ta lên tiếng cuối cùng không có xuất thủ cũng không biết là nguyên nhân gì đợi đến ngày mai lúc đồ đao xuất hiện ở trên đỉnh đầu ngươi, ta lại muốn nhìn xem, ngươi có thể chấn định như thế hay không. Tô Hoài Ngọc lên tiếng, nói xong lời này, trực tiếp rời đi. Đợi sau khi rời đi chùa phổ Hàn, Tô Hoài Ngọc thở ra một hơi thật dài, có vẻ hơi may mắn, cũng may không động thủ, nếu không sẽ thật sự xảy ra vấn đề rồi. Tô Hoài Ngọc tự lầm bẩm, ngay sau đó rời đi nơi đây, đợi Tô Hoài Ngọc rời đi. Bạn đang xem Đại Hạ Văn Thánh được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim trong chùa phổ Hàn có tăng nhân mở mắt ra nhìn qua chủ chỉ đạo chủ trì vì sao không độ hóa hắn ta có người hỏi thăm trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ hắn ta không thể động người này có vấn đề lớn lao vừa rồi lão nạp có một loại trực giác nếu là động đến hắn ta toàn bộ phật môn đều sẽ bị liên lụy vạn kiếp bất phục phải để người cha một chút tên tô hoài ngọc này rốt cuộc có lai lịch gì trụ trì chùa phổ hàn lên tiếng ông ta mới vừa có loại trực giác này dám động tô hoài ngọc sẽ có đại nạn kinh thiên ảnh hưởng không phải chỉ chùa phổ hàn cũng không phải phật môn đại hạ mà là phật môn trong toàn thiên hạ nhất thời chúng tăng có chút kinh ngạc không thể tin được một người có thể ảnh hưởng phật môn trong toàn thiên hạ sao trên thực tế trụ trì chùa phổ hàn cũng không nguyện tin tưởng nhưng mới rồi đúng thật có loại này ảo giác đi thông báo thượng sư kế đã thành tăng nhân phật môn đại hạ ta chuẩn bị nghênh đón đại nạn cuối cùng ông ta mở miệng như thế sau đó an tĩnh lại như thế trong nháy mắt đến hôm sau bên trong trường thi khoa cử đã hoàn toàn kết thúc cố cẩm niên thẩm phê bài thi hai ngày trên cơ bản mỗi một phần đều từ cố cẩm niên đến chủ thẩm mỗi một phần bài thi cố cẩm niên đều xem hết sức nghiêm túc sẽ không bởi vì đối phương viết không tốt hay là viết chữ có chút kém từ đó cho điểm lung tung hắn lấy thịnh thế làm đề chỉ cần viết ra bài thi đúng thật là có thể trợ giúp quốc gia có thể phát triển vương triều hắn cũng có cho điểm cao về phần những người há miệng ngậm miệng chính là dân chúng nhưng không có chút hành động thực tế nào hoặc là một số lời nói văn chương rỗng tuếch cố cầm niên tất cả cho điểm thấp chờ sau khi hoàn tất thẩm cuốn giao cho các đại nhỏ khác lại lần nữa thẩm tra ba cha ba duyệt cuối cùng đem hồ sơ giao cho hoàng đế từ hoàng đế tiến hành rút ra duyệt tộc cuối cùng lại đem một nhóm bài thi tốt nhất cho điểm cuối cùng dừng lại toàn bộ quá trình cần 7 ngày thời gian sau khi giải quyết xong những chuyện này cố cẩm niên đứng dậy đi ra ngoài phòng sắc trời đã tối lão gia tử hẳn là đã trở lại rồi bởi vì nguyên nhân thầm cuốn cố cẩm niên chưa trở về phủ tính toán đợi giờ mão vừa đến sau khi chuyển bài thi đi liền về nhà một chuyến nhưng lại ở lúc này một thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa là thân ảnh tô hoài ngọc hắn ta cấp tốc đuổi đến đại hạ kinh đô hầu ra chùa phổ hàn không có ý định thẳng người mà ngay cả giao chỉ tiên tử cũng bị tạm giam muốn cùng nhau độ hóa tô hoài ngọc lên tiếng nói nghe nói như thế mặt cố cẩm niên không biểu tình dường như đã sớm dự liệu được cảnh nội đại hạ sắp có một trận thiên tai phật môn đoán trước điểm này sở dĩ mượn nhờ cơ hội này để cho ta chủ động nhảy vào trong cạm bẫy cố cẩm niên đứng chắp tay hắn ngưỡng vọng bầu trời nói như thế hành vi của phật môn sao hắn lại không đoán ra hầu ra người có suy nghĩ gì tô hoài ngọc mở miệng hỏi thăm cố cẩm niên tô huynh cảm thấy ta nên như thế nào cố cẩm niên nhìn về phía tô hoài ngọc hỏi thăm đối phương hầu ra là nghe nói thật hay là nghe lời nói dối tô hoài ngọc hỏi người nói lời nói dối trước đi cố cẩm niên nhìn về phía đối phương hỏi giết tô hoài ngọc sắc mặt lạnh như băng nói vậy nói thật thì sao cố cẩm niên tiếp tục hỏi giết con mẹ nó trong ánh mắt tô hoài ngọc tràn đầy sát khí cố cẩm niên bấy giờ mỉm cười sau đó trực tiếp rời đi trường thi thẳng đến hoàng cung đại hạ hắn một thân một mình một bộ nho bào đi đến bên ngoài hoàng cung đại hạ sau đó một giọng nói vang lên truyền khắp toàn bộ đại hạ kinh đô thần cố cẩm niên có chuyện quan trọng cần tấu lễ bộ báo lại phật môn trắng trợn xây miếu không nhìn chiều cương lễ bộ liễm tài của dân chúng càng thêm chuyện lập trường sinh bài cho thủ phạm chính của nước hung nô trả đạp quốc quy đại hạ đây là tội lớn khó tha thần hôm nay khẩn cầu bệ hạ tập kết đại quân bình diệt tất cả phật thủ ở cảnh nội đại hạ ngoài hoàng cung giọng cố cẩm niên bình tĩnh vô cùng nhưng lại tràn đầy kiên định trong chốc lát kinh đô đại hạ rất nhiều thế lực rung động chuẩn tấu ban thưởng long phủ đại hạ cho trấn quốc công mang theo 50 vạn đại quân cùng thuyền rồng bảo thuyền đại pháo long môn đại hạ long trinh phạt phật môn người không phục giết không tha sau nửa ngày sau trong hoàng cung giọng nói của vĩnh thịnh đại đế vang lên lạnh lùng vô cùng trực tiếp đồng ý diệt phật không chỉ là vì chèn ép phật môn chủ yếu hơn vẫn là muốn sao sơn chấn hổ thần tuân chỉ ngoài hoàng cung cố cẩm niên hướng phía vĩnh thịnh đại đế hành lễ sau đó quay người rời đi tiến về cố ra một khắc đồng hồ sau lần lượt từng thân ảnh chạy đến trong hoàng cung là văn võ bá quan đến khuyên hoàng đế nhưng cùng lúc đó bên ngoài kinh đô từng đạo chiến mã lao nhanh tiến về các đại quân doanh tập kết phụng lệnh của bệ hạ đại quân tập kết trinh phạt phật môn giọng nói hùng hậu vô cùng vang lên tràn đầy kịch liệt nhất thời các đại quân doanh nháy mắt bắt đầu chỉnh đốn tướng sĩ xuyên giáp chiến mã lao nhanh tập kết 50 vạn đại quân vây quất phật môn đây chính là chuyện cực lớn phụng lệnh bệ hạ đại quân tập hợp nhanh chóng chuẩn bị diệt phật theo từng âm thanh rục sôi vô cùng vang lên bên ngoài kinh đô đại hạ có không biết bao nhiêu quân doanh sôi trào những tướng sĩ này đang chờ xuất phát sĩ khí dâng cao mà trong phủ quốc công cố cẩm niên đi thẳng đến thư phòng của lão gia tử lúc này lão gia tử cũng đang ở trong thư phòng phân phó một vài sự vụ ra ra bước vào thư phòng cố cẩm niên gọi một tiếng lập tức cố lão gia tử gật đầu để các tướng sĩ trong thư phòng lần lượt rời đi đợi mọi người đi hết cố cẩm niên nhìn qua cố lão gia tử nói ra ra lần này vì sao bệ hạ lại khâm điểm ngài đi diệt phật cố cẩm niên hỏi thăm lão gia tử rõ ràng là hắn xin lệnh nhưng bệ hạ lại chọn lão gia tử đi trinh phạt phật môn đây cũng không phải chuyện hắn muốn nhìn thấy diệt phật không chỉ ảnh hưởng đến thanh danh quan trọng hơn còn ảnh hưởng đến ý chí thiên địa dù sao phật môn cũng được thiên mệnh gia trì trực tiếp diệt phật tất nhiên sẽ trêu chọc thiên địa chán ghét chẳng qua hắn có được ấn ký thiên mệnh nên hắn cũng không e ngại những thứ này khí vận của hắn quả thật không sánh bằng toàn bộ phật môn nhưng cố cẩm niên tin tưởng khí vận của mình vẫn có thể chấn áp phật môn đại hạ nghe thấy lời nghi ngờ của cố cẩm niên cố lão gia tử tỏ ra bình tĩnh gia gia và bệ hạ đã thương nghị xong chuyện diệt phật là chuyện mà bệ hạ vẫn luôn muốn làm gia gia là quốc công chuyện lớn thế này không đến phiên một hậu bố như con đứng mũi chịu xào cầm niên con là tương lai của đại hạ có một số việc nên để những lão già chúng ta ra mặt việc này con không cần nói nhiều vương triều đại hạ không phải chỉ một mình con có thể chống đỡ nhanh chóng lĩnh ba vạn tinh nhuệ đi làm chuyện con muốn làm đi bệ hạ có lệnh lần này diệt phật do con quyết định đây là bùa truyền tin của tiên đạo giá trị ngàn vàng cực kỳ quý giá còn chỉ cần viết mệnh lệnh ở phía trên, gia gia bên này sẽ hưởng ứng được ngay. Cố lão gia tử lấy bùa ra, sau đó đưa cho cố cẩm nhiên. Đây là bùa truyền tin, giá trị cực kỳ quý giá, toàn bộ vương triều đại hạ cũng chỉ có hai, ba cái. Lúc trước trận chiến biên cảnh cũng không nỡ dùng, nhưng bây giờ giao cho cố cẩm nhiên, cố lão gia tử sẽ khống chế phật môn đại hạ trước. Tiếp đó là chờ hiệu lệnh của cố cẩm nhiên. Ba vạn tinh nhuệ, gia gia chỉ mang một ít này thôi ư? Cố cẩm nhiên hơi có vẻ im lặng. Ba vạn tinh nhuệ hình như hơi ít, ba vạn không ít quân chủ lực là khống chế những chùa khác với lại bệ hạ đã mời đông phương tiên sinh tới giúp đỡ người cố lão gia từ hơi tức giận nhìn qua tôn nhi này của mình ba vạn tinh nhuệ thật sự không ít đó là một lực lượng cực kỳ lớn mạnh san bằng mấy ngôi chùa phật cũng không đáng kể và lại vĩnh thịnh đại đế còn mời đến một vị cao thủ tuyệt thế giúp cố cẩm niên. đông phương tiên sinh đông phương tiên sinh là đông phương kiếm thánh thuộc ba hàng đầu trong kiếm đạo nghe thấy bốn chữ đông phương tiên sinh cố cẩm niên không khỏi kinh ngạc đúng vậy cường giả kiếm đạo đệ lục cảnh cả đời chỉ bại bởi một người cố lão gia tử hờ hững lên tiếng ai bạn đang xem đại hạ văn thánh được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim cố cẩm nhiên tò mò hắn đã từng nghe danh đông phương tiên sinh thiên tài tuyệt thế của kiếm đạo kiếm đạo là một hệ thống riêng lẻ lấy khí dưỡng kiếm từ thuở nhỏ tách rời tiên đạo chỉ là người theo kiếm đạo có rất nhiều nhưng người có thành tựu thật sự lại rất ít có nhiều người đi theo con đường này là bởi vì đi theo tiên đạo thì vừa anh tuấn phiêu giật vừa có uy thế nhưng rất ít người có thể đi lên con đường này thậm chí ít hơn so với các với hệ thống khác thiên ma lão nhân cố lão gia từ chậm rãi nói hả cố cẩm niên thật không ngờ đó là thiên ma lão nhân nhịn không được kinh ngạc những người này con đừng quan tâm thực lực của bọn họ cao thâm khó lường đã bước vào đệ lục cảnh chờ đến khi thiên mệnh giáng xuống những người này đều có hy vọng bước vào đệ thất cảnh cẩm niên con cũng phải nắm bắt thời gian tăng cao tu vi vương triều không giữ con lại được bao lâu đợi thiên mệnh chi tranh võ lực cá nhân mới hơn hết mọi thứ nếu như có một ngày con có thể bước vào đệ bát cảnh thiên hạ này ở trong mắt con đều chỉ là phù vân đại hạ cũng được đại kim cũng được ngay cả vương triều trung triều dương danh vô địch ở trong mắt con cũng chỉ có như vậy cố lão gia tử nói như thế căn dặn cố cẩm nghiên sớm tăng cao tu vi đừng đem tất cả tâm tư đặt ở vương triều tôn nhi biết rõ nhưng cái đệ bắt cảnh này chỉ sợ có chút khó khăn cố cẩm nghiên hiểu rõ đạo lý khi thực lực cá nhân đạt tới đỉnh điểm có thể ngạo nghệ thiên hạ nhưng vấn đề là đừng nói đệ bát cảnh đương thời đệ thất cảnh đều là những người vô địch một thời đại cũng chỉ có tầm hai ba người thậm chí theo như thiên ma lão nhân nói bây giờ căn bản không có người nào đạt đến đệ thất cảnh thật sự mấy cường già đệ thất cảnh còn lại mỗi người đều đang ẩn náu chỉ có một cơ hội để ra tay có thể thấy được đệ thất cảnh khó như thế nào cho nên đệ bát cảnh không thể nghĩ nghĩ tới ngược lại sẽ không có điều này cũng đúng được rồi nhanh đi chuẩn bị đi cẩm niên lần này đã muốn làm thì phải làm cho dứt khoát con không cần lo lắng vấn đề gì biết không cố lão gia tử tiếp tục nói để cố cẩm niên yên tâm làm mạnh dạn mà làm tôn nhi hiểu rõ nhưng ra ra tăng nhân nếu lập huyết thư hoàn tục vậy không cần giết còn chấp mê bất ngộ nên giết cứ giết cố cẩm niên gật đầu đã nói đến mức này cũng không cần bàn nhiều nữa chỉ đơn giản nói lên ý định của mình yên tâm ra ra có chừng mực cố lão gia tử nhẹ gật đầu mà cố cẩm niên cũng trực tiếp rời khỏi thư phòng ra bên ngoài cố gia chỉ là vừa bước ra khỏi cố gia một bóng người xuất hiện trong tầm mắt cố cẩm niên là tô hoài ngọc hắn ta đang đứng ở cổng cố gia đợi cố cẩm niên hầu ra tô hoài ngọc hô một tiếng tô huynh cùng đi chung sao cố cẩm niên hỏi đúng đi chuyến này có thể tận mắt chứng kiến phật môn sụp đổ cũng coi như một chuyện lớn ba vạn tinh nhuệ của thiên vũ quân đã đợi ở bên ngoài kinh đô tô hoài ngọc gật đầu được cố cẩm niên nghiêm túc đồng ý rồi trực tiếp cùng tô hoài ngọc chạy tới bên ngoài kinh đô ngoài thành không chỉ ba vạn đại quân thiên vũ quân mỗi quân doanh khác cũng lấy ra 50 vạn đại quân đang đứng đợi ở phía xa thuộc hạ triệu vũ gặp qua hầu gia thuộc hạ vương bằng gặp qua hầu gia thuộc hạ từ tiến gặp qua hầu gia lúc này thống lĩnh của thiên vũ quân bước nhanh tới mang theo mấy tướng sĩ từ tiến và vương bằng cũng ở trong đó hai người bọn họ được cố cẩm niên bố trí trong thiên vũ quân chức vị vẫn là thiên tướng giống với lúc ở sơn khôi quân nhưng tướng sĩ của thiên vũ quân đều biết hai người vương bằng và từ tiến là thân tín của cố cẩm niên tất nhiên trong quân doanh cũng có hy vọng nhất định so với lúc ở sơn khôi quân đã tốt hơn nhiều hầu ra ba vạn tinh nhuệ đã chuẩn bị sẵn sàng mời hầu ra hạ lệnh triệu vũ nói trên người hắn ta mặc thiết giáp tốt thẳng tiến đến chùa phổ hàn ở quận quý dương vương bằng tra xét kỹ tất cả các chùa miếu ven đường cho bàn hầu tiêu diệt từng chùa từ tiến ngươi dẫn theo ba ngàn tinh nhuệ nhanh chóng đi trước báo tin cho tất cả ngôi chùa ở dọc đường thông báo với bọn họ nếu là xuống huyết thư hoàn tục vương triều đại hạ sẽ cho bọn họ một con đường sống còn nếu vẫn u mê không chịu tình ngộ đợi đại quân tiến đến sẽ giết hết không cần luật tội giọng nói của cố cẩm niên lạnh lẽo đưa ra hai mệnh lệnh hắn muốn một đường quét ngang qua đến chỗ nào chỗ đó không còn chùa cổ tuân lệnh hai người chắp tay đáp lại sau đó từ tiến dẫn ba ngàn tinh nhuệ nhanh chóng tiến về phía quận quý dương cố cẩm niên cũng cưỡi lên chiến mã mà không ngồi ngọc liễn hắn muốn đích thân trinh phạt như thế ba vạn đại quân trùng trùng điệp điệp hướng về quận quý dương trong đại điện ở hoàng cung văn võ bá quan đang tụ tập tiếng tranh luận rất lớn bệ hạ chuyện diệt phật vạn lần không thể đúng vậy bệ hạ nếu như diệt phật nhất định sẽ mang đến tai họa cho đại hạ ta xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra vương triều đại hạ là lễ nghi chi bang biển chứa trăm sông phật môn cho dù có ngàn vạn điều không đúng cũng không nên tiêu diệt toàn bộ nếu chuyện này truyền ra ngoài khắp thiên hạ sẽ nói đây là tội nghiệt còn nữa phật môn có thế lực rất lớn nếu đại hạ diệt phật chỉ sợ sẽ gây ra sai lầm trong triều đình mấy giọng nói vang lên bách quan vô cùng kháng cự với chuyện diệt phật dù sao phật môn vẫn chưa xâm hại gì đến lợi ích của bọn họ hơn nữa diệt phật cũng không phải chuyện nhỏ bọn họ dĩ nhiên muốn ngăn cản phật môn tùy ý bành trướng còn không tuân theo luật pháp vì sao không thể diệt giọng nói của tả thị lang hình bộ cố lãnh vang lên đối mặt với đám người cố lãnh trực tiếp đứng ra ủng hộ diệt phật phật môn bành trướng loáng thoáng có ý đồ tiến vào làm chủ đại hạ chỉ một tiên môn cũng đã gây ra rất nhiều thị phi, nếu như Phật môn làm chủ đại hạ, sau này dân chúng rốt cuộc sẽ nghe theo bệ hạ, hay là nghe theo lời tăng nhân Phật môn đây. Lão thần cho rằng, diệt Phật là chuyện khẩn cấp ngay trước mắt, giọng nói của Dương Khai cũng vang lên theo, hình bộ và lễ bộ giống nhau, đều đồng ý diệt Phật. Thật ra lão thần cho rằng, không nhất định phải diệt Phật, chỉ cần Phật môn tình nguyện nộp thuế và hủy bỏ một vài chế độ, cũng coi như một cách chèn ép họ, không cần thiết phải diệt Phật hoàn toàn. Xin bệ hạ nghĩ lại, thượng thư hộ bộ, hàng ngôn cũng nói, lúc trước ông ta đồng ý diệt phật nhưng bây giờ lại thay đổi suy nghĩ xem ra đã có người đi tìm ông ta trao đổi đối mặt với lời nói của bách quan vĩnh thịnh đại đế lại có vẻ bình tĩnh đợi bách quan ngươi một đời ta một câu nói xong vĩnh thịnh đại đế mới chậm rãi lên tiếng chuyện diệt phật ý chậm đã quyết ông lạnh nhạt lên tiếng khiến bên trong đại điện yên tĩnh vô cùng bệ hạ thần cho rằng việc này vẫn là không ổn nếu đại hạ diệt phật vương triều phù la vương triều đại kim tất nhiên sẽ lấy đó làm lý do công kích vương triều đại hạ ta mà thế lực Phật môn ảnh hưởng toàn thiên hạ, còn nữa sau khi diệt Phật, chỉ sợ quốc vận của vương triều đại hạ sẽ có tổn thương, xin bệ hạ nghĩ lại, lúc này, Lý Thiện lên tiếng, ngay trong lúc mấu chốt, khi mà hoàng đế đã quyết định chắc chắn, Lý Thiện vẫn đứng ra khuyên can, xem ra thế lực Phật môn thật sự ảnh hưởng rất lớn, chậm nói, việc này ý chậm đã quyết, Vĩnh Thịnh đại đế không có bất kỳ biểu hiện gì, chỉ lần nữa lên tiếng lạnh như băng, lúc này, đại điện hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả Lý Thiện cũng im lặng, không biết nên nói gì, cũng đúng lúc này, Vĩnh Thịnh đại đế lại nói tiếp, chuyện diệt phật do trấn quốc công xử lý các ngươi cũng không cần tiếp tục thương nghị nữa trước mắt có một chuyện khác trẫm vẫn cần hỏi chư vị ái khanh một chút diệt phật đã là chuyện chắc chắn không cần thuyết phục gì văn võ bá quan cũng không còn điều gì có thể nói ông là hoàng đế ông quyết định là được bách quan trầm lặng lúc này bọn họ cảm nhận được sự áp bách của vĩnh thịnh đại đế cảm giác áp bách này chỉ mới có gần đây đến từ cố cẩm nghiên đúng vậy đến từ cố cẩm nghiên một năm này quốc vận đại hạ hưng thịnh tình hình trong nước càng ngày càng chuyển biến tốt kẻ địch lớn nhất là nước hung nô cũng chịu đánh một trận trả lại thành thập nhị uy vọng của vĩnh thịnh đại đế cũng càng ngày càng cao đế vương có uy vọng càng cao quyền lợi sẽ càng lớn tất nhiên sẽ không người nào dám nói gì vĩnh thịnh đại đế nếu như ở một năm trước chuyện diệt phật bách quan nhất định sẽ ổn ào ba ngày ba đêm hơn nữa cho dù vĩnh thịnh đại đế kiên quyết muốn diệt phật chỉ sợ sẽ có người liều chết can gián không phải vì vĩnh thịnh đại đế mềm yếu mà bởi vì đủ loại nguyên nhân suy nghĩ phải cố kỵ đại thần cũng phải cố kỵ cho thanh danh của mình nhưng bây giờ không giống nữa ông nói cái gì thì chính là cái đó. Vùng Giang Nam, năm nay thu thuế không bằng 7 phần năm ngoái, chậm cố ý tra xét. Từ sau khi Thái Tổ khai quốc đã hào phí quốc lực hơn bao giờ hết để trợ giúp khu vực Giang Nam, nhưng vì sao từ sau khi chậm lên ngôi, khoản thuế này mỗi năm lại đều giảm xuống. Dám hỏi chư vị ái khanh, đây là vì sao? Vĩnh Thịnh Đại Đế lên tiếng, đề cập đến một chuyện khác, thu thuế của Giang Nam. Chuyện này cũng không phải việc nhỏ, đương nhiên không phải chuyện mới xảy ra gần đây, mà là từ khi ông lên ngôi, tất cả thuế ở vùng Giang Nam đã xảy ra vấn đề lớn. Mỗi năm số thuế thu được đã giảm xuống, rõ ràng đó là nơi phồn vinh nhất, nhưng những năm gần đây thu thuế càng ngày càng ít, không có thiên tai, cũng không có nhân họa, triều đình mỗi năm còn cấp phát, sửa cầu xây đường, hơn nữa vùng Giang Nam còn có hai con sông lớn làm bạn, theo lý thuyết, chưa nói đến mỗi năm tăng lên bao nhiêu, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không giảm xuống, ở trong đó nhất định có chuyện mờ ám, hơn nữa thế lực liên quan đến chuyện này cũng tuyệt đối không phải chỉ có một ít, ở trong văn võ bá quan trên triều đình, đoán chừng có một nửa đã dính dáng ở bên trong, Vĩnh Thịnh đại đế hiểu rõ nhưng ông vẫn ẩn nhẫn bất động, bởi vì không có thời gian ra tay xử lý chuyện này, bây giờ đã có thời gian, cũng có nền tảng và thực lực, đương nhiên muốn xử lý. Trong lúc nhất thời, trong đại điện dường như vô cùng yên tĩnh, không ai dám nói chuyện, Hà Ái Khanh, ngươi cảm thấy thế nào? Vĩnh Thịnh Đại Đế tiếp tục hỏi, bầm bệ hạ, quả thật vùng Giang Nam có nhiều ruộng phì nhiều phong phú, hơn nữa còn có đường sông, buôn bán, phồn vinh, chỉ là thuế vùng Giang Nam, đã có ân huệ giảm miễn thuế bắt đầu từ Thái Tổ, hơn nữa thuế buôn bán ở Đại Hạ ta không tính là thuế nặng, chỉ thu một phần hai với lại ở vùng Giang Nam, các thương hộ lẻ tẻ phân tán, nói chung đều là giao dịch nhỏ lẻ, mặc dù trông có vẻ như phồn vinh, nhưng lại khó quản lý, vì vậy thu thuế mỗi năm dần hạ xuống. Hà Ngô lên tiếng, cho câu trả lời chính thức, vùng Giang Nam được giảm miễn thuế là có lý do, ban đầu vùng Giang Nam chính là nước Nam, quân chủ nước Nam làm người khẳng khái, lòng dạ rộng lượng, năm đó thái tổ thu phục nước Nam, không hề động đao kiếm đã chiếm được nước Nam, mà quân chủ nước Nam chỉ có một yêu cầu, đó là sau khi đại hạ dựng nước, hy vọng thái tổ đối xử tốt với con dân nước Nam giảm bớt lương thuế cho nên thái tổ đã lập lời thề sau 20 năm kiến quốc tất nhiên vùng giang nam phồn vinh hương thịnh cũng được giảm bớt lương thuế về sau có quốc lực hỗ trợ hoàn toàn giúp giang nam giàu có nhưng giang nam giàu còn quốc khố lại trống rỗng cũng là một vấn đề khó giải quyết nhưng nghe thấy hà ngôn nói vậy vĩnh thịnh đại đế không khỏi cười lạnh bạn đang xem đại hạ văn thánh được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim thật là buồn cười một câu quản lý không thỏa đáng đó là lý do sao hà ngôn chấm hiện tại ra lệnh cho ngươi chỉnh lại thuế vùng giang nam tra rõ đến cùng cho trẫm quan viên vùng giang nam dám thu thuế như thế tất có người trong bóng tối bao che quan thương cấu kết ba tháng sau nếu không có bất kỳ kết quả gì cái chức thượng thư hộ bộ này của ngươi cũng chấm dứt bãi chiều vĩnh thịnh đại đế đứng dậy ông lạnh như băng nói sau lời này sau đó trực tiếp rời đi mà câu nói này lại làm cho văn võ toàn triều như rớt vào hầm băng nhất là hàng ngôn càng cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có mặc dù không biết vĩnh thịnh đại đế có lấy chuyện thuế giang nam ra làm tấm chắn để lướt qua chuyện diệt phật không nhưng mặc kệ như thế nào vĩnh thịnh đại đế đã tức giận thật sự mà cùng lúc đó cố cẩm niên rời khỏi kinh đô đã hơn hai canh giờ bên ngoài cách kinh đô 400 dặm đại quân tập kích bất ngờ đồng thời cũng truyền tới quân báo hầu ra vương bằng truyền tin báo đến dọc theo đường đi trong vòng 600 dặm toàn bộ tăng nhân của các chùa miếu đã hoàn tục nhưng chỉ có một ngôi chùa từ thủ không đi từ tiến báo cáo tình huống ở phía trước vương bằng xuất lĩnh ba ngàn tinh nghệ đã sớm đi trước làm việc giết cố cẩm niên hờ hững ra lệnh trong ánh mắt không có nửa phần tình cảm nghe xong từ Tiến cũng không cảm thấy gì, trước đó Cố Cẩm Niên đã nói muốn diệt Phật, có người dám tìm chết, bọn họ cũng không sợ. Tuân lệnh, Từ Tiến không dài dòng, lập tức sai người truyền tin báo ra. Như thế, khoảng một canh giờ sau, bên trong một ngôi chùa, mấy trăm vị tăng nhân ánh mắt kiên định, bọn họ ngồi trong chùa, căn bản không sợ gì cả, trụ trì còn đang tụng niệm kinh văn, cũng đúng lúc này, giọng nói lạnh lẽo của Vương bằng vang lên, truyền lệnh hầu ra, kẻ không theo, giết không tha. Khi giọng nói lạnh lùng này vang lên, ba ngàn thiết kỵ trực tiếp tiến vào trong chùa chiến đao vô tình máu tươi văng khắp nơi tiếng kêu thảm thiết vang lên một số tăng nhân hiện ra vẻ hoảng sợ trụ trì trụ trì không phải người nói bọn họ chỉ hù dọa một chút thôi sao trụ trì cứu ta cứu ta với a di đà phật lão nạp nguyện ý hoàn tục lão nạp nguyện ý hoàn tục chỉ một lát trong chùa vang lên vô số giọng nói có tăng nhân đã hoàn toàn hoảng loạn bị hù dọa đến hoang mang lo sợ có tăng nhân chạy trốn tứ phía kêu đau thấu trời nhưng chiến đao của đại hạ không có bất cứ tình cảm gì quân lệnh như núi một lúc sau từng giọng nói vang lên báo tướng quân khắp nơi trong chùa không có ai còn sống sót theo giọng nói này vang lên trên chiến mã vương bằng nhổ ngụm nước bọt trên mặt đất sau đó nói đốt sạch sẽ để lại hai mươi người gián cáo thị những người còn lại đi theo ta vương bằng không dài dòng bắt lấy dây cương tiếp tục thẳng tiến đến phía trước cứ như thế trong nháy mắt thời gian một ngày trôi qua chuyện diệt phật ở kinh đô đại hạ đã chuyển khắp toàn bộ đông hoang cảnh bao gồm cả phật môn cũng đã biết được trong lúc nhất thời nó như một tảng đá lớn ném lên mặt hồ yên tĩnh gây nên những gợn sóng lớn phật môn không làm sai vì sao diệt phật tăng nhân phật môn độ hóa vong hồn đây là chính đạo thiên địa vì sao diệt phật đang êm đẹp vì sao lại diệt phật ngay từ đầu chỉ có một vài lời nói chất vấn rất nhiều người đều không hiểu vì sao đại hạ diệt phật trong mắt người đời phật môn cũng không làm sai chuyện gì trái lại tăng nhân phật môn còn đi siêu độ vong hồn giải nạn giúp dân chúng vì vậy mọi người không hiểu cả dân chúng của đại hạ cũng không hiểu lắm nhưng sau đó một vài lời bán tán xuất hiện là cố ý phật môn ngàn lần không nên vạn lần không nên đắc tội cố cẩm niên là cố cẩm niên có ân oán với phật môn phật môn lòng dạ từ bi không hy vọng thiền địa này có quá nhiều giết chóc lại không ngờ rằng cố cẩm niên vì muốn lập công không tiếc giết sạch một chùa vì có thể ngồi vững vị trí hầu ra này bây giờ sự việc đã bại lộ nên mới muốn diệt phật bởi vì ham muốn cá nhân mà phát động diệt phật đây là tác phong của đệ nhất hầu đại hạ sao nếu thật sự có bản lĩnh vì sao không đi diệt ma diệt yêu khoan khoan nghe đồn đệ nhất hầu đại hạ cố cẩm niên và cường giả tuyệt thế của ma môn có liên quan với nhau đấy thật hay giả thế không chỉ như vậy nghe đồn tên cố cẩm niên này cũng không phải ngẫu nhiên mở mang trí tuệ mà là cường giả ma môn cùng hắn liên thủ cướp đoạt tài hoa của người khác cho hắn nên cố cẩm niên mới tài hoa hơn người nếu không làm sao mười năm trước vẫn chỉ là tên hoàn khố mười năm sau đột nhiên trở nên thông minh như thế được thật sự có khả năng này nha nhìn tình huống bây giờ của cố cẩm niên là biết đầy giết chóc rất nhiều lời nói vang lên trong những giọng nói này phần lớn đều là cố ý dẫn dắt là có người ra mặt muốn đánh lừa dư luận nhưng trong thiên hạ này cũng không thiếu người tài trí có không ít người lên tiếng kể rõ thị phi của phật môn cẩn thận phân tích nguyên nhân diệt phật lần này cũng nói giúp cho cố cẩm niên rất nhiều lời hữu ích chỉ đáng tiếc những kiểu lời nói thế này lại bị đám người làm nơ nguyên nhân rất đơn giản nhóm người đó cố ý dẫn dắt tiết tấu bọn họ được lợi là hắt nước bẩn lên người cố cẩm niên nhưng số lượng đám người này trung quy không nhiều lại thêm ngay lúc lời đồn nổi lên bốn phía vương triều đại hạ cũng đã ban thánh chỉ liệt ra mười tội trạng lớn của phật môn sau đó chiêu cáo với thiên hạ tội của phật môn nghiêm trọng nhất có ba điều thứ nhất không nộp thuế đất của phật môn vương triều đều có phê duyệt trên cơ bản không có quá nhiều đất đủ ăn uống ngả được nhưng phật môn lại trắng trợn chiếm thêm đất đây là đang biến tướng làm thịt dân chúng tham lam quốc khố đại hạ thứ hai sức lao động giảm bớt người trẻ tuổi đi làm tăng nhân không chịu làm ruộng không làm nghề nông nhìn như vì thế gian chính đạo nhưng nếu người người đều trở thành tăng nhân vậy lấy ai đến trồng trọt lương thực đến từ nơi nào quốc gia còn muốn phát triển hay không thứ ba vơ vét của cải dân chúng sôi nổi mang ngân lượng đến thùng công đức nhưng đại hạ xảy ra bao nhiêu lần thiên tai nhân họa trong phật môn đã quyên tặng bao nhiêu những ngân lượng này không phải đều bị người trong phật môn cầm đi ăn uống hưởng lạc sao ba điều này là nghiêm trọng nhất đợi thánh chỉ chiêu cáo ra tình thế trong nháy mắt xoay chuyển rất nhiều dân chúng đồng ý với đạo thánh chỉ này ủng hộ diệt phật nhưng vừa khống chế dư luận xong một chuyện khác lại xảy ra đức thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ sứ thần vương triều phù la và đại kim liên hợp với rất nhiều nước nhỏ ở đông hoang cảnh cùng nhau tạo áp lực cho vương triều đại hạ cho rằng nhất định không thể diệt phật làm trái thiên lý đặc biệt là vương triều phù la có thái độ cường ngạnh nhất lúc này trong hoàng cung đại hạ sứ thần các nước đứng trong đại điện sứ thần của vương triều phù la đi đầu nhìn về phía vĩnh thịnh đại đến nói thánh thượng đại hạ nhất định không thể diệt phật phật môn là tu hành mà thiên địa tán thành trên người bọn họ mang khí vận thiên mệnh nếu đại hạ diệt phật chắc chắn quốc vận sẽ cắt giảm không chỉ như vậy nếu đại hạ thật sự diệt phật khí vận này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đông hoang cảnh đến lúc đó thiên tai nhân họa sẽ giáng xuống các nước hậu quả này xin hỏi thánh thượng đại hạ có thể phụ trách sao thái độ của sứ thần phù la rất ngang ngành cho người ta cảm giác không phải tới trao đổi mà là tới hưng sư vấn tội to gan các ngươi thật sự làm càn gặp thánh thượng đại hạ ta mà dám lớn tiếng như thế cố lãnh tả thị lang hình bộ quát lên ông trách cứ sứ thần phù la ánh mắt lạnh lùng chỉ là một sứ thần diện kiến thánh thượng đại hạ vậy mà ở trên triều đình lại dám lớn tiếng như thế đây là tội đại bất kính đối mặt với trách cứ của cố lãnh sứ thần phù la khẽ nhíu mày ông ta cũng là dưới tình thế cấp bách mới có thể như thế nhưng lúc này sứ thần đại kim nói thánh thượng đại hạ sứ thần phù la dưới tình thế cấp bách mới như thế xin thánh thượng tha thứ ta nghĩ với khí phách của thánh thượng chắc chắn sẽ không so đo cùng những thần tử như chúng ta đây thánh thượng đại hạ bệ hạ đại kim ta hy vọng có thể hòa giải việc này hy vọng đại hạ không nên diệt phật sứ thần đại kim lập tức ra hòa giải ông ta cúi đầu về phía vĩnh thịnh đại đế sau đó nói ra ý định của vương triều đại kim trên long ỉ vĩnh thịnh đại đế mặt không biểu tình đúng vậy ông không so đo với thái độ của những sứ thần này bụng dạ ông không nhỏ đến thế nhưng việc này không có nghĩa là đối phương có thể kêu to giống lớn như vậy hòa giải lại là hòa giải chuyện thành thập nhị biên cảnh các ngươi muốn hòa giải bây giờ đại hạ diệt phật các ngươi cũng muốn hòa giải đây là quốc sự đại hạ từ lúc nào đến phiên các ngươi nhúng tay cánh tay của vương triều đại kim không khỏi rỗi quá xa rồi đấy hôm nay các nước đến đây Chấm có thể lý giải rằng các ngươi đến uy hiếp chậm không uy hiếp vương triều đại hạ vĩnh thịnh đại đế mặt lạnh như băng nhìn qua những người này xin thánh thượng đại hạ bớt giận chúng ta tất nhiên không có ý tứ này chỉ là chuyện diệt phật liên quan quá lớn nếu như diệt phật thật sự chỉ ảnh hưởng đến vương triều đại hạ chúng ta sẽ không nói lời nào đây là quốc sự của vương triều đại hạ chúng ta quả thật không nên tham dự nhưng nếu như đại hạ diệt phật dẫn tới thiên tai liên lụy đến đông hoang cảnh xin hỏi thánh thượng lúc đó nên làm gì có phải nói là vương triều đại hạ sẽ bồi thường không nếu như thánh thượng có ý tứ này chúng ta lập tức rời đi về nước phục mệnh đối phương đáp trả hơn nữa cực kỳ xào trá lại bén nhọn dùng cách này để trộn lẫn mọi chuyện buồn cười vương triều đại kim cũng từng làm loại chuyện này không ít lần đại hạ khai nguyên năm thứ hai vương triều đại kim vỡ đê khiến cho vô số dân chúng ở hai bên bờ của đại hạ ta bị chết đuối ta hỏi ngươi vương triều đại kim có từng đền bù cho vương triều đại hạ ta không giọng nói của thượng thư lễ bộ dương khai vang lên ông ta việc nhân đức không nhường ai đứng lên hỏi đến chuyện này nghe vậy sứ thần phù la không khỏi lên tiếng cái này cũng đã là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi còn nữa đó không phải là vương triều đại kim cố ý gây nên dù không vỡ đê đến lúc đó tử thương càng nhiều vương triều phù la ta cũng tử thương không ít đây là hai chuyện khác nhau không thể nói nhập lại là một sứ thần phù la nói vương triều đại kim làm chuyện sai lầm là đúng vương triều đại hạ làm chuyện sai lầm chính là sai nhưng đây là chuyện nội bộ của vương triều đại hạ đúng và sai ai có thể định đoạt nghe xong lời này văn võ bá quan trong triều đình vẻ mặt đều thay đổi trong lòng thầm mắng to sứ thần phù la người phù la các ngươi có chết hay không thì liên quan gì đến đại hạ ta các ngươi cam nguyện làm chó còn vương triều đại hạ ta thì không nguyện ý đâu giọng nói của dương khai vang lên thật sự là không nhịn được giận dữ mắng đối phương lời vừa nói ra cả triều kinh ngạc thật sự không nghĩ đến dương khai lại có thể nói ra những lời này trước nay dương khai đều được xem là người hào hoa phong nhã nhất là khi ngoại giao với đại quốc rất khách khí ngôn từ lời nói cũng phải suy xét lặp đi lặp lại trước khi nói tuyệt đối sẽ không nói lung tung bạn đang xem đại hạ văn thánh được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim thật không nghĩ đến bây giờ giống như đổi tính rồi chính xác sau khi nói xong lời này tự dương khai cũng đã ý thức được ngay sau đó ông ta không đợi sứ thần phù la chỉ trích đã chủ động lên tiếng trước bệ hạ lão thần mới vừa rồi dùng ngôn từ không thích đáng có thể là qua lại quá gần gũi với cầm niên xin bệ hạ giáng tội dương khai lên tiếng ông ấy nói lời này không phải trốn tránh mà là lời nói thật trên triều đình lời nói như thế thật sự không tốt được rồi phạt người chép lại thi tập của trọng hai mươi lần dương khai lúc nãy mắng vĩnh thịnh đại đế nghe rất dễ chịu cho nên chỉ phạt tùy tiện tượng trưng một chút cả triều văn võ ai nấy không nhịn được cười đây rõ ràng là bắt nạt người ta đấy nhưng vào lúc này có một người xuất hiện ở bên ngoài báo trinh sát đến báo đại quân đã đến phủ dương nông phủ này có mười hai ngôi chùa tăng nhân của 12 chùa tụ tập lại, tổng cộng có một vạn 3 294 tăng nhân, gom củi khô vây chùa, toàn chùa thể sống chết không về, thiên mệnh hầu vừa mới đến nơi, bóng người xuất hiện, sau đó báo lại sự việc trước đó, 12 ngôi chùa miếu, hơn 1 vạn 3 ngàn tăng nhân tụ tập, chủ động gom củi khô, đây là muốn đối nghịch cùng đại hạ, mà thiên mệnh hầu vừa mới đến, cũng không biết sẽ có kết quả gì, trong lúc nhất thời, bên trong đại điện có chút trầm lặng, sứ thần các nước cũng hơi trầm ngâm, bọn họ thắc mắc, cố cầm niên cuối cùng sẽ làm thế nào, hơn một vạn tăng nhân nếu như giết thật cũng không phải chuyện nhỏ bởi vì cho tới bây giờ các thế lực lớn vẫn không dám xác định Phước cục đại hạ là thật sự muốn diệt phật hay là mượn nhờ cơ hội lần này để chấn nhiếp phật môn nếu như chấn nhiếp phật môn như vậy thật ra còn tốt không giết bao nhiêu tăng nhân chỉ là cho họ một bài học còn nếu thật sự diệt phật bị ảnh hưởng không phải chỉ riêng đại hạ mà là toàn bộ đông hoang thậm chí nhiều thế lực đều sẽ bị liên lụy vào đại điện yên tĩnh khoảng hai khắc sau lại có một người xuất hiện dáng vẻ vô cùng vội vàng lập tức tất cả mọi người trong đại điện ngừng thở chờ đợi phần sau báo thiên mệnh hầu đã rời phủ dương nông khi câu nói này vang lên trong lúc nhất thời đủ loại cảm xúc sinh sôi trong lòng mọi người sứ thần phủ la và sứ thần đại kim xem như âm thầm nhẹ nhàng thở ra cuối cùng cũng không giết nếu giết thật đông hoang đều phải bùng nổ cũng đại biểu rằng đại hạ thật sự muốn động đao vậy thì không phải là đàm phán khả năng các quốc gia nhất định phải nhúng tay về phần vĩnh thịnh đại đế vẫn không khỏi khẽ nhíu mày cố cẩm nhiên đã rời đi là có ý gì những tăng nhân đó đâu rồi cố lãnh lên tiếng hỏi người sao bẩm đại nhân nhìn thời gian chắc những tăng nhân kia đã bị hầu ra siêu độ quy thiên toàn bộ người sao trả lời trong lúc nhất thời bên trong đại điện trực tiếp yên tĩnh lại cái câu siêu độ quy thiên này thật ngụ ý khéo léo đấy hơn một vạn ba ngàn tăng nhân toàn bộ bị siêu độ sao có quan viên nhịn không được nuốt ngụm nước bọt nhìn qua đối phương hỏi cái này thuộc hạ cũng không biết tình báo thuộc hạ có được là thiên mệnh hầu đi vào chùa trước rồi để tướng sĩ châm lửa siêu độ những tăng nhân này người sau cúi đầu nói như thế hắn ta không dám xác định nhưng mọi người trong đại điện lại không phải người ngu đã dám châm lửa, khẳng định sẽ không buông tha cho một ai. Hít, hít, bên trong đại điện vang lên tiếng hít hơi liên tục, văn võ bá quan cũng thế, các quốc gia sứ thần cũng vậy, tất cả mọi người đều kinh ngạc, hơn một vạn ba ngàn tăng nhân, cố cẩm niên nói giết là giết, thật đúng là khí thế lớn đấy. Thánh thượng đại hạ, tuyệt đối không thể như thế được, xin thánh thượng hạ chỉ, trước hết tạm dừng diệt Phật, nếu không sẽ dẫn tới thiên oán. Lúc này, sứ thần đại kim cùng sứ thần phù la vội vàng lên tiếng, một vạn ba ngàn tăng nhân này, tuyệt đối chỉ là món khai vị, nếu cứ bỏ mặc không quan tâm để sau đó tiếp tục thế này, chỉ sợ sẽ thật sự diệt sạch sẽ. Cầm miệng, trên long ỉ, khi biết được cố cẩm niên đã động thủ, vĩnh Thịnh đại đế trực tiếp đứng dậy, ông nhìn xuống những sứ thần của các quốc gia ở dưới đại điện, mặt lạnh như băng nói, chuyện của đại hạ, không tới phiên nước khác nhúng tay, ý chậm đã quyết, các người cũng có thể trở về bẩm báo với quốc quân các quốc gia, phủ la cũng được, đại kim cũng được, có chiến tất ứng, bãi chiều, vĩnh Thịnh đại đế ngữ khí lạnh băng, đây là thông báo cuối cùng của ông, cũng là ngôn luận cuối cùng quản tốt chuyện nhà mình rồi lại nói, duỗi tay quá dài, rất dễ bị đánh. Lời vừa nói ra, mà sứ thần các nước trở nên có chút khó coi. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, văn võ bá quan cũng vào lúc này cũng đồng ý theo rất cương quyết. Hoàng đế đã quyết định, những thần tử bọn họ sẽ không làm trái ngược lại, nhất là ở trước mặt người ngoài. Đây là khí phách của đại quốc, quyết định chính là quyết định. Như thế, lại một ngày trôi qua, chuyện hỏa thiêu chùa miếu trong nháy mắt đã lan truyền ra ngoài, hơn một vạn ba ngàn tăng nhân, không ai sống sót. Bọn họ kháng chỉ bất tuân, đó chính là kết cục trong lúc nhất thời khi tin tức này truyền ra toàn bộ đông hoang cảnh bàn tán xôn xao mà ba đại phật môn cũng hoàn toàn ngồi không yên hành động của đại hạ làm trái thiên lý hành vi như thế có khác gì yêu ma thiên mệnh hầu sát tâm quá nặng át gặp thiên khiển hy vọng hoàng đế đại hạ nghĩ lại cho kỹ phóng hạ đổ đao lập địa thành phật ba chùa lớn tỏ thái độ ngay trước tiên ba câu nói này y tứ cũng rất thẳng thắn chùa tiểu duyên là cảm thán nhưng cũng đã phẫn nộ chùa đại âm là trực tiếp giận giữ mắng mỏ càng chỉ mũi về phía cố cẩm niên về phần mật tông thượng hành thái độ họ có thầm ý nhất để vương triều đại hạ dừng tay bây giờ còn có thể trao đổi nếu chấp mê bất ngộ phật môn khả năng sẽ phải động thủ rất nhiều thế lực đều thấy phật môn biểu hiện cực kỳ không bình thường xảy ra loại chuyện này ba đại phật môn chỉ nói ngoài miệng vài câu nhưng trên thực tế lại không thật sự can dự làm người ta tràn đầy nghi hoặc mà vương triều đại kim và vương triều phù la cũng cho thấy thái độ ngay từ đầu vương triều phù la dẫn 50 vạn quân binh tiến về biên cảnh hy vọng vương triều đại hạ có thể tỉnh táo lại nếu như cần thiết vương triều phù la sẽ dốc hết toàn lực cứu vớt tăng nhân của Phật môn Đại Hạ. Vương triều Đại Kim dẫn 50 vạn quân binh cũng chạy tới biên cạnh kêu gọi Vương triều Đại Hạ cùng Phật môn tiến hành đàm phán, mà không phải mê nguội giết chóc. Hai đại vương triều đều đã phái binh, sự việc đến một bước này, mặc dù còn đang nằm trong phạm vi kiểm soát, nhưng ai cũng biết, nếu như không cẩn thận khai chiến thật, lúc đó ai cũng không có cách nào khống chế tình hình, sẽ chỉ càng ngày càng kịch liệt, rất có thể dẫn ra đại chiến ở Đông Hoang. Ba vương triều cường thịnh nổ ra chiến tranh, mà đối với nước Hung Nô, đây xem như là cơ hội trời ban, nếu ba đại vương triều chém giết lẫn nhau, nước Hung Nô đương nhiên có thể chiếm được rất nhiều chỗ tốt, thậm chí còn có thể rửa sạch mối nhục, lần nữa đoạt lại thành thập nhị, thậm chí không chỉ đoạt mỗi thành thập nhị mà còn có thể chiếm đoạt rất nhiều thành trì, về phần vương triều Đại Hạ, giống như đã biết nước Hung Nô đang suy nghĩ gì, ngay ngày hôm đó, lễ bộ đã ban bố chiếu văn, lần nữa vạch rõ toàn bộ sai lầm của Phật Môn, sau đó trách cứ hành động của vương triều Phù La và vương triều Đại Kim, hai đại vương triều không có quyền can thiệp vào nội chính của Đại Hạ, binh bộ Đại Hạ cũng hưởng ứng ngay đầu tiên nếu như xảy ra chiến tranh binh bộ tuyệt đối sẽ trực tiếp phát binh chém giết với hai nước nếu hai đại vương triều dám đặt chân vào bên trong đại hạ một bước xem như hai đại vương triều tuyên chiến với vương triều đại hạ không cho họ bất kỳ cơ hội giải thích nào có chiến tất ứng đồng thời phong tỏa nước hung nô trước tiên cử binh 80 vạn cùng biên cảnh chém giết ngựa đạp phương đình không tiếc bất cứ giá nào tin tức này truyền ra khiến nước hung nô không cười nổi nữa vốn cho rằng có thể từ đó mò được chỗ tốt lại không ngờ vương triều đại hạ đã sớm nhìn rõ tất cả chỉ cần khai chiến nước hung nô tất sẽ diệt vong không cho cơ hội nào muốn ngư ông đắc lợi sao si tâm vọng tưởng về phần bên trong binh bộ từ trên xuống dưới chỉ truyền đạt ba chữ chuẩn bị chiến không có lời giải thích dư thừa cũng không nói lời thừa thãi toàn thể tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng nghe chiến đem nhiệt huyết vẩy lên chiến trường đánh ra quốc uy của đại hạ trận chiến này đã không phải là lựa chọn giữa chiến hay không chiến mà là chọn uy nghiêm của đại quốc chuyện của vương triều đại hạ đã đến phiên vương triều khác qua tay múa chân từ lúc nào chuyện nội bộ giải quyết trong nội bộ đến phiên người khác nhúng tay vào sao đây là danh giới cuối cùng của vương triều mà trong một ngày này cách quận quý dương không đến trăm dặm lại xảy ra một việc có lẽ là phật môn đã học được cách thông minh bên ngoài quận quý dương có một ngôi chùa tên thiên vân ngôi chùa này không tính là đặc biệt lớn nhưng không biết vì nguyên nhân gì tăng nhân của tất cả chủ miếu xung quanh đều tụ tập toàn bộ ở đây số lượng nhiều còn hơn trước đó khoảng hơn hai vạn tăng nhân nhưng lần này bọn họ học được thông minh không tự mình gom củi chờ chết mà là triệu tập tín đồ dân chúng tập trung lại ở xung quanh ngôi chùa muốn dùng dân chúng ngăn cản thiết kỵ đại hạ một chiêu này rất thâm hiểm cũng rất đáng sợ nếu chỉ đơn thuần là diệt phật chuyện này không có quan hệ gì nhưng nếu liên lụy đến dân chúng vô tội thì không được đến lúc đó thế lực khắp nơi đều sẽ khiển trách vương triều đại hạ không chỉ như thế nếu quét ngang tới như trước đó phật môn tất nhiên sẽ dùng thủ đoạn khác dẫn tới thiên tượng trừng phạt cho nên một chiêu này có thể xưng là không thể phá giải chuyện này cũng bị vô số thế lực chú ý vương triều đại hạ vương triều phù la vương triều đại kim nước hung nô các nước đông hoang thậm chí vương triều trung châu cũng đang nhìn chăm chú bạn đang xem đại hạ văn thánh được thuyết minh tại kênh youtube di các phim đặc biệt trong triều đình đại hạ còn tranh luận rất lớn nếu như nói trước đó đều nghiêng về phía ủng hộ cố cẩm niên nhưng gặp chuyện này có quá nhiều người phản đối ở đó có cả dân chúng bình thường thật sự không thể làm bậy đến cuối cùng vĩnh thịnh đại đế cũng hạ mật lệnh để cố cẩm niên suy nghĩ kỹ càng dính đến dân chúng vô tội không thể đùa dẫn bên ngoài chùa thiên vân ít nhất có 10 vạn tín đồ tụ tập bọn họ ngồi lưng đối lưng hình thành một vòng tròn làm cho người ta có một loại cảm giác thấy chết không sờn căn bản không sợ thiết kỵ đại hạ vương bằng xuất lĩnh ba ngàn thiết kỵ đến đây thấy tình cảnh này trong mắt cũng rất lo lắng và do dự đối mặt với tình cảnh như vậy vương bằng không dám làm loạn chỉ có thể đợi cố cẩm niên đến như thế khoảng nửa canh giờ sau rốt cuộc đội ngũ của đại quân trùng trùng điệp điệp xuất hiện là cố cẩm niên thống lĩnh hai vạn bảy ngàn thiết kỵ đến chùa thiên vân ngay trong đại quân cố cẩm niên đã biết được tình huống ở chùa thiên vân dùng huyết nhục dân chúng đến ngăn cản đại quân thiết kỵ một chiêu này chính xác là quá ác độc nhưng một chiêu này cũng hoàn toàn hữu dụng ngay cả cố cẩm niên cũng sinh ra do dự và băn khoăn trong lòng là giết hay không giết chùa thiên vân mười vạn tín đồ tụ tập ở đây dân chúng bị tăng nhân mê hoặc cùng kéo đến chỗ này bọn họ hình thành đồ án hoa sen rồi ngồi xuống theo thứ tự ba vạn đại quân nhìn thấy vậy không khỏi có vẻ hơi yên lặng mười vạn dân chúng bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ phật môn dùng loại thủ đoạn này đơn giản là đã đến bước đường cùng bên ngoài chùa cố cẩm niên cưỡi chiến mã sắc mặt lạnh lùng nhìn mọi thứ tô hoài ngọc ở bên cạnh thì yên lặng nhìn qua cũng không nói gì hầu ra có cần cưỡng ép đuổi dân chúng đi không thấy cố cẩm niên đến vương bằng lập tức lên tiếng hỏi cố cẩm niên có muốn trực tiếp đuổi dân chúng rời đi không không cố cẩm niên lắc đầu đuổi dân chúng là chuyện không thể nào những người dân này tụ tập tới đây đã chuẩn bị sẵn sàng chịu chết càng làm kịch liệt chỉ sợ sẽ càng rước lấy tranh luận lớn hơn không thể không nói một chiêu này của phật môn rất âm hiểm nhưng cũng rất chính xác bởi vì cố cẩm niên thật sự cảm thấy có chút khó giải quyết cưỡng ép càn quét có nghĩa là muốn động đao đệ tử phật môn chết cố cẩm niên không quan tâm nhưng nếu người chết không phải đệ tử phật môn mà là dân chúng đại hạ vậy thì không được về tình về lý đều không được bên ngoài chùa cố cẩm niên im lặng nhìn theo tất cả trong lúc nhất thời quả thật không biết nên nói cái gì mà tô hoài ngọc bên cạnh không khỏi lên tiếng hầu ra đang lo lắng gì sao giọng nói của tô hoài ngọc rất bình tĩnh phật môn dùng thủ đoạn quá sơ bẩn cố cẩm niên hờ hững lên tiếng đầu óc cũng đang vận chuyển nhanh chóng suy nghĩ nên làm như thế nào đúng là có chút sơ bẩn đi đến một bước này đã là thủ đoạn cuối cùng của phật môn nhưng mà thủ đoạn này nhìn như khó giải, trên thực tế cũng không phải không có cách nào giải quyết. Tô Hoài Ngọc gật đầu, hắn ta đồng ý với Cố Cẩm Niên, nhưng trong lời nói hình như cũng không cảm thấy chuyện này không thể giải quyết. Có ý gì? Cố Cẩm Niên nhìn về phía Tô Hoài Ngọc, ánh mắt hơi tò mò. Hầu ra, Phật môn sử dụng chiêu này, có nghĩa đã là thủ đoạn sau cùng của Phật môn, lấy dân tâm công dân tâm, đó là thượng sách. Tô Hoài Ngọc thản nhiên lên tiếng, nhắc nhở Cố Cẩm Niên điểm mấu chốt, lấy dân tâm công dân tâm, trên chiến mã, Cố Cẩm Niên nhíu chặt lông mày giống như đang nghiền ngẫm ý tứ những câu này của tô hoài ngọc sau một lúc lâu trong ánh mắt cố cẩm niên hiện lên tia sáng ý của ngươi là nói dùng thủ đoạn của phật môn để đối phó phật môn cố cẩm niên lên tiếng hỏi hầu ra thông minh tô hoài ngọc gật đầu hai người đều là người thông minh tô hoài ngọc chỉ nhắc một câu cố cẩm niên đã nghĩ ra cách đối phó cái này có thể thực hiện có được câu trả lời của tô hoài ngọc cố cẩm niên không khỏi gật đầu lập tức hắn xuống khỏi chiến mã nhóm người vương bằng cùng tập trung tới chờ cố cẩm niên ra lệnh đợi lát nữa hãy mang dân chúng rời đi một cách có trật tự cố cẩm niên lên tiếng nói nhỏ bên tai vương bằng sau khi nói xong lời này thì hắn đi một mình vào chùa thiên vân hầu ra phải cẩn thận đấy vương bằng nhắc nhở cố cẩm niên cẩn thận mà lúc này cố cẩm niên đã đi đến chùa thiên vân dân chúng đang xếp bằng xung quanh chùa mọi người đều dùng ánh mắt cam thủ nhìn cố cẩm niên trong suy nghĩ của họ cố cẩm niên diệt phật là bóp chết tín ngưỡng của họ nghiệp chướng nặng nề chỉ là họ vẫn có chút kiêng kỵ với thân phận của cố cẩm niên vì vậy giận mà không dám nói gì một khắc sau cố cẩm niên cũng chậm rãi xuất hiện bên trong chùa thiên vân bên trong đại điện có rất nhiều tăng nhân phật môn tụ tập trên mặt mỗi tăng nhân đầy lạnh lùng và họ vừa mới tụng niệm kinh văn bây giờ nhìn thấy cố cẩm niên xuất hiện không tự chủ được quang ánh mắt bất thiện tới a di đà phật cũng đúng lúc này bên trong chùa thiên vân vang lên giọng nói của lão trụ trì hai tay ông ta chắp lại trước ngực nhìn cố cẩm niên với vẻ mặt đầy từ bi theo phật hiệu vang lên trong lòng chúng đệ tử cũng bình tĩnh lại thí chủ ngươi một đường đến đây sát hại đệ tử phật môn ta đã phạm phải tội lớn ngập trời càng rước lấy kêu can nổi lên bốn phía hầu ra mở mắt ra nhìn xem dân chúng đã đưa ra lựa chọn trụ trì chùa thiên vân chắp tay trước ngực ông ta nhìn qua cố cẩm niên vẫn lấy phật môn ra làm lý do thoái thác nhưng lần này trụ trì chùa thiên vân cực thông minh bọn họ gọi một số tín đồ dân chúng tới rồi để họ tụ tập ở chỗ này ngược lại muốn xem thử cố cẩm niên có dám giết hay không nếu cố cẩm niên dám giết dân chúng vậy lần này đại hạ diệt phật không những hoàn toàn thất bại mà còn thất bại toàn bộ đối với lời nói của trụ trì chùa thiên vân cố cẩm niên không trả lời trực tiếp chỉ nhìn về phía đối phương và nói phật nói thiện giả từ bi từ bi tại tâm bản hầu thật ra có một thắc mắc hy vọng trụ trì có thể giải đáp nghi ngờ nếu như trụ trì có thể giải đáp nghi hoặc cho bản hầu bản hầu lập tức xuất binh cố cẩm niên nói như thế thì chủ nói thật sao trụ trì chùa thiên vân hỏi lại không nghĩ tới cố cẩm niên lại nói như vậy bản hầu sẽ không lừa ngươi cố cẩm niên lãnh đạm nói được, mời hầu ra đặt câu hỏi trụ trì chùa thiên vân đưa tay ra hiệu cố cẩm niên đặt câu hỏi ông ta là cao tăng phật môn hiểu được biện pháp tất nhiên sẽ không giả vờ với cố cẩm niên. xin hỏi trụ trì nếu ngươi đang ở trong hoang mạc không có cách nào sử dụng pháp lực ngươi đã khát nước mấy ngày nhưng nước trong bình của ngươi chỉ còn lại một ngụm mà khoảng cách thoát khỏi hoang mạc chỉ còn lại một ngày cuối cùng ngươi uống hết chỗ nước này là có thể bình yên vô sự nếu ngươi không uống sẽ chết ở đây nhưng lúc này ngươi gặp được một dân chúng khốn khổ cũng bị lạc giữa hoang mạc người này đã khát nước mấy ngày chỉ còn thoi thóp xin hỏi trụ trì sẽ làm như thế nào cố cẩm niên nêu ra một điều phật lý lời này vừa nói xong không cần cao tăng trả lời những tăng nhân còn lại đã cười nhạo không thôi đáp án trong hiện ra trong đầu bọn họ ngay lập tức thí chủ lão nạp sẽ đem nước trong bình cho đối phương đây là phật môn từ bi ông ta trả lời không hề do dự vừa dứt lời cố cẩm nhiên nhẹ gật đầu rất hài lòng nhưng ngay lúc đó trụ trì chùa thiên vân lại khẽ nhíu mày bởi vì ông ta đã nhận ra vấn đề này có cạm bẫy vậy dám hỏi cao tăng nếu ngươi gặp phải 10 vạn dân chúng khốn khổ lạc trong hoang mạc nhưng ngươi có được một phần pháp lực có thể di chuyển một con sông lớn đến đây cứu bọn họ một mạng nhưng lại phải hy sinh bản thân ngươi sẽ làm như thế nào nếu trụ trì trả lời được bản hầu lập tức lui binh cố cẩm niên lên tiếng hắn đứng chắp tay trong ánh mắt mang theo ý cười ôn hòa nhìn đối phương rồi hỏi như thế vấn đề này vừa được đặt ra trụ trì chùa thiên vân thay đổi vẻ mặt không chỉ ông ta những tăng nhân còn lại cũng thay đổi vẻ mặt vấn đề trước đó bọn họ chưa kịp phản ứng nhưng đến vấn đề này bọn họ đã lập tức phản ứng lại cố cẩm niên không phải đang đặt câu hỏi mà là đang tra hỏi dùng hoang mạc thay cho tình hình bây giờ dùng nguồn nước đại diện cho sống chết Hoang mà có mười vạn dân chúng chính là mười vạn dân chúng ở đây nếu phật môn từ bi đại hạ diệt phật những người dân này dám phản nghịch kết cục sẽ bị vương triều đại hạ giết chết hàng loạt mà phật môn lại có cách cứu bọn họ đó là để bọn họ rời khỏi nơi này dùng dân tâm công dân tâm dùng phật pháp đánh bại phật pháp cố cẩm niên chỉ đặt ra một vấn đề vô cùng đơn giản lại làm cho tất cả tăng nhân của chùa thiên vân lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan nói không cho đó là vi phạm phật pháp cũng không phải là chân phật cho dù cố cẩm niên không giết bọn họ rút lui rời đi phật môn cũng thất bại hơn nữa còn bại hoàn toàn nếu nói cho nên thả cho những người dân này một con đường sống để bọn họ rời đi nhưng nếu làm như thế thiết kỵ đại hạ sẽ tiến lên dẫm đạp không chút thương tiếc một câu hỏi vô cùng đơn giản lại để bọn họ càng nghĩ mà đáy lòng càng phát lạnh bên trong chùa thiên vân cực kỳ yên tĩnh thời gian trôi qua từng chút từng chút khoảng gần nửa canh giờ giọng nói của cố cẩm niên không khỏi vang lên đã sắp nửa canh giờ trụ trì chẳng lẽ còn chưa nghĩ ra câu trả lời sao cố cẩm niên hỏi đồng thời áp sát đối phương đến một bước này bạn đang xem Đại Hạ Văn Thánh được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. trụ trì chùa Thiên Vân hoàn toàn im lặng không nói gì, ông ta không biết nên trả lời như thế nào, mà đối mặt với Cố Cẩm Niên từng bước dồn ép, đến cuối cùng trên trán trụ trì chùa Thiên Vân đã đổ đầy mồ hôi, mặt ông ta rất khó coi, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng vào Cố Cẩm Niên. Nếu trụ trì không thể trả lời, vậy bản hầu sẽ cho rằng Phật môn Đại Hạ đều là ngụy Phật, toàn bộ sát nhiệt tạo ra sẽ do một mình trụ trì gánh chịu. Giọng nói của Cố Cẩm Niên vang lên bên tai ông ta, lộ ra cực kỳ quỷ dị khiến trụ trì chùa Thiên Vân không nhịn được nốt ngụm nước bọt, ông ta sợ hãi, ánh mắt hoảng hốt. Cuối cùng dưới loại áp lực cao siêu này, trụ trì chùa Thiên Vân đã lên tiếng, nguyện cứu muôn dân làm chủ. Cuối cùng, trụ trì chùa Thiên Vân lựa chọn cứu vớt dân chúng. Ông ta vẫn còn lương tri nhất định. Sau khi có được câu trả lời, Cố Cẩm Niên nhẹ gật đầu, đã cứu muôn dân làm chủ. Vậy xin trụ trì nói ra đi. Cố Cẩm Niên nói, vừa dứt lời, trụ trì chùa Thiên Vân vẻ mặt đầy tuyệt vọng, truyền lệnh lão nạp giải tán dân chúng rời đi. Ông ta lên tiếng dẫn tới một vài tăng nhân kinh ngạc triệu tập dân chúng đến đây là vì khiến cố cẩm niên có điều kiêng kỵ nhưng bây giờ cho dân chúng rời đi vậy chẳng phải bọn họ sẽ gặp chuyện không may giải tán trụ trì chùa thiên vân lên tiếng vẻ mặt không thay đổi ngay sau đó ông ta nhìn về phía cố cẩm niên nói thí chủ có thể để hai người chúng ta gặp riêng nhau nửa canh giờ không ông ta ngỏ lời dường như có vài điều muốn nói cùng cố cẩm niên được cố cẩm niên trực tiếp đồng ý bất kể như thế nào đối phương cuối cùng đã lựa chọn bảo vệ dân chúng cố cẩm niên kính nể rất nhanh tất cả tăng nhân rời đi trong đại điện chỉ còn lại cố cẩm niên cùng trụ trì chùa thiên vân a di đà phật xin hỏi thí chủ vì sao diệt phật sau khi mọi người rời đi trụ trì chùa thiên vân trực tiếp hỏi cố cẩm niên lý do diệt phật thánh chỉ đã nói rõ ràng chẳng lẽ trụ trì không biết rõ sao cố cẩm niên trả lời hắn nhìn qua đối phương theo thánh chỉ thật ra phật môn có thể thay đổi để lễ bộ đến cai quản về phần số lượng tăng nhân thật ra phật môn cũng có thể tiến hành điều chỉnh vì sao hầu ra nhất định phải diệt phật trụ trì chùa thiên vân không rõ ông ta thật sự nghi ngờ ngay từ đầu suy nghĩ của ông ta rất đơn giản là phật môn ra lệnh cho ông ta mang mười vạn dân chúng tụ tập lại đây tương đương với bố trí một cửa ải xem thử cố cẩm niên có dám tiếp tục tàn sát không nhưng bây giờ khi cố cẩm niên đặt ra câu hỏi vô cùng đơn giản ông ta hiểu được cố cẩm niên tuyệt đối không phải người thường người này tuyệt đối không phải người bình thường không phải bởi vì thân phận cũng không phải bởi vì cố cẩm niên là hậu thế trì thánh của nho đạo mà là vì cố cẩm niên tinh thông vật lý hơn cả ông ta dùng lĩnh vực ông ta am hiểu nhất đánh bại ông ta mới có thể làm trụ trì chùa thiên vân trở nên như thế không phải ông ta tham sống sợ chết không phải lý do gì khác chỉ là ông ta nghĩ mãi vẫn không rõ vì sao cố cẩm niên muốn diệt phật cũng hy vọng khuyên can được cố cẩm niên không nên tiếp tục làm vậy muốn hắn đổi thành một cách khác nhẹ nhàng hơn nghe thấy nghi ngờ của trụ trì chùa thiên vân cố cẩm niên hơi lộ vẻ yên lặng nhưng một lát sau cố cẩm niên lên tiếng bản hầu nhìn ra được đại sư thật sự có lòng thương xót đã vậy bản hầu cũng không che giấu nữa bản hầu hôm nay diệt phật diệt không phải là một vài chùa phật mà là ngụy phật theo suy nghĩ của đại sư để lễ bộ đến khống chế chùa miếu để chùa miếu đến phê duyệt tăng nhân là có thể ngăn cản phật tự trốn thuế lậu thuế có thể ngăn cản một vài thanh niên có triển vọng ra nhập phật môn cái này nhìn như hoàn hảo nhưng trên thực tế căn bản là vô dụng chỉ vì phật môn đã sinh ra cái u ác tính thiên đạo luân hồi cực thịnh sẽ suy phật môn hương thịnh đã lâu trở thành một trong những tôn giáo lớn trong thiên hạ nhưng cũng đã đánh mất sơ tâm thiên mệnh xuất hiện phật môn dục dịch muốn động thậm chí không tiếc vi phạm thiên lý chỉ vì muốn mưu đồ thiên mệnh như nạn ở quận Giang Ninh, xin hỏi đại sư một tiếng, nạn ở quận Giang Ninh, vì sao Phật môn chưa từng xuất hiện, còn nữa, nước Hung Nô và Vương Triều Đại Hạ xảy ra chiến tranh, không có bóng dáng của Phật môn sao? Đại sư hẳn đã biết rõ trong lòng, hành động của bản hầu cũng không phải diệt Phật, mà là quét sạch Phật môn, bản hầu tin tưởng trong Phật môn nhất định có người lương thiện, nhưng bây giờ Phật môn càng ngày càng tăng cường, một số người đã sinh ra tâm ma, kẻ yếu sinh ra tâm ma, vung đao với người yếu hơn, cường giả sinh ra tâm ma, nhúng chảm thế tục nhân gian. Nếu như bản hầu thật sự như người trong thiên hạ nói, vì ham muốn cá nhân của mình, vì nhất thời phẫn nộ, không quan tâm đến 10 vạn dân chúng này, vì sao lại cần hạ lệnh không giết những người đã hoàn tục? Ngươi có tin không? Nếu đổi thành bất kỳ một vương hầu nào khác đến đây, người đó tuyệt đối sẽ diệt cỏ tận gốc. Cố Cẩm Niên nói ra những lời trong lòng mình. Đây là nguyên nhân hắn diệt Phật. Phật môn là giáo phái lớn trong thiên hạ. Loại tồn tại này, nếu không tiến hành cai quản khống chế, tương lai nhất định sẽ gây ra sai lầm lớn. Cố Cẩm Niên không có nghĩa vụ giúp bọn họ, nhưng phật môn đã vươn tay đến vương triều đại hạ cho nên mặc kệ đứng ở bất kỳ góc độ nào cố cẩm niên đều nhất định phải diệt phật nói xong trụ trì chùa thiên vân trong nháy mắt trầm ngâm kẻ yếu sinh ra tâm ma vung đao về phía người yếu hơn cường giả sinh ra tâm ma nhúng chạm thế tục nhân gian ông ta đã hiểu hoàn toàn hiểu ra ý định của cố cẩm niên khi diệt phật nhất là cố cẩm niên nói mấy câu nạn ở quận giang ninh và cả những việc mà mấy năm này phật môn đã làm mặc dù ông ta không tiến vào khu vực trung tâm nhưng ông ta cũng được xem như là người có hy vọng ở trong Phật môn. Thật ra vẫn có biết vài chuyện, ông ta biết, nhưng không nhiều. Bây giờ Cố Cẩm Niên đã đem một vài việc không thể lộ ra ngoài của Phật môn bày ra trên mặt bàn, để ông ta hoàn toàn hiểu rõ. A Di Đà Phật là lão nạp chấp nhất, hầu ra có thể cho lão nạp nửa canh giờ hay không, lão nạp sẽ thuyết phục bọn họ hoàn tục. Trụ trì chùa Thiên Vân đã hiểu, hai tay của ông ta chắp trước ngực, nhìn qua Cố Cẩm Niên nói như thế. Được, Cố Cẩm Niên đồng ý, đối phương có thể biết lý lẽ, đây là kết quả tốt nhất. Rất nhanh, chủ trì chùa thiên vân đi ra đại điện giọng nói của ông ta to vang vô cùng thuyết phục dân chúng rời đi đồng thời cũng thuyết phục tăng nhân hoàn tục nhưng khiến ông ta không ngờ tới đó là phần lớn dân chúng không chịu rời đi họ vẫn kiên trì ngồi lại nơi này có hai nguyên nhân thứ nhất là tín ngưỡng phật môn thứ hai là có vài tăng nhân thật sự không cam lòng chết sống cũng không đi cũng thuyết phục những dân chúng khác phản kháng trong lúc nhất thời trụ trì chùa thiên vân có chút kinh ngạc ông ta cũng dần dần hiểu ra sai lầm lớn mà cố cầm niên nói tới là cái gì thời gian trôi qua từng chút từng chút dưới sự nỗ lực của trụ trì chùa Thiên Vân tăng nhân vật môn chỉ có không đến một phần tư là lựa chọn hoàn tục về phần dân chúng thì đã rời đi một nửa còn lại đều ở lại nơi này cố cẩm niên im lặng nhìn theo nửa canh giờ trôi qua hắn không nói gì hầu ra cho lão nạp thêm nửa canh giờ lại cho lão nạp thêm nửa canh giờ trụ trì chùa Thiên Vân nói với tốc độ cực nhanh hy vọng cố cẩm niên cho ông ta thêm nửa canh giờ bởi vì ông ta tin tưởng mình có thể thuyết phục họ thành công ông ta không hy vọng những tăng nhân này hy sinh vô ích được cố cẩm niên vẫn chắp tay mà đứng như trước đồng ý cứ thế trụ trì chùa thiên vân tiếp tục đi thuyết phục ông ta nói đến mức miệng đáng lưỡi khô phật pháp cũng dùng đạo lý cũng nói chỉ thiếu mỗi động thủ nhưng nửa canh giờ này cộng lại chỉ thuyết phục thêm được 200 tăng nhân hoàn tục dân chúng còn tốt lại rời đi hơn hai ngàn người lúc này trụ trì chùa thiên vân đưa ánh mắt nhìn về phía cố cẩm niên ông ta vẫn chưa nói gì cố cẩm niên đã nhẹ gật đầu biết rõ suy nghĩ của trụ trì chùa thiên vân cố cẩm niên trực tiếp đồng ý cứ như thế lại nửa canh giờ trôi qua lại thêm nửa canh giờ nữa nói đến lúc sau chẳng những không có người nào chọn rời đi nữa ngược lại một số tăng nhân còn quay trở về đúng vậy trở về một số đệ tử hoàn tục không biết vì nguyên nhân gì bọn họ lại trở về số lượng rất nhiều đục tục chưa tới một canh giờ trên cơ bản đã trở về toàn bộ thậm chí bọn họ chẳng những trở về mà còn dẫn theo một dân chúng quay về khi một màn này diễn ra trụ trì chùa thiên vân hoàn toàn không kiềm chế được nữa các ngươi vì sao phải trở về tiếng giống giận dữ của ông ta vang lên cực khổ khuyên can bọn họ rời đi không ngờ rằng bọn họ lại trở về hơn nữa còn mang theo dân chúng quay về tiếng hét to giận dữ vang lên những tăng nhân này không có nửa điểm e sợ trái lại có vài tăng nhân còn nhìn về phía trụ trì nói trụ trì người đã bị cố cẩm niên hù dọa sau lưng chúng ta là muôn dân nếu ta rời đi chẳng phải là bỏ mặc cho yêu mà làm bậy trụ trì tâm của người đã loạn bị cố cẩm niên nhiễu loạn còn không mau mau tỉnh lại đi hết giọng nói này đến giọng nói khác vang lên suy nghĩ của trụ trì chùa thiên vân chẳng qua là hy vọng có nhiều người rời đi chỉ cần rời đi bọn họ sẽ có thể sống có thể cách xa thị phi đó là đức hiếu sinh thật không ngờ ông ta khổ tâm một phen lại trở thành người mang lòng an dạ thú nhưng trụ trì chùa thiên vân không tức giận ông ta chỉ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ và đau khổ ông ta không vì những người này nhục mạ mà tức giận nhưng lại bởi vì hành vi của bọn họ làm ông ta hoàn toàn hiểu rõ lời nói trước đó của cố cẩm niên là có ý gì những đệ tử phật môn này đã bị khống chế hoàn toàn bị một vài người khống chế tạo thành khối u ác tính bám vào phật môn trước đó ông ta chỉ hiểu đại khái nhưng bây thì đã hiểu ra toàn bộ ngươi biết vì sao bản hầu cho ngươi thời gian không ngay lúc này giọng của cố cẩm niên vang lên sau lưng ông ta nói như thế trụ trì chùa thiên vân im lặng không nói nhưng đôi mắt của ông ta lại có nước mắt rơi xuống bởi vì bản hầu biết bọn họ sẽ không rời đi người không khuyên nổi bọn họ sức mạnh của ngôn ngữ cuối cùng cũng không ngăn được đao kiếm đây là bản chất của con người chưa đến một khắc trước khi chết tuyệt đối sẽ không biết mình đã sai chỉ cần chiến đao của bản hầu không rơi xuống bọn họ sẽ nhất định không tin tưởng bản hầu dám động thủ nhưng điều bi ai thật sự là sau khi chiến đao rơi xuống về, bọn họ vẫn cho rằng mình đúng, đây mới thật sự là bi ai, cả đời đều bị người khác lừa. vì vậy, bọn họ không cần thiết lưu lại trên thế gian này, người rời đi đi. chuyện ở đây đã có bản hầu. cố cẩm niên nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, nói ra điều mấu chốt, cũng nói ra tất cả nguyên nhân. những người này không có thuốc nào cứu được, nhưng mà trụ trì chùa thiên vân vẫn không rời đi. ông ta im lặng nhìn theo mọi chuyện ở đây. qua một lúc lâu sau, trụ trì chùa thiên vân xoay người lại, ánh mắt của ông ta đã đỏ ửng, chảy xuống hắt lệ cố cẩm niên nhớ mày bởi vì trong ánh mắt đối phương tràn ngập sát ý nhưng không phải sát ý đối với hắn thí chủ bạn đang xem đại hạ văn thánh được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim mau rời đi đi đây là nhân do lão nạp gieo hãy để lão nạp giải quyết ông ta lên tiếng chỉ một câu nói vô cùng đơn giản khiến sắc mặt cố cẩm niên thay đổi hắn nghe ra được đối phương muốn làm gì nhưng cố cẩm niên không do dự trực tiếp rời đi trụ trì chùa thiên vân đã nhập ma chính xác hơn không phải nhập ma mà là không muốn chấp nhận sự thật này từ đó đưa ra lựa chọn cực đoan hóa đến lúc này cố cẩm niên muốn khuyên cũng khó khuyên được hơn nữa hắn cũng không cần thiết thuyết phục cái gì cố cẩm niên rời khỏi chùa thiên vân một vài tăng nhân và dân chúng thấy cảnh này không khỏi vui mừng quá đỗi vô thức cho rằng cố cẩm niên cuối cùng cũng không dám làm loạn nhưng ngay khi cố cẩm niên xuống chùa thiên vân một tiếng giống giận dữ vang lên phốc 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 chỉ một lát từng cái đầu người lần lượt rơi xuống đất bên trong chùa thiên vân nháy mắt như quỷ khóc xói gào trụ trì trụ trì người làm cái gì vậy trụ trì nhập ma trụ trì nhập ma trụ trì chỉ... Ngươi vì sao giết ta? Đừng giết ta, đừng có giết ta. Chạy mau, trụ trì nhập ma rồi." Từng tiếng thét chói tai vang lên, bọn họ đến chết cũng không nghĩ tới, vì giết bọn họ sẽ là trụ trì của bọn họ. Rất nhiều tăng nhân và dân chúng bỏ chạy, đối mặt với Cố Cẩm niên, bọn họ không sợ, bởi vì bọn họ cảm thấy mình đứng về phía chính nghĩa, nhưng bây giờ đối mặt với trụ trì chùa Thiên Vân, bọn họ hoảng hốt, cũng sợ hãi, bởi vì bọn họ cảm thấy chết không đáng. Chỉ là nơi này bố trí trận pháp, dân chúng trốn ra được, mà tăng nhân có Phật pháp, một người đều không trốn thoát được. Hai canh giờ tròn hai canh giờ máu tươi nhuộm đỏ ngôi chùa khung cảnh cực kỳ đáng sợ chùa thiên vân chỉ còn lại một mình trụ trì ông ta đứng ở nơi đó một mình nhìn thi thể chất đầy đất trong ánh mắt là bi thương cũng tràn đầy bất đắc dĩ cuối cùng ánh mắt trụ trì chùa thiên vân rơi vào trên người cố cẩm niên mời thí chủ tiếp tục tiến lên trụ trì chùa thiên vân hét lớn một tiếng nói xong lời này toàn thân ông ta bị nghiệp hòa bao vây kéo theo cả toàn bộ ngôi chùa cùng bốc cháy mà bên ngoài chùa ba vạn tinh nhuệ ngơ ngác nhìn mọi chuyện xảy ra mấy vạn tăng nhân Mười vạn tín đồ chùa Thiên Vân, cứ như vậy bị Cố Cẩm Niên dùng giam ba câu giải quyết hết, và lại kẻ giết người còn không phải Cố Cẩm Niên mà là trụ trì chùa Thiên Vân, đây rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Bọn họ nhìn về phía Cố Cẩm Niên, không hiểu sao cảm giác có chút sợ hãi, lưu lại 500 tinh nhuệ, lập bia cho trụ trì chùa Thiên Vân, nhìn chùa Thiên Vân chìm trong lửa lớn, Cố Cẩm Niên chậm rãi lên tiếng, nói xong thì trực tiếp rời đi, cứ thế, ba vạn thiết kỵ tiếp tục tiến về phía trước, khoảng cách đến chùa Phổ Hàn ở quận Quý Dương chưa đến ba canh giờ, mà chuyện của chùa Thiên Vân một canh giờ sau đã truyền khắp toàn bộ đông hoang cảnh đại hạ diệt phật đã bị vô số người chú ý rất nhiều người đều tò mò cố cẩm niên sẽ giải quyết chùa thiên vân như thế nào dù sao mười vạn tín đồ còn ở đó nếu cưỡng ép mạnh mẽ tất nhiên sẽ tạo ra sát nhiệt nhưng ai cũng không nghĩ tới cố cẩm niên không cần động thủ ngược lại trụ trì chùa thiên vân đã động thủ tàn sát tăng nhân khi chuyện này truyền đến vương triều đại hạ văn võ bá quan cũng cực kỳ nghẹn ngào cố cẩm niên đã dùng biện pháp tốt nhất để giải quyết nhưng chuyện này lại có vẻ không thể tưởng tượng nổi mà phật môn ngay khi biết được việc này ngoại trừ ban đầu có chút kinh ngạc, còn lại là phẫn nộ. Cố Cẩm Niên có liên quan rất lớn tới ma đạo, mê hoặc trụ trì chùa Thiên Vân, sát hại tăng nhân, thủ đoạn vụ oan giá họa làm cho người ta sinh ra sợ hãi. Đây là yêu tà, đó là thái độ chung của ba ngôi chùa lớn. Bọn họ vắt hết óc cũng nghĩ mãi không ra, tại sao trụ trì chùa Thiên Vân phải làm như vậy? Nghĩ mãi không rõ, cũng nghĩ không thông, cho nên bọn họ đem tất cả sai lầm đều đổ lên người Cố Cẩm Niên. Nhưng mà kệ bọn họ nói thế nào, vấn đề cần đối mặt sau đó mới là chuyện lớn nhất. Chùa Phổ Hàn, đây là trạm cuối cùng của cố cẩm niên bây giờ bên trong đại hạ tất cả tăng nhân đã bị trấn quốc công khống chế hiện tại chỉ đợi cố cẩm niên ra lệnh một tiếng chỉ cần cố cẩm niên quyết định giết chiến đao của đại hạ sẽ rơi xuống không chút do dự lúc đó chính là đầu người cuồn cuộn nếu như lựa chọn không giết vậy chuyện diệt phật cuối cùng cũng thất bại đối với người trong thiên hạ mà nói lựa chọn sau là tốt nhất mặc dù cố cẩm niên có thể xui xẻo nhưng lựa chọn cái trước xui xẻo xem như không phải chỉ một mình cố cẩm niên thế lực liên lụy đến chỉ sợ trải rộng khắp thiên hạ bên trong chùa phổ hàn ba vị tăng nhân ở trong đại điện trước mặt bọn họ có một tòa lưu hương phía trên lưu hương bay lên mấy sợi khói xanh mà khói xanh cũng tạo thành bốn thân ảnh đứng vững vàng ở trong bảo điện tham kiến thần tăng nhìn thấy bốn thân ảnh này ba cao tăng trong chùa phổ hàn cùng nhau váy lại phổ chính phổ vân phổ tâm sự thay đổi lớn trong tương lai của phật môn nằm ở ba người các ngươi lần này có cẩm niên tiến về chùa phổ hàn bất kể như thế nào đều phải ép cố cẩm niên ra tay đợi sau khi hắn ra tay phật môn ta có thể đạt được thiên mệnh gia trì vương triều đại hạ diệt phật nhất định sẽ bị thiên phạt phật môn mặc dù hy sinh một phần nhưng tổng thể mà nói trên con đường thiên mệnh này chúng ta đã nắm chắc phần thắng chờ đến khi phật môn thu được thiên mệnh sinh ra phật cổ bát cảnh lúc đó chúng ta sẽ mời phật cổ lấy vĩ lực vô thượng phục sinh các người từ trong bát bảo trì cho các người sinh mạng mới đại ban thưởng quả vị trở thành phật đà đại hưng giọng nói của thần tăng vang lên tràn đầy dụ hoặc ba cao tăng của chùa phổ hàn nghe xong lời này trong ánh mắt không giấu được mừng rỡ chúng ta nguyện làm vì chúng sinh thiên hạ ba người đồng loạt nói ánh mắt chắc chắn tốt tương lai các người có thể nhập chú phật quốc đến lúc đó cho dù là bốn người chúng ta cũng phải tôn sư một cô phật đà tại thượng nhiệm vụ cứu chúng sinh giao lại cho các ngươi không được cô phụ sự kỳ vọng của phật môn tứ đại thần tăng hài lòng gật đầu sau đó khói xanh tan biến ba người thu hồi ánh mắt nhìn nhau một cái trọng nội tâm của bọn họ vẫn còn có chút hoảng hốt và sợ hãi mặc dù tin tưởng có kiếp sau cũng tin tưởng lời nói của bốn vị thần tăng nhưng bây giờ phải trả giá bằng tính mạng bọn họ tất nhiên có chút không tình nguyện chỉ là bọn họ biết rõ chuyện này nhất định phải do bọn họ đến xử lý mà lúc này từ bên ngoài vang lên một giọng nói trụ trì cố cẩm niên đã dẫn ba vạn tinh nhuệ bao vây chùa phổ hàn âm thanh vang lên ba người không đứng dậy mà chỉ phất tay mở rộng cửa đại điện chỉ thấy sau khi cánh cửa của đại điện mở ra tăng nhân ngồi đầy trong chùa phổ hàn tất cả tăng nhân đều đang đợi cố cẩm niên khác với chùa thiên vân tăng nhân bên trong chùa phổ hàn mỗi người đều tràn ngập phật quang trong chùa cũng đã khởi động trận pháp bọn họ không phải đơn thuần chờ cố cẩm niên tới cửa giết họ mà là muốn biện luận với cố cẩm niên thăm dò ra vũ lực mạnh nhất của vương triều đại hạ chỉ dựa vào một cố cẩm niên hoàn toàn không đủ nghi thức siêu độ bắt đầu đại sư phổ chính lên tiếng mặt ông ta không biểu tình thần sắc bình tĩnh nói lúc này bên ngoài chùa phổ hàn ba vạn đại quân không quản ngày đêm cuối cùng đúng giờ dần đã đuổi tới bên ngoài chùa ba vạn đại quân rút chiến đao ra bao vây xung quanh chùa phổ hàn chỉ cần ra lệnh một tiếng ba vạn tinh nhuệ này lập tức như mãnh hổ nhào đến gặp tăng liền giết bên ngoài chùa phổ hàn ngay cả một tăng nhân cũng không có chỉ có duy nhất nhóm người cố cẩm niên ngồi trên lưng chiến mã hầu ra trong chùa đã bố trí trận pháp phải cẩn thận vương bằng nhắc nhở cố cẩm niên tình huống trong chùa nhưng mà cố cẩm niên không có nửa phần e ngại chỉ phất phất tay lập tức từ tiến hiểu ý đi về phía trước mấy bước giọng nói to như chuông vang thiên mệnh hầu đại hạ giá lâm tăng nhân chùa phổ hàn tới đây bái kiến giọng nói vang dội cũng vô cùng bá khí hiện ra uy thế của hầu ra mà theo giọng nói này vang lên đại môn của chùa phổ hàn chậm rãi mở ra chỉ là không có tăng nhân mà dựa vào pháp lực để mở ra chùa phổ hàn lớn hơn chùa thiên vân rất nhiều chiếm diện tích đến gần ngàn mẫu bên trong chùa có chính đại điện các cung điện khác cũng đến trăm tòa sau khi đại môn mở ra tiếng tụng kinh kinh khủng vang lên từng luồng phật quang màu vàng kim từ trong chùa miếu lan tràn ra thời gian ngắn ngủi chưa đến nửa khắc chùa phổ hàn đã phóng ra ánh sánh vàng rực rỡ trừng trăm trượng chỉ riêng tư thế này đã lộ ra khác thường chùa phổ hàn là một trong những ngôi chùa quan trọng nhất của phật môn tại vương triều đại hạ cộng thêm người trong thiên hạ đều biết vương triều đại hạ muốn diệt phật lấy chùa phổ hàn làm đích kết thúc phật môn chỉ sợ đã chuẩn bị sẵn sàng thủ đoạn đối phó a di đà phật hầu gia đại giá quang lâm đây là phúc của bản chùa có điều trong chùa đang cử hành nghi thức siêu độ xin hầu gia thứ tội không cách nào ra ngoài tiếp đón nếu hầu gia không chê có thể tự mình vào chùa quan sát giọng trụ trì phổ chính vang lên lộ ra lạnh lùng thả thanh thiền và giao trì tiên tử ra đi bản hầu có thể cho chùa phổ hàn một cơ hội những ai lập huyết thể hoàn tục sẽ không bị giết bên ngoài chùa cố cẩm niên cao giọng hắn không vội diệt phật mà muốn cứu thanh thiền tiên tử và giao trì tiên tử ra trước rồi tính tiếp mời hầu gia vào chùa nói chuyện giọng nói của trụ trì phổ chính vang lên vẫn muốn bắt buộc cố cẩm niên tiến vào trong chùa hầu gia không được đi vào chùa phổ hàn e rằng đã bố trí thiên la địa võng trong chùa nếu hầu gia đi vào sợ sẽ có biến vương bằng lên tiếng khuyên can cố cẩm niên không nên đi vào đã tới đây cũng không lo phật môn có thể dùng thủ đoạn gì cố cẩm niên lại có vẻ lạnh nhạt chỉ là hắn không xuống ngựa mà thúc chiến mã đi vào bên trong chùa phổ hàn tô hoài ngọc đi theo bên cạnh nhưng ngay trước khi vào chùa cố cẩm niên cũng chậm rãi lên tiếng truyền lệnh bản hầu nếu bản hầu bị thương dù chỉ một chút ở bên trong thiết kỵ lập tức giết vào lại truyền tin cho bệ hạ xin bệ hạ phát binh trinh phạt phật quốc tây mạc cố cẩm niên lên tiếng đây không phải là hù dọa phật môn mà là nói cho phật môn biết đừng nên dùng thủ đoạn gian trá gì nếu không ngọc nát đá tan thuộc hạ tuân lệnh chúng tướng sĩ cùng hô to kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé liên tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả đừng quên ấn like và đăng ký kênh gì các phim để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người